chương 336, đêm xuân đáng giá nghìn vàng. Hứa Bích Hoài nghe thấy Lâm Thanh Diện nói thì khuôn mặt lập tức đỏ lên, cô nghĩ thâm rốt cuộc người này cũng đã thông suốt, còn biết chạy tới tắm chung với mình. Cho dù trong lòng cô không từ chối Lâm Thanh Diện, nhưng phụ nữ phải rụt rẻ một chút, hơn nữa cô còn muốn nhìn xem có phải Lâm Thanh Diện đã thật sự nghĩ thông hay chưa. Ai muốn tắm chung với anh, anh chờ em tắm xong rồi tắm, hứa Bích Hoài cúi đầu mở miệng nói lần này Lâm Thanh Diện cũng nghe lời hứa bích hoài mà là đẩy cửa phòng tắm ra, sau đó anh đi vào bên trong, trên người còn có khí thế của Tổng Giám Đốc Bá Đạo. Không phải do em quyết định, đêm nay anh nhất định phải bắt em lại, Lâm Thanh Diện đầy bá đạo nói. Trên mặt hứa bích hoài đầy xấu hổ, tự giá lùi về phía sau hai bước, ngoài miệng còn nói, đồ đáng ghét, anh bắt ai đó, em đã mệt mỏi cả ngày rồi, về nhà còn bị anh bắt nạt, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc. Lâm Thanh Diện nghe vậy thì lập tức dừng lại, đau lòng nhìn Hứa Bích Hoài nói, "Vậy anh không bắt nạt em, chờ em nghỉ ngơi thật tốt rồi nói." Hứa Bích Hoài suýt nữa phát điên, vừa rồi cô chỉ thuận miệng từ chối mà thôi, không nghĩ tới Lâm Thanh Diện lại thật sự nghĩ cô mệt mỏi, làm chuyện này cần phải có thể lực. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cô bắt lấy cổ áo Lâm Thanh Diện nói, "Không được, cho dù em nói như vậy thì anh cũng phải tiếp tục bắt nạt em." em còn tưởng răng đầu gỗ nhà anh đã nghĩ thông suốt không ngờ vẫn ngốc như thế hứa bích hoài nói xong thì đóng cửa phòng tắm lại tức giận nhìn lâm thanh diện hai người lập tức hoán đổi nhân vật người ta là đàn ông bá đạo còn hai người là hứa bích hoài bá đạo lâm thanh diện không nhịn được bật cười anh thật sự không hiểu suy nghĩ của phụ nữ nhưng cũng không có nghĩa là anh ngốc hứa bích hoài đã thể hiện như thế anh đương nhiên biết mình phải làm gì tiếp theo lâm thanh diện đưa tay ôm eo hứa bích hoài cười nói anh hơi ngốc một chút nhưng đêm nay sẽ không bỏ lỡ nữa anh đảm bảo với em đồ ngốc cởi đồ tắm rửa trước đã chẳng lẽ anh định không tắm đã làm chuyện đó sao hứa bích hoài liếc mắt nhìn lâm thanh diện lâm thanh diện lập tức xấu hổ anh căng thẳng đến mức quên mình vào đây tắm rửa anh nhanh chóng hít sâu một hơi hai tay cởi quần áo cho hứa bích hoài nói được rồi anh giúp em cởi quần áo Lần này Hứa Bích Hoài không ngăn cản mà vừa tức vừa buôn cười nhìn Lâm Thanh Diện, cô nghĩ thầm cuối cùng người này cũng đã thông minh, nhưng đây là lần đầu tiên cô được Lâm Thanh Diện cởi quần áo nên cảm thấy có chút kỳ lạ. Từng món đồ rơi xuống, khuôn mặt Hứa Bích Hoài cũng trở nên đỏ bừng, xấu hổ không biết làm sao. Lâm Thanh Diện nuốt nước bọt, sau đó anh mở vòi sen ra, hơi nước bốc lên làm cho toàn bộ phòng tắm trở nên mờ ảo. Hai thân hình dán chặt vào nhau, lần đầu tiên từ khi sinh ra bọn họ tắm rửa không giống như bình thường. Khoảng nửa tiếng sau, cửa phòng tắm được mở ra, Lâm Thanh Diện quấn khăn tắm trên người ôm hứa Bích Hoài cũng bọc khăn tắm bước ra từ phòng tắm. Tóc của hứa Bích Hoài vẫn còn ướt, trên người còn mang theo bọt nước, cả người tỏa ra hương vị quyến rũ. Sau khi Lâm Thanh Diện tắm chung với hứa Bích Hoài thì bản năng giống được trên người cũng được kích hoạt, anh bá đạo ném hứa Bích Hoài lên giường, trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn đêm nay anh muốn giao lưu sâu sắc với em, ngày mai đừng đi làm, qua đêm nay có lẽ em phải nghỉ ngơi trên giường hai ngày, Lâm Thanh Diện mở miệng. Hứa Bích Hoài không chút yếu thế nói, nói là một chuyện, làm lại là chuyện khác. Lâm Thanh Diện kích thích bởi lời nói của Hứa Bích Hoài, không nói hai lời nhào lên giường. Vậy em hãy nếm thử sự lợi hại của anh đây. Đêm xuân đáng giá nghìn vàng. Ngâm một bài thơ. Cùng nhau chiến đấu trên giường, hai người làm một đẩy tới rồi lui. Bông cải trời bướm hút mật, bạn ong chăm chỉ điên cuồng tìm mật. Mồ hôi thấm ướt cả vai, người nằm trên gối vẫn còn làm. Xuyên phận không gì sánh được, phóng túng cũng chỉ một mình em thôi. 10 giờ sáng hôm sau, Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa sốt ruột đứng trước cửa phòng Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài, Tống Huyền Khanh đã gõ cửa nhiều lần, nhưng bên trong không hề có động tĩnh gì, chuyện này làm cho Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa vô cùng lo lắng. Đã nói hôm nay chuyển nhà, Sao hai đứa nó vẫn chưa đi ra ngoài chứ? Không lẽ bên trong đã xảy ra chuyện gì sao?" Tống Huyền Khanh mở miệng nói. "Không đâu, ở khách sạn thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Có lẽ vẫn còn chưa thức dậy, bà đừng lo lắng, chờ tụi nó thức dậy thì sẽ ra ngoài thôi." Hứa Quốc Hoa nói. "Sao đến giờ này còn chưa thức dậy chứ? Không lẽ Lâm Thanh Diện biết mình không thể tránh khỏi bị nhà họ Lâm trả thù, cho nên giết con gái của mình, sau đó tự sát ở trong phòng hay không?" tôi sẽ thấy rất nhiều tin tức tự sát ở khách sạn, Tống Huyền Khanh lóe lên sự u ám trong mắt, giống như nhìn thấy gì đó. Bà đi tới cửa, dùng sức gõ cửa kêu lớn, con gái, hai đứa làm gì ở bên trong vậy, vì sao còn chưa ra ngoài, có phải Lâm Thanh Diện đã làm gì con đúng không, con phải nói thật cho mẹ biết. Lúc này bên trong vang lên giọng nói yếu ớt của hứa bích hoài, trời ơi, mẹ, con không sao, mẹ đừng thúc giục, lát nữa con sẽ ra ngoài tống huyền khanh nghe thấy giọng của hứa bích hoài thì thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng nghi ngờ lấm bẩm nói đúng ra bình thường con gái đã sớm thức dậy sao hôm nay lại dậy trễ như thế chẳng lẽ đêm qua ngủ quá muộn sao dĩ nhiên là ngủ muộn mới dậy trễ đi thôi chúng ta về phòng dọn đồ trước tối nay chuyển nhà cũng không muộn tôi cảm thấy ở chỗ này rất thoải mái nếu cả đời ở đây thì cảm thấy cũng không tệ hứa quốc hoa mở miệng nói tống huyền khanh đi theo hứa quốc hoa quay về phòng trong đầu bà ta đột nhiên hiện lên một suy nghĩ, sau đó bà mở to hai mắt. Ông nói xem có phải đêm qua hai đứa nó đã làm chuyện đó đúng không? Tống Huyền Khanh dừng lại nói với Hứa Quốc Hoa. Chuyện đó? Hứa Quốc Hoa không hiểu ý của Tống Huyền Khanh là gì. Tống Huyền Khanh đánh lên người Hứa Quốc Hoa một cái, tức giận nói, ngoại trừ chuyện đó thì còn có chuyện gì chứ? Hứa Quốc Hoa khó hiểu mấy giây, nhưng nhanh chóng hiểu được ý của Tống Huyền Khanh, mở miệng nói. Vậy chẳng phải là rất bình thường à, hai người trẻ tuổi ở trong một phòng, nếu không làm chuyện đó mới không bình thường đấy." Tống Huyền Khanh đưa tay đập hứa Quốc Hoa một cái nói, "Ông biết cái gì, mấy năm nay Lâm Thanh Diện không chạm vào Bích Hoài, chắc chắn lần này Lâm Thanh Diện muốn đến kinh đô chịu chết nên trước khi đi nó muốn chiếm tiện nghi của con gái, không được, tôi phải tìm nó nói chuyện." Hứa Quốc Hoa giữ bà lại nói, "Bà tìm nó nói chuyện cái gì, hai đứa nó là vợ chồng hợp pháp, làm chuyện đó là hợp tình hợp lý." bà đừng gây phiền toái cho nó nữa, chẳng lẽ bà muốn con gái làm quá phụ cả đời sao? Hứa Quốc Hoa nói xong thì kéo Tống Nguyên Khanh về phòng. Trong phòng Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài. Lâm Thanh Diện đã mặc xong quần áo, còn Hứa Bích Hoài vẫn nằm trên giường, trên người đắp chăn, tóc rối loạn, trên mặt đỏ ửng mang theo sự thỏa mãn lười biếng, trên người càng có hương vị của phụ nữ. Hôm nay em cứ nghỉ ngơi ở trên giường đi, anh và ba mẹ lo chuyện chuyển nhà là được, sau khi dọn xong thì em đến đó là được, giữa trưa anh sẽ cho người đưa cơm tới cho em, Lâm Thanh Diện cười nói với hứa Bích Hoài. Hứa Bích Hoài cắn môi, vẻ mặt u oán nhìn Lâm Thanh Diện nói, người xấu. Đêm qua em luôn khiêu khích anh, anh cũng chỉ bất đắc dĩ mới thể hiện sự mạnh mẽ của đàn ông, nếu không thì em sẽ coi thường, Lâm Thanh Diện cười mở miệng. Hừ, ai biết anh lợi hại như vậy, cả đêm cũng không ngừng nghỉ, sớm biết vậy thì em sẽ không nói mấy lời đó với anh, làm cho người ta không thể xuống giường được hứa bích hoài đáng thương dáng vẻ đó làm cho lâm thanh diện hận không thể bắt nạt cô lần nữa lâm thanh diện nghĩ đến sức khỏe hứa bích hoài sẽ không chịu nổi nên mới không làm gì hứa bích hoài nữa mà là cúi đầu hôn môi hứa bích hoài một cái dịu dàng nói em nghỉ ngơi cho tốt lần sau anh sẽ chú ý hứa bích hoài cười hi hi nói anh không cần phải chú ý em chỉ oán giận một chút thật ra cảm giác vẫn rất thoải mái Vẻ mặt Lâm Thanh Diện tươi tỉnh từ trong phòng đi ra, trong lòng còn vui vẻ hơn nhiều. Anh đi đến trước cửa Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa, sau đó đưa tay gõ cửa, Hứa Quốc Hoa đi tới mở cửa, Lâm Thanh Diện cười nói: "Ba, mẹ, chúng ta đi chuyển nhà trước, Bích Hoài có chút không thoải mái, cần nghỉ ngơi một chút, cô ấy sẽ không đi với chúng ta." "Lâm Thanh Diện, có phải đêm qua cậu đã làm gì với con gái tôi đúng không? Sao con bé có thể không thoải mái chứ?" tôi nói cho cậu biết nếu cậu dám chạm vào con gái tôi thì tôi không để yên cho cậu đâu giọng tống huyền khanh nóng nảy vang lên lâm thanh diện không nghĩ tới tống huyền khanh lại nhạy bén như thể nhanh như vậy đã biết được đêm qua anh và hứa bích hoài làm chuyện đó quả nhiên gừng càng già càng cay khụ khụ ba mẹ nói cái gì mà con nghe không hiểu chúng ta nên tranh thủ dọn đồ thôi lâm thanh diện giả vờ không hiểu nói với hứa quốc hoa hứa quốc hoa gật đầu ông cũng không muốn nghe tống huyền khanh cảm giảm nhanh chóng mang đồ ra ngoài với Lâm Thanh Diện. Tôn Tuệ Phương đi tới nhìn thấy Tống Huyền Khanh đang chửi ầm lên, trong lòng bà ta còn cảm thấy kỳ lạ, không biết chuyện gì xảy ra. Lâm Thanh Diện nói nhân viên khách sạn tìm một chiếc xe van, sau khi mang đồ lên xe thì chạy tới khu nhà chăn tụy. Trên đường đi Tống Huyền Khanh vẫn mắng chửi Lâm Thanh Diện không ngừng, Lâm Thanh Diện mắt điếc tai ngơ, chỉ coi như không hiểu Tống Huyền Khanh đang nói cái gì. Sau khi chuyển đồ vào nhà mới, Tống Huyền Khanh đi đến bên cạnh Lâm Thanh Diệt, hai mắt mở to nhìn anh lạnh lùng nói, cậu đừng giả ngu trước mặt tôi, đừng cho rằng tôi không nhìn ra được suy nghĩ của cậu, cậu chắc chắn đã chạm vào con gái tôi. Tôi cũng không oán trách nữa, nếu cậu đã chạm vào con gái tôi, vậy thì cậu phải chịu trách nhiệm với nó, lần này cậu đi kinh đô lành ít giữ nhiều, coi như cho con gái tôi một đường lui, cậu phải chuyển nhượng khách sạn quốc tế thiên thành qua cho nó. Nhưng hiện tại con bé chắc chắn sẽ không đồng ý, cho nên hiện tại cậu chuyển nhượng qua cho tôi, tôi quản lý giúp con bé, sau này nó muốn thì tôi sẽ chuyển lại cho nó, chuyện này không thể chậm trễ, hôm nay cậu phải ký vào hợp đồng chuyển nhượng, chương 337, hợp đồng chuyển nhượng. Lâm Thanh Diện nhìn dáng vẻ đàng hoàng của Tống Huyền Khanh, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, anh nghĩ thầm may là không nói với Tống Huyền Khanh mình là ông chủ của tập đoàn Thiên Dương, nếu không thì sợ là Tống Huyền Khanh cũng nói Lâm Thanh Diện chuyển nhượng tập đoàn Thiên Dương sang cho bà nhưng bây giờ tâm trạng của Lâm Thanh Diện rất tốt, cũng không định so đo với Tống Huyền Khanh, khách sạn quốc tế Thiên Thành chỉ là một khách sạn thuộc tập đoàn Thiên Dương mà thôi, tập đoàn Thiên Dương có không dưới 10 cái khách sạn như thế, cho dù cho Tống Huyền Khanh một cái cũng không sao. Trong lòng anh cũng biết rõ lần này anh đi kinh đô chắc chắn sẽ không sao, nhưng Tống Huyền Khanh không biết tình huống của anh nên lo lắng cũng rất bình thường. Nếu một khách sạn có thể làm cho Tống Huyền Khanh ngừng cảm giảm bên tai anh thì Lâm Thanh Diện cảm thấy rất có lời vậy lát nữa con và mẹ về khách sạn một chuyến, con cho người chuẩn bị hợp đồng, sau đó con và mẹ có thể ký tên, Lâm Thanh Diện nói. Tống Huyền Khanh vốn cho rằng Lâm Thanh Diện sẽ không đồng ý, dù sao khách sạn quốc tế Thiên Thành là khách sạn cao cấp, cho dù là người khác cũng sợ là không thể nói cho người khác, bà cũng không nghĩ tới Lâm Thanh Diện có thể dễ dàng đồng ý, bà chỉ định cảm giảm bên tai Lâm Thanh Diện một chút, sau đó lại tìm cơ hội mà thôi. Bà không ngờ Lâm Thanh Diện lại đồng ý dễ dàng như thế, chuyện này nằm ngoài dự đoán của bà. Chẳng lẽ cậu ta cũng biết lần này đến Kinh Đô là một đi không trở lại sao, cho nên mới thoải mái đồng ý. Tống Huyền Khanh lầm bẩm nói. Chắc chắn là như vậy, nếu không phải biết mình không thể quay về thì sao Lâm Thanh Diện có thể chuyển nhượng khách sạn lớn như thế cho người khác. Tống Huyền Khanh cảm thấy tự tin của Lâm Thanh Diện là từ khách sạn quốc tế Thiên Thành, bà không biết Lâm Thanh Diện vốn không coi khách sạn này ra gì. Vậy cậu nhớ kỹ lời nói của mình, chờ lát nữa nếu cậu đến chỗ Bích Hoài tố cáo tôi thì tôi sẽ không tha cho cậu. Tống Huyền Khanh chừng mắt nói. Sau khi dọn đồ đạc vào nhà mới, Lâm Thanh Diện để hứa Quốc Hoa và Tôn Tuệ Phương dọn đẹp trước, anh và Tống Huyền Khanh quay về khách sạn đón hứa Bích Hoài. Hai người vừa xuống dưới lầu, Lâm Thanh Diện thanh toán tiền cho công ty chuyển nhà, sau đó anh và Tống Huyền Khanh đi về phía xe đang đậu. Đúng lúc này, hứa Quốc Đống đi về phía bọn họ, ông ta thấy Lâm Thanh Diện và Tống Huyền Khanh ở chỗ này thì trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Sao hai người lại đến khu nhà của chúng tôi? Hứa Quốc Đông mở miệng nói một câu. Tống Huyền Khanh nhìn về phía hứa Quốc Đông phát hiện ông ta lôi thôi lách thích, mái tóc lộn xộn, nhìn có vẻ đã mấy ngày không tắm rửa. Nếu không phải hứa quốc đống nói chuyện với bọn họ thì bà vốn không biết người này là hứa quốc đống. Hôm nay chúng tôi chuyển nhà, Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Chuyển nhà, không phải mấy người ở Vịnh Đăng Long à, sao lại dọn đến đây? Chẳng lẽ chỗ này thoải mái hơn Vịnh Đăng Long sao? Hứa Quốc Đống đầy thắc mắc. Tống Huyền Khanh không nghĩ tới Hứa Quốc Đống cũng ở trong khu nhà chăn tụy, khuôn mặt lập tức trở nên khó coi lên, bà thấy Hứa Quốc Đống đang cười nhạo mình. Ông quan tâm chúng tôi ở đâu làm gì, chúng ta muốn ở đâu thì ở, cho dù chúng ta dọn đến đây thì cũng ở một căn nhà lớn bốn phòng ngủ một phòng khách, chắc chắn tốt hơn nhà ông Nhiêu Tống Huyền Khanh hung hăng nói. Bà không thể nói với hứa Quốc đống bởi vì biệt thự có người chết nên bọn họ mới chuyển nhà, trong lòng vẫn có chút bực bội. Hứa cuộc đống nghe thấy Tống Huyền Khanh nói thì lập tức tức ha ha nói, Tống Huyền Khanh, không lẽ bởi vì công ty mấy người không thể hoạt động được nữa, cho nên mới bán căn biệt thự kia đến ở chỗ này chứ? Đúng là báo ứng, hứa bích hoài nhà các người làm hại người nhà họ hứa làm mất chén cơm như thế, hiện tại rốt cuộc cũng đến lượt các người, đây là ông trời đang trừng phạt mấy người. Khoảng thời gian trước hứa Trai Hiệp và hứa Quốc Đống từng nói địa ốc Vân Hải nhắm vào công ty nhà họ Hứa. Hiện tại nhìn thấy một nhà tống Huyền Khanh dọn ra khỏi Vịnh Đằng Long thì cho rằng công ty nhà họ Hứa đã sụp đổ, bọn họ phải bán biệt thự. Tống Huyền Khanh không phục, muốn phản bác lại hứa Trai Hiệp, nói cho ông ta biết công ty nhà họ Hứa không những không xảy ra chuyện mà còn đang phát triển không ngừng. Bà lập tức trở thành chủ khách sạn quốc tế Thiên Thành, làm cho hứa Quốc Đống ghen ti. Lúc này Lâm Thanh diện giữ bà lại nói: Mẹ chúng ta mau quay về khách sạn thôi, đừng lãng phí thời gian với ông ta nữa. Tống Huyền Khanh cũng nghĩ vậy, hiện tại hứa quốc đống có thể so sánh với địa vị của mình sao, nếu bà so đo với ông ta thì chẳng phải là kéo địa vị của mình xuống sao. Bà khinh thường nhìn hứa quốc đống một cái nói, không thèm so đo với ông, ông muốn nghĩ thế nào thì cứ nghĩ như vậy, dù sao nhà của chúng tôi còn tốt hơn ông chục nghìn lần. Bà nói xong thì đi theo Lâm Thanh Diện về phía xe đang đậu hứa quốc đống nhìn hai người thì trên mặt nở nụ cười lạnh lấm bẩm còn giả vờ giả vịt đồ ngốc mới không ở trong biệt thự lớn lần này lại đến khu nhà kém hơn một bậc mua một căn nhà bốn phòng ngủ một phòng khách chắc chắn nhà mấy người đã gặp báo ứng cho dù mấy người ở căn nhà bốn phòng ngủ một phòng khách thì sao với tốc độ này thì nhà mấy người sớm muộn cũng không bằng nhà tôi không được tôi phải nói tin tốt này cho cha hiệp nghe chắc nó cũng sẽ vui vẻ hứa quốc đống nhanh chóng đi về phía nhà mình trong khoảng thời gian này đây là lần đầu tiên ông ta cười vui vẻ như thế lúc này hứa trai hiệp đang ngồi trên bàn dùng sức gãi đầu mình địa ốc vân hải tự nhiên phá sản làm cho anh ta chịu đả kích không nhỏ anh ta vất vả mới lắm làm bạn với kim tôn khiến kim tôn nhằm vào hứa bích hoài nhưng chưa được bao lâu địa ốc vân hải lại đột nhiên tuyên bố phá sản anh ta còn không tìm thấy kim tôn mấy ngày nay anh ta vẫn luôn ở nhà nghĩ làm thế nào mới kiếm được nhiều tiền để đập vào mặt hứa bích hoài nhưng hiện thực làm cho anh ta tuyệt vọng, mấy năm nay anh ta chỉ đối đầu với hứa Bích Hoài, còn làm bạn với mấy loại xấu xa bên ngoài, chẳng học được bất cứ thứ gì. Công việc bình thường không lọt vào mắt anh ta, anh ta muốn mình một bước lên trời, cho nên đến bây giờ anh ta vẫn là người thất nghiệp. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Hứa Quốc đống đầy kích động đi vào nhà. "Ba, ba sao thế, vội vàng như thế làm gì?" Hứa trai hiệp không kiên nhẫn nói. "Con trai, có tin tốt." Vừa rồi ba gặp Lâm Thanh Diện và Tống Huyền Khanh ở dưới lầu, nhà bọn họ đang chuyển nhà, Tống Huyền Khanh nói nhà bọn họ chuyển tới một căn nhà bốn phòng ngủ một phòng khách, bọn họ muốn dọn đến đây, đúng là buồn cười, hứa quốc đống cười nói. Hứa trai hiệp sửng sốt, sau đó hỏi, nhà Lâm Thanh Diện muốn đến khu nhà chúng ta. Ba, ba không nghe lầm chứ, không phải bọn họ ở biệt thự Vịnh Đằng Long sao? Sao có thể nghe nhầm chứ? Tống Huyền Khanh chính miệng nói, Ba thấy chắc chắn công ty nhà họ hứa đã xảy ra vấn đề, bọn họ bất đắc dĩ bán biệt thự Vịnh Đằng Long. Nếu không thì sao có thể sẽ chạy đến khu nhà của chúng ta chứ? Chỗ này kém hơn Vịnh Đằng Long nhiều. Hứa Quốc đống nói. Hai mắt Hứa Trai Hiệp lập tức sáng ngời, cảm thấy Hứa Quốc đống nói có lý. Lẩm bẩm nói, chẳng lẽ địa ốc Vân Hải phá sản nhưng công ty nhà họ hứa vẫn chịu ảnh hưởng? Bọn họ không có hạng mục nào, công ty khó có thể hoạt động cho nên mới bán biệt thự. Chắc chắn là như thế. Tống Huyền Khanh còn giả vờ trước mặt ba, rõ ràng bà ta xấu hổ khi gặp ba, vậy mà còn nói không muốn so đo với ba, nếu có bản lĩnh thì quay về biệt thự ở đi, sao còn mua nhà ở khu nhà này chứ, đúng là buồn cười, hứa quốc đống cười nhạo. Hai mắt hứa trai hiệp cũng sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn mở miệng nói, xem ra ông trời có mắt, hứa bích hoài, không ngờ chị cũng có ngày hôm nay, kết cục chị cũng rơi vào cảnh như tôi mà thôi. Chị cứ chờ đó, tôi nhất định sẽ quay trở lại, chờ tôi kiếm được nhiều tiền thì chắc chắn làm cho chị mất mặt đứng trước mặt tôi. Hai mắt hứa chai hiệp hít lại, ánh mắt lộ ra sự hung ác. Trong văn phòng khách sạn quốc tế Thiên Thành, Tống Huyền khanh ký tên của mình vào hợp đồng, sau đó nhìn về phía Lâm Thanh Diện hỏi, ký tên ở đây xong thì sau này khách sạn quốc tế Thiên Thành là của tôi sao? Lâm Thanh Diện gật đầu, quay đầu nhìn giám đốc bên cạnh nói, sau này bà ta là chủ khách sạn quốc tế Thiên Thành. Nếu bà ta cần gì thì ông phải cố gắng làm bà ta hài lòng là được." Giám đốc nhanh chóng gật đầu, cho dù Lâm Thanh Diện chuyển nhượng khách sạn cho Tống Huyền Khanh, ông ta cũng không dám không kính trọng Lâm Thanh Diện, bởi vì ông ta biết Lâm Thanh Diện chỉ tiện tay mở khách sạn này mà thôi, người ta vốn không coi khách sạn này ra gì mới chuyển nhượng cho người khác. Lâm Thanh Diện lại nhìn về phía Tống Huyền Khanh nói, "Mẹ, mẹ không biết kinh doanh quản lý khách sạn cho nên sau này giám đốc vẫn xử lý công việc, bình thường mẹ không cần đến đây." chỉ cần ngồi ở nhà nằm chia tiên là được. Tống Huyền Khanh không kiên nhẫn gật đầu, hiện tại bà đã trở thành chủ khách sạn quốc tế thiên thành, cũng có nghĩa là Lâm Thanh Diện trở thành hai bàn tay trắng, cho nên bà cũng không cần khách sáo với Lâm Thanh Diện. Sau này ông cũng phải nghe lời tôi, hiện tại Lâm Thanh Diện không phải là ông chủ của ông nữa, ông không cần phải khách sáo như thế, cậu ta nên khách sáo với tôi mới đúng Tống Huyền Khanh ra vẻ với giám đốc. Giám đốc nhìn Lâm Thanh Diện một cái, sau khi lâm thanh diện cho phép mới gật đầu với tống huyền khanh nói vâng vâng hai người ra khỏi văn phòng sau khi đón hứa bích hoài thì ba người về khu nhà chăn tùy trạng vạng tối lâm thanh diện gặp trần tài anh và hướng vấn thiên dặn dò chuyện sau khi anh đi kinh đô vào ban đêm lâm thanh diện nghĩ đến sức khỏe của hứa bích hoài nên đè xuống suy nghĩ muốn bắt nạt cô nên chỉ ôm cô ngủ một đêm bây giờ bên hồng thành đã xử lý ốn thỏa Chắc bên kinh đô cũng phát hiện tình huống của Lạc Hân, cho nên Lâm Thanh Diện cũng lên đường lấy lại những gì thuộc về mình. Chương 338, nếu cậu không ngại thì gọi anh ấy ra. Sáng sớm ngày hôm sau, tại sân bay Hồng Thành. Hứa Bích Hoài đi cùng với Lâm Thanh Diện vào trong sân bay, có thể nhìn ra Hứa Bích Hoài có chút không nỡ. Lần này anh đi đến kinh đô nhất định phải cẩn thận, dù sao anh cũng rời khỏi nhà họ Lâm nhiều năm như vậy, muốn bọn họ chấp nhận anh một lần nữa chỉ sợ không đơn giản như vậy. Lâm Thanh Diện gật đầu, nói yên tâm, anh có chừng mực, những việc không chắc chắn anh sẽ không làm. Sau đó Lâm Thanh Diện đưa tay ra ôm lấy eo cô, cúi đầu hôn lên môi cô. Rất lâu sau, Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài chia tay nhau, Lâm Thanh Diện nở một nụ cười, nói với Hứa Bích Hoài, lần này đợi anh trở về sẽ chuẩn bị cho em một hôn lễ thật lớn, anh muốn để tất cả mọi người biết được em hạnh phúc như thế nào khi gả cho Lâm Thanh Diện anh trên khuôn mặt hứa Bích Hoài cũng nở một nụ cười đầy sự mong đợi, sau đó gật đầu với Lâm Thanh Diện, ánh mắt vừa dịu dàng vừa thâm tình. Rất nhanh đã đến lúc soát vé, Lâm Thanh Diện cầm đồ của mình đi vào, hứa Bích Hoài nhìn Lâm Thanh Diện đi vào rồi mới rời đi. Hai tiếng sau, tại sân bay Kinh Đô, Lâm Thanh Diện từ bên trong đi ra, vươn vai, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh của Kinh Đô, tâm trạng lần này khác hẳn so với lần trước. Anh không có ý định trực tiếp đi đến nhà họ Lâm, như vậy quá đường đột, chỉ sợ sẽ bị lạc tâm dân theo một đám cao thủ nhà họ Lâm đến bắt anh. Mặc dù anh rất tin tưởng vào thực lực của mình, nhưng để lấy lại nhà họ Lâm, không đơn giản chỉ là đánh nhau với người khác, mà nhà họ Lâm có thể đạt được uy danh như vậy ở Kinh Đô, đương nhiên phải có nội tình, nếu như thật sự dùng toàn lực để ra tay, dựa vào một mình Lâm Thanh Diện chắc chắc sẽ không đấu lại được. Vì vậy lần này Lâm Thanh Diện định chuẩn bị đầy đủ trước khi đến nhà họ Lâm. Anh đi đến bên đường, bắt một chiếc taxi sau khi ngồi lên, nói với tài xế, bác tài, võ quán Vân Khê. Nhà cũ nhà họ Lâm, trong phòng của Lạc Tâm. Lạc Tâm cau mày, nhìn vào điện thoại di động của mình, những tin nhắn mấy ngày nay cô ta gửi cho Lạc Hân không nhận được phản hồi, gọi điện thoại cũng không có người nhận, cho dù cô ta biết những người đi cùng Lạc Hân đến Hồng Thành đều là cao thủ của nhà họ Lâm, cô ta cũng đoán ra được 90% là Lạc Hân đã xảy ra chuyện. Mấy ngày trước cô ta đã phái người đến Giang Thành để điều tra hành tung của Lạc Hân, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có tin tức. Cô ta lại gọi điện thoại cho Lạc Hân. Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. Lạc Hân ném điện thoại xuống bàn, rõ ràng có chút tức giận. Lúc này, một người đàn ông từ bên ngoài đi vào, đứng trước mặt Lạc Tâm. Lạc Tâm ngẩng đầu lên, nói, sao rồi, bên phía Hồng Thành có tin tức chưa? khuôn mặt người đàn ông kia có chút nghiêm trọng, sau khi thận trọng liếc nhìn lạc tâm, nói, bây giờ đã xác định được, người chúng ta phái đến Hồng Thành tất cả đều đã bị mất liên lạc. Lạc tâm đập mạnh tay xuống bàn, đứng dậy, đôi mắt tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm vào người đàn kia, hét lên, cậu nói cái gì? Tất cả đều bị mất liên lạc, người tôi phái đi đều là đồ ăn hại sao? Tại sao lại không thể liên lạc được với ai? Người đàn ông kia bị dọa sợ đến mức hai chân run giấy, Đứng trước mặt Lạc Tâm rõ ràng anh ta có thể cảm nhận được áp lực vô cùng lớn, nói chuyện cũng có chút không lưu loát. Cái cái này tôi cũng không rõ, dường như bên phía Hồng Thành có một thế lực bí mật đối phó với bọn họ, bên đó không phải là địa bàn của chúng ta, vì vậy tôi cũng không thể xác định được rốt cuộc là ai đang đối phó với chúng ta. Lạc Tâm ngồi xuống, mặt tái mét, nhìn người đàn ông kia nói, lần này, những người chỉ tôi dẫn theo đều là tinh nhuệ của nhà họ Lâm, hơn nữa lúc trước Xuân Diệu cũng mang theo rất nhiều người người nào cũng vô cùng lợi hại, ngay cả chị của tôi cũng không ứng phó được. Cái, cái này tôi cũng không rõ, nhưng người của chúng ta ở huyện Yên Vân chụp được bức ảnh này, tôi nghĩ có thể có liên quan đến chuyện lần này. Người đàn ông kia nói xong, dơ một bức ảnh đến trước mặt Lạc Tâm. Lạc Tâm cau mày, nhìn chăm chăm vào bức ảnh, sau đó lập tức trợn tròn mắt, trên khuôn mặt đều là sự khó tin. Trên bức ảnh này chính là cảnh Lâm Thanh Diện và Trung Linh Nhi đang cùng nhau đi dạo ở trung tâm mua sắm bức ảnh này chụp lúc nào? Lạc Tâm hỏi. Hơn, hơn một tháng trước, chúng tôi mới phát hiện ra bức ảnh này gần đây, người đàn ông kia căng thẳng trả lời. Lạc Tâm tát cho người đàn ông kia một cái, mắng, bức ảnh hơn một tháng trước mà bây giờ mới đưa cho tôi xem, tôi nuôi các cậu tốn công vô ích sao? Người đàn ông kia bị dọa sợ đến mức cả người run lấy bẩy, vội vàng nói, bức ảnh này là chúng tôi vô tình lấy được từ trong video giám sát ở trung tâm thương mại, lúc đó không chú ý đến bên phía huyện yên vân nếu không chắc chắn chúng tôi đã đưa cho cô từ lâu được rồi cút đi đừng để tôi nhìn thấy mặt cậu cái đồ vô dụng lạc tâm tức giận mắng người kia vội vàng chạy ra ngoài không dám ở lại dù chỉ một giây anh ta biết sự đáng sợ của lạc tâm nếu như chạy chậm nói không chừng ngay cả cái mạng nhỏ này cũng không còn lạc tâm cẩn thận nhìn chằm chằm vào hai người trên bức ảnh tính toán thời gian lại suy nghĩ đến những yếu tố khác cuối cùng chắc chắc người trên bức ảnh này là Lâm Thanh Diện chứ không phải là Triệu Xuân Diệu. Hơn một tháng trước, Triệu Xuân Thành vừa từ Kinh Đô đi đến Hồng Thành, không thể xuất hiện ở huyện Yên Vân, hơn nữa với tính cách của Triệu Xuân Diệu, sao có thể đi cùng với Trung Linh Nhi một cách hòa hợp như vậy chứ? Lúc trước Lạc Hân và Lạc Tâm nói là Trung Linh Nhi đã mất tích, cô ta còn phái người đi tìm một khoảng thời gian dài, nhưng vẫn không tìm thấy. Sau này bên phía Thương hội Thiên Nguyên truyền ra tin tức Lâm Thanh Diện đã chết, bọn họ cũng cho rằng trung linh nhi đã mất tích dù sao chắc chắn sẽ không trở lại thương hội thiên nguyên nếu không thương hội thiên nguyên chắc chắn sẽ gây phiên phức cho nhà họ lâm bây giờ nhìn thấy bức ảnh này với sự thông minh của lạc tâm đương nhiên có thể đoán được một số thứ lâm thanh diện thật sự không ngờ mày không chỉ không chết ở trong tay thương hội thiên nguyên mà còn ở cùng với cô chủ của thương hội thiên nguyên nếu như một tháng trước các người ở huyện yên vân sau đó chắc chắn sẽ quay lại hông thành Chắc chắn mày đã thông đồng với thương hội Thương Nguyên, nhờ bọn họ tuyên bố với bên ngoài là mày đã chết. Nếu như tao đoán không sai, lúc đó Xuân Diệu đã rơi vào tay của mày, lần này chỉ qua đó, đã nhiều ngày như vậy mà vẫn không có tin tức, chỉ sự cũng đã rơi vào tay của mày, xem ra mày định tuyên chiến với nhà họ Lâm. Nhưng tao vẫn có một chút không hiểu, mày dựa vào cái gì để đối phó với những người mà Xuân Diệu và chị gái đưa qua, những người kia đều là cao thủ hạng nhất với danh tiếng của mày ở Hồng Thành, sao có thể đối phó với những cao thủ này chứ? Lẽ nào trong mấy năm nay, mày vẫn luôn ẩn giấu? Suy nghĩ rất lâu, Lạc Tâm hít một hơi thật sâu, sau đó ra khỏi phòng, cô ta đã nhận ra được tính nghiêm trọng của sự việc lần này, vì vậy nhất định phải nhanh chóng thảo luận biện pháp ứng phó với phía cao tâm của nhà họ Lâm. Ít nhất nếu như Lạc Hân thật sự rơi vào tay của Lâm Thanh Diệt, chắc chắn lệnh bài của chủ nhân đang nằm trong tay Lâm Thanh Diệt, Lâm Thanh Diện là con trai duy nhất của Lâm Trung Thiên, nếu như anh lấy lại được lệnh bài của chủ nhân thì chính là chủ nhân tiếp theo của nhà họ Lâm. Để ngăn cản tình huống này xảy ra, cô ta nhất định phải chuẩn bị đầy đủ để ứng phó. Phó quán Vân Khê. Lâm Thanh Diện xuống xe taxi, sau khi trả tiền liền đi về phía võ quán. Phó quán Vân Khê rất nổi tiếng trong giới võ thuật ở kinh đô, ở đây có rất nhiều cao thủ chỉ cần là cao thủ đi ra từ võ quán Vân Khê đều có thực lực vang danh một phương. Cũng chính vì như vậy, võ quán Vân Khê được biết đến là võ quán số 1 ở Kinh Đô, mặc dù võ quán Vân Khê không tham gia bất kỳ trận đấu thương mại nào, nhưng năm nào cũng có rất nhiều người gửi tiền đến võ quán Vân Khê. Bởi vì môi một gia tộc đều giống nhau, có thể mời được một vị cao thủ của võ quán Vân Khê về chấn giữ, bất kể là thực lực mạnh hay yếu, chỉ cần nghe thấy tên của võ quán Vân Khê, không ít người sẽ tự động rút lui. Biển hiệu của võ quán Vân Khê là biểu tượng của sức mạnh, ở kinh đô, không một gia tộc nào dám khiêu khích võ quán Vân Khê, bởi vì bọn họ biết rất rõ, cho dù những tay côn đồ mà bọn họ bồi dưỡng lợi hại đến mức nào cũng không thể đỡ được một quyền của cao thủ ở võ quán Vân Khê. Hơn nữa lai lịch của võ quán Vân Khê rất bí ẩn, cho dù võ quán Vân Khê chỉ là một võ quán, nhưng có không ít gia tộc đứng đầu ở kinh đô muốn thu mua võ quán Vân Khê để chỉ phục vụ cho mình mình, nhưng đến tận bây giờ chưa có một gia tộc nào thành công điều này khiến không ít người hiểu ra mặc dù võ quán vân khê không tham gia vào các trận đấu thương mại nhưng nếu như có người dùng tiên để san bằng võ quán vân khê chắc chắn là một chuyện rất ngu ngốc lâm thanh diện vừa đi vào trong võ quán vân khê lập tức có hai chàng trai mặc võ phục đi về phía lâm thanh diện hai người này nhỏ tuổi hơn lâm thanh diện rất nhiều có lẽ là học viên ở trong võ quán anh là ai đến võ quán vân khê làm gì hai người đều nhìn lâm thanh diện với vẻ mặt đầy sự kiêu ngạo có thể trở thành học viên ở võ quán Vân Khê chứng tỏ trình độ võ thuật của họ khá xuất sắc, sau này cũng có thể trở thành cao thủ, vì vậy cho dù vẫn chưa học xong, những học viên này của võ quán Vân Khê cũng có tính khí rất cao ngạo. Bình thường người đứng đầu của những gia tộc lia đến chỗ bọn bỏ, bọ, bọn họ cũng không cho sắc mặt tốt, chứ đừng nói đến là một người mặc áo quần bình thường, trông không có điểm gì đặc biệt như lâm Thanh Diện. Tôi đến tìm Lý Vân Khê, anh ấy đang ở đâu? Dẫn tôi đi gặp anh ấy, Lâm Thanh Diện nói hai học viên kia nghe lâm thanh diện nói như vậy trợn tròn mắt một người trong gió dùng giọng điệu chất vấn hỏi anh vừa nói cái gì anh đến đây đe ẹt tìm ai lý vân khê lâm thanh diện lặp lại một lần nữa anh đến đây tìm rắc rối sao lại dám gọi thẳng tên quán chủ của chúng tôi lẽ nào anh không biết uy danh của võ quán chúng tôi sao một người có chút tức giận hét lên lâm thanh diện cười nói uy danh của anh ấy lớn đến mức nào cũng không liên quan gì đến tôi tôi đến đây tìm anh ấy Lẽ nào phải gọi cả biệt danh của anh ấy? Anh còn dám ở đây mà ngụy biện sao? Quán chủ của chúng tôi không nói là hôm nay có khách đến, nếu như để quán chủ biết được anh dám đến chỗ chúng tôi để khiêu khích ngài ấy thì coi như anh xong đời. Lâm Thanh Diện cười ha ha, nói, nếu như cậu không ngại thì gọi Lý Vân Khê ra, xem xem anh ấy có dám dùng nắm đấm của anh ấy dạy ta cách làm người không. Chương 339: Sự tức giận của Khương Tuyên Vũ Hai học viên kia tức giận trừng mắt với Lâm Thanh Diện, theo bọn họ Lâm Thanh Diện đang cố tình gây sự. Xem ra anh nhất định phải gây sự đến cùng đúng không? Phó quán Vân Khê của chúng tôi ở kinh đô nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên gặp phải một người ngang ngược, ngông cuồng như anh, hôm nay nếu như không dạy dỗ anh một trận, anh thật sự không biết nặng nhẹ, một học viên lạnh lùng nói. Tôi không phải đến gây chuyện, tôi thật sự đến tìm Lý Vân Khê, là các cậu hiểu nhầm tôi, Lâm Thanh Diện nói. Hừ, đừng ngụy biện nữa, những gì anh vừa nói đã nói rõ ý đồ của anh, quán chủ của chúng tôi là người anh nói gặp là có thể gặp được sao, hơn nữa anh còn cảm thấy quản chủ của chúng tôi không dám dạy dỗ anh, thật nực cười, chỉ với cái thân thể này của anh, hai người chúng tôi cũng có thể khiến anh phải hối hận khi đến đây để khoe khoang, một người khác hùng hổ nói. Lâm Thanh Diện bất lực thở dài, biết hôm nay mình không thể giải thích rõ ràng được, Lý Vân khê anh nhất định phải gặp được, nhưng có thể phải gặp một chút phiên phức. Anh nghĩ một lúc, trong đầu đột nhiên nhớ đến một người, vì vậy cười hỏi, các cậu đã không có ý định đi thông báo với Lý Vân Khê, vậy có thể gọi Khương Tuyên Vũ ra đây được không? Rốt cuộc mục đích anh đến chỗ chúng tôi là gì? Anh còn biết cả sư huynh Khương, lẽ nào anh đến đây để trả thù? Nói cho anh biết, gần đây tính tình Khương sư huynh của chúng tôi không được tốt, nếu như anh ấy ra, anh sẽ không có kết quả tốt đâu. Một học viên cao mày, không ngờ người đàn ông trước mặt không gặp quán chủ lại muốn gặp sư huynh của bọn họ, luôn cảm thấy mục đích người này đến đây không được trong sáng. Cậu gọi anh ấy ra trước, đến lúc đó hai cậu sẽ biết được tôi đến đây làm gì, Lâm Thanh Diện nói. Hai học viên kia nhìn nhau, sau khi giao lưu ánh mắt với nhau, một người đã đi vào trong võ quán. Người còn lại đánh giá Lâm Thanh Diện từ trên xuống dưới nói, thực lực của Khương sư huynh mặc dù không phải là mạnh nhất trong số chúng tôi, nhưng chắc chắn không phải là người mà anh có thể tùy tiện khiêu khích. Gần đây tính tình của anh ấy vô cùng nóng này, tôi khuyên anh nên chuẩn bị chạy trốn đi, nếu không đợi anh ấy đi ra, anh muốn chạy cũng không chạy được. Lâm Thanh Diện cười, nói yên tâm đi, trước mặt tôi anh ấy sẽ không cáu kỉnh được đâu. Học viên kia lập tức nhếch môi, trong lòng thâm nghĩ người này thật biết giả bộ, đợi lát nữa Khương Sư Huynh đi ra, nhất định phải bảo Khương Sư Huynh dạy dỗ anh ta những học viên này bình thường đều không làm gì ngoài học võ, thực lực giữa các học viên tranh lệch quá nhiều, không thể so sánh được với những sư huynh nhập môn sớm hơn bọn họ, vì vậy lúc họ vừa học được một chiêu rất thích những người tìm đến cửa để khiêu khích như thế này. Nếu như người đến có thực lực trả ra làm sao, bọn họ sẽ có cơ hội phát huy thân thủ của mình. Nhưng mặc dù có chút háo hức muốn thử, nhưng học viên này vẫn không biết rõ được thực lực của Lâm Thanh Diệt, vì vậy cũng không dám manh động, tất cả đợi Khương Sư Huynh của bọn họ ra rồi nói. Với thực lực của Khương Tuyên Vũ, nhất định có thể dễ dàng xử lý tên này, nói không chừng chỉ là một cái khuôn sáo rỗng đến đây để khoe khoang, đến lúc đó bọn họ sẽ có cơ hội để ra tay. Một lúc sau, trong võ quán Vân Khê truyền ra những tiếng nói khoáy, ai dám đến võ quán Vân Khê của ta để dở trò ngang ngược, thật sự ngông cuồng mà. Hôm nay ông đây nhất định phải ra tay dạy dỗ tên này một trận để giải tỏa sự tức giận trong lòng mới được. Người đi đến chính là Khương Tuyên Vũ, lần trước anh ta đi đến thành phố Thanh Vân để hướng dẫn cho võ quán Tôn Thị, cứ nghĩ rằng qua đó để nghỉ ngơi, thư dẫn, ai mà biết được lại có thể chạm phải Lâm Thanh Diện ở đó, hơn nữa còn bị dọa đến mức phải chạy trốn. Điều này khiến anh ta cảm thấy vô cùng tức giận sau khi trở về, dù sao anh ta cũng là một cao thủ của võ quán Vân Khê, lại bị rơi cảnh vừa gặp mặt đã bị người ta dọa sợ đến mức phải chạy trốn, cái này nếu như để anh em của anh ta biết được chỉ sợ sẽ cười nhạo anh ta. Vì vậy khoảng thời gian này tính khí của anh ta không được tốt lắm, luôn muốn tìm được cơ hội để phát tiết, anh ta vội vàng muốn chứng minh là Lâm Thanh Diện quá mạnh mà thôi, không phải là anh ta quá yếu, thực ra anh ta cũng là một cao thủ thuộc phái thực lực. Học viên đứng trước mặt Lâm Thanh Diện nghe thấy giọng nói của Khương Tuyên Vũ, trên mặt cũng hiện lên một nụ cười giễu cợt, nói với Lâm Thanh Diện, anh xong đời rồi, chuẩn bị chịu đựng cơn tức giận của sư huynh tôi đi. Học viên đi gọi Khương Tuyên Vũ cũng chạy đến trên khuôn mặt hiện lên sự chế giễu, nói với Lâm Thanh Diệt, vận khí của anh cũng khá tốt, gặp đúng lúc Khương Sư Huynh của tôi đang tức giận, rất nhanh anh sẽ biết được tuyệt vọng có mùi vị như thế nào. Nói xong, cậu ta quay đầu nhìn Khương Tuyên Vũ ở phía sau, giơ tay chỉ vào Lâm Thanh Diệt, nói, Sư Huynh, chính là tên tiểu tử này, lát nữa anh nhất định phải dùng thực lực của mình để dạy dỗ anh ta, cũng để bọn em được mở rộng tâm mắt. Khương Tuyên Vũ đi đến cửa, lúc nhìn thấy Lâm Thanh Diệt, sự tức giận và xem thường của anh đột nhiên biến mất, thay vào đó là sự ngạc nhiên và một chút sợ hãi. Sao lại là tên tiểu tử này? Sao, sao anh ta lại đuổi theo mình đến tận kinh đô? Lẽ nào anh ta đặc biệt đến đây để xử lý mình sao? Hai học viên vốn đang đợi xem Khương Tuyên Vũ ra tay xử lý Lâm Thanh Diệt, nhưng nhìn thấy Khương Tuyên Vũ đột nhiên đứng nguyên tại chỗ không động đậy, sự hung bạo lúc nãy cũng không còn, trên mặt đều là sự kỳ lạ. Sư huynh, sao huynh lại ngây người ra thế? chính là tên này đã khiêu khích võ quán vân khê của chúng ta anh ta còn coi thường quán chủ của chúng ta anh mau ra tay dạy dỗ anh ta đi hai học viên nói khương tuyên vũ nuốt nước miếng nhớ lại lúc quán chủ nhắc đến lâm thanh diện trong ánh mắt cũng vô tình lộ ra một chút sợ hãi trong lòng anh ta cảm thấy lâm thanh diện coi thường quán chủ có lẽ là có nguyên nhân lâm thanh diện nhìn chằm chằm vào khương tuyên vũ cười nói đã lâu không gặp khương tuyên vũ nuốt nước miếng cố gắng đi về phía lâm thanh diện nói, đã, đã lâu, khủ khủ, cũng không được xem là quá lâu, anh, chấm ans đến chỗ chúng tôi làm gì. Hai học viên vô cùng ngạc nhiên khi nghe thấy Khương Tuyên Vũ không còn một chút cáu khỉnh nào, thậm chí giọng nói dường như trở nên dịu dàng hơn, đây là Khương Sư Huynh của bọn họ sao? Sao ở trước mặt người này lại sợ hãi như vậy? Thậm chí còn bị nói lắp. Sư Huynh, anh khách khí với anh ta làm gì? Người này đến đây để gây chuyện, một học viên nói khương tuyên vũ lập tức quay lại trừng mắt với anh ta quát cậu thì hiểu cái gì ngậm miệng lại cho tôi nếu còn nói nữa tôi sẽ đánh gãy chân của cậu học viên kia bị dọa sợ rụt cổ lại không dám nói gì nữa tôi đến tìm lý vân khê nếu như có thể bây giờ anh dẫn tôi vào gặp anh ấy đi lâm thanh diện nói nghe thấy lâm thanh diện nói vậy khương tuyên vũ thâm thở phào nhẹ nhóm hóa ra không phải đến tìm anh ta như vậy thì không sao quán chủ của chúng tôi hiện không có ở đây, buổi chiều mới về, Khương Tuyên Vũ trả lời. Lâm Thanh Diện sướng sờ, không ngờ lại không may như vậy, Lý Vân Khê lại không có ở đây. Vậy buổi chiều tôi sẽ quay lại, đúng lúc tôi cũng hơi đói, tôi đi tìm một chỗ để ăn cái gì đó trước, Lâm Thanh Diện nói. Khương Tuyên Vũ cũng không dám bảo Lâm Thanh Diện ở lại ăn cơm, dù sao trên một phương diện nào đó, hai người không phải là bạn bè, thậm chí có thể nói là từng có mâu thuẫn, hơn nữa anh ta cũng không biết mục đích Lâm Thanh Diện tìm quán chủ là gì. Người nào dám đến khiêu khích võ quán vân khê của ta, nghe nói còn dám coi thường quán chủ của chúng ta. Tôi muốn xem xem người nào lại to gan đến như vậy. Lúc này bên trong võ quán lại vang lên một giọng nói rất mạnh mẽ, mấy người đều quay đầu lại, nhìn thấy một thanh niên cao lớn đang đi về phía họ. Hai học viên kia nhìn thấy người thanh niên này, đôi mắt lập tức sáng lên, người này chính là đại sư huynh ở võ quán vân khê của bọn họ. Hạ Kính Phong là người có thực lực mạnh nhất trong những người trẻ tuổi ở đây. Theo bọn họ, không biết tại sao Khương Tuyên Vũ lại sợ Lâm Thanh diện như vậy, nhưng đối với Hạ Kính Phong mà nói chắc chắn sẽ không có bất kỳ sự sợ hãi nào. Thực lực của Hạ Kính Phong ở trong võ quán đã đạt đến mức khiến những học viên như bọn họ phải ngưỡng vọng, trong võ quán cũng chỉ có những tiền bối đi trước mới có đủ sức mạnh để trấn áp Hạ Kính Phong. Đại sư huynh, chính là người này, anh mau dạy dỗ hắn đi hai học viên đều đứng xem trò vui mà không ngại lớn chuyện vội vàng hét lên với hạ kính phong khương tuyên vũ không ngờ cái tên họ hạ này lại quan đây đột nhiên cũng có chút ngại ngùng hạ kính phong đi đến gần mấy người ở phía trước lúc nãy anh ta nghe thấy tiếng quát của khương tuyên vũ mới biết ở đây xảy ra chuyện gì lập tức đi qua xem thế nào nhưng nhìn thấy sau khi khương tuyên vũ nhìn thấy người đến võ quán lại tỏ ra ngoan ngoãn như vậy điều này có chút không phù hợp với tính cách của khương tuyên vũ khiến anh ta cảm thấy có chút kỳ lạ. Khương lão đệ, lúc này không phải cậu nói muốn dạy dỗ người đến đây để khiêu khích sao, tại sao vẫn chưa ra tay. Hạ Kính Phong nhìn chăm chăm vào Khương Tuyên Vũ, nói một câu, khuôn mặt mang theo một chút chất vấn. Khương Tuyên Vũ khẽ ho hai tiếng để che giấu sự ngượng ngùng của mình, sau đó nói với Hạ Kính Phong, Đại sư Huynh, người này không đơn giản đâu, hơn nữa anh ta đến tìm quán chủ của chúng ta, theo em thấy, chuyện này cứ đợi quán chủ trở về rồi nói hạ kính phong đánh giá lâm thanh diện thấy lâm thanh diện chỉ là một người bình thường không nhìn ra được anh có điểm gì đặc biệt có chút bất mãn nói với khương tuyên vũ quán chủ là ai mà người ngoài có thể nói gặp là gặp hơn nữa tôi chưa từng nghe nói kinh đô có một nhân vật như vậy một tên tiếu bối vô danh cũng dám đến khiêu khích võ quán vân khê của chúng ta nếu không dạy dỗ cậu ta một trận sau này chuyên ra ngoài không phải sẽ khiến mọi người cười nhạo sao khương tuyên vũ bị nói đến mức vô cùng xấu hổ anh ta cũng muốn dạy cho Lâm Thanh Diện một bài học, nhưng thực lực không cho phép, nếu như anh ta có thể đánh lại được Lâm Thanh Diện, còn phải ăn nói khép nép như vậy sao? Hạ Kính Phong thấy Khương Tuyên Vũ không nói gì, cũng có chút thức giận lạnh lùng hư một tiếng, sau đó đi thẳng về phía trước, một tay túm lấy Lâm Thanh Diện. Đã đến rồi, thì theo tôi vào trong hối lỗi, võ quán vân khê của tôi không phải là nơi mà ai cũng có thể khiêu khích. Lâm Thanh Diện thấy Hạ Kính Phong đưa tay ra, không hề hoảng sợ, lúc hạ kính phong đưa tay ra trước mặt anh anh lập tức nghiêng người sau đó nắm lấy cổ tay anh ta hạ kính phong không ngờ lâm thanh diện lại phản ứng nhanh như vậy trong lòng có chút kinh ngạc nhưng sau đó lại thay đổi chiêu thức bàn tay nắm thành quyền hướng về phía ngực của lâm thanh diện lâm thanh diện trực tiếp chặn nắm đấm của hạ kính phong sau khi gỡ bỏ được sức lực trên tay anh ta dùng lực đẩy hạ kính phong trở lại trong trận đấu ngắn ngủi này mặc dù không phân được thăng bại nhưng rõ ràng Hạ Kính Phong là người kém hơn. Buổi chiều tôi sẽ đến, không làm phiền anh dẫn tôi đi vào nữa, Lâm Thanh Diện cười với Hạ Kính Phong, sau đó quay người rời khỏi võ quán, trông anh đi có vẻ chậm rãi nhưng chỉ trong chớp mắt đã đi được mười mấy mét. Trong lòng Hạ Kính Phong không phục, muốn đuổi theo, nhưng lúc này cổ tay của anh ta đột nhiên truyền đến một cơn đau, khiến anh ta không khỏi nhíu chặt mày. Chết tiệt, vậy mà lại để tên tiểu tử này đắc ý, trong lòng Hạ Kính Phong thâm mắng, cảm thấy rất không phục, nhưng lúc này anh ta cũng không còn cơ hội đuổi theo. Khương Tuyên Vũ kinh ngạc nhìn Lâm Thiên Diện rời đi, mặc dù anh ta đoán được Lâm Thanh Diện sẽ không dễ dàng bị giữ lại, nhưng bây giờ, sau nhìn thấy Hạ Kính Phong và Lâm Thanh Diện đấu tay đôi với nhau, Hạ Kính Phong là người yếu hơn, trong lòng vẫn có chút cảm thán. Xem ra quán chủ nói không sai, không có chuyện gì thì đừng nên trêu chọc Lâm Thanh Diện. Hai học viên cũng vô cùng ngạc nhiên nhìn Lâm Thanh Diện, lại có thể thoát khỏi tay đại sư huynh một cách dễ dàng như vậy. Cái này phải mạnh đến mức nào chứ? Chương 340, bạn hồi nhỏ. Sau khi rời khỏi võ quán Vân Khê, Lâm Thanh Diện đi bộ về phía một quán ăn gần đó. Bây giờ đã là buổi trưa, Lâm Thanh Diện cũng hơi đói, vì vậy định đi ăn cái gì đó trước, hơn nữa quán ăn mà Lâm Thanh Diện chuẩn bị đi đến là nơi mà hồi nhỏ anh thường ăn, đã nhiều năm như vậy, cũng không biết cái quán đó có còn mở không. Anh nhớ lúc nhỏ không có bạn chơi cùng, đến quán này ăn quá nhiều lần nên đã chơi cùng con trai của chủ quán, không biết con trai của chủ quán còn nhớ anh không. Một lúc sau, Lâm Thanh Diện đã đi đến cửa một quán ăn trang trí cũng xem là được, bên trên biển hiệu treo trên quán có viết mất chữ, bánh chẻo xuân Giang, Lâm Thanh Diện nhớ lúc nhỏ quán ăn này tên quán ăn Xuân Giang, không ngờ bây giờ lại đổi thành quán bánh chẻo. Anh đi thẳng vào bên trong quán, công việc kinh doanh của quán cũng được Nhìn xung quanh, hơn nửa số bàn đã có người ngồi. Lâm Thanh Diện đi đến một chiếc bàn, sau đó ngồi xuống, có lẽ vì quá bận, ngồi một lúc vẫn không thấy nhân viên phục vụ đến, anh nhớ lúc nhỏ công việc kinh doanh ở đây rất tốt, có những lúc nhân viên phục vụ quá bận, anh và con trai của ông chủ sẽ làm nhân viên phục vụ. Bây giờ, việc kinh doanh trong quán tương đối bận, Lâm Thanh Diện cũng không lớn tiếng gọi nhân viên phục vụ, mà đứng dậy đi về nhà bếp ở phía sau, anh đẩy cửa nhà bếp ra liếc nhìn vào bên trong, nhìn thấy một người đàn ông chạc tuổi anh, nhưng trên khuôn mặt rõ ràng nhiều dâu mỡ hơn anh đang chỉ đạo ở trong nhà bếp. Lâm Thanh Diện vừa nhìn thấy người đàn ông kia đã chắc chắc người này chính là người bạn cùng chơi với anh khi con nhỏ, tên là Trương Hạng. Có vẻ như quán ăn này bây giờ đã được anh ta tiếp quản, dáng vẻ bận rộn của anh ta có chút khác biệt so với dáng vẻ lúc nhỏ cùng Lâm Thanh Diện bưng thức ăn ở bên ngoài. Lúc này Trương Hạng mới phát hiện cửa phòng bếp bị mở ra, quay đầu qua, sau khi nhìn thấy một người xa lại vội vàng hỏi anh đợi một chút món ăn sắp làm xong rồi tôi cũng đang thúc giục bọn họ người anh em thông cảm tí nha lâm thanh diện cười nói không nhớ tôi sao trương hạng lập tức quan sát kỹ lâm thanh diện trong mắt hiện lên sự nghi ngờ nhưng rất nhanh đôi mắt anh ta mở to có chút kích động nói cậu là lâm thanh diện lâm thanh diện mỉm cười gật đầu với anh ta nói không ngờ cậu vẫn còn nhớ tôi tôi cứ nghĩ là đã nhiều năm như vậy Cậu đã quên tôi từ lâu rồi chứ? Ha ha, tôi sao có thể quên được cậu chứ? Lúc nhỏ cậu còn thường xuyên đến đây tìm tôi để chơi, cậu quên rồi sao? Chúng ta còn làm nhân viên phục vụ trong quán này nữa. Bận đến mức đầu óc choáng váng, Trương Hạng bật cười, "Bây giờ tôi hơi bận, cậu đi ra ngoài ngồi đợi tôi một lúc, đợi tôi xong việc, chúng ta nhất định phải uống với nhau mấy chén." Tôi cũng không có chuyện gì để làm, giúp cậu một chút lại trải nghiệm cảm giác làm nhân viên phục vụ năm đó, Lâm Thanh Diện cười nói. Trương Hạng cũng không từ chối, anh ta không hề biết Lâm Thanh Diện là người nhà họ Lâm, lúc đó Lâm Thanh Diện đều trốn ra ngoài để đến chơi cùng với Trương Hạng, gia đình Trương Hạng thấy quần áo Lâm Thanh Diện mặc khá đẹp cũng chỉ nghĩ anh là con trai của một gia đình giàu có nào đó, chưa từng nghĩ đến Lâm Thanh Diện lại có một thân phận kinh thiên động địa đến như vậy. Dù sao bọn họ sống ở quán ăn này lâu như vậy, những người họ tiếp xúc hầu hết là những người bình thường sao có thể nghĩ đến một đứa bé thường đến nhà họ chơi lại là cậu chủ của nhà họ Lâm ở Kinh Đô chứ. Một lúc sau, nhà bếp làm được một món, nhân viên phục vụ đã đi ra, Lâm Thanh Diện bưng món ăn kia lên hỏi là của bàn nào, sau đó đi về phía đại sảnh. Lâm Thanh Diện bưng đồ ăn đến trước một cái bàn lớn, trên bàn có 6 người, 5 nam và một nữ, 5 người đàn ông đều ngôi một cách nghiêm chỉnh, lưng thẳng, động tác khá lưu loát, nhanh nhẹn, vừa nhìn đã biết không phải là người bình thường. Người phụ nữ kia mặc dù trông tư thế không mạnh mẽ như năm người đàn ông kia, nhưng giữa chán của cô ta cũng hiện lên khí chất anh hùng, không giống với những cô gái bình thường. Bởi vì những người ở bàn này có chút đặc biệt. Lâm Thanh Diện liếc nhìn thêm một cái, cô gái kia thấy Lâm Thanh Diện cứ nhìn chăm chăm vào bọn họ, trên khuôn mặt lập tức lộ vẻ khinh thường, nói: nhìn cái gì mà nhìn? Đưa đồ ăn lên thì đưa đồ lên đi. Chúng tôi đã đợi lâu như vậy mà cậu vẫn còn ngây người ở đấy làm gì? Tôi xin lỗi. Lâm Thanh Diện phản ứng lại, vội vàng đặt đồ ăn xuống bàn, nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh nên tay không được vững, đĩa thức ăn kia suýt nữa thì bị rơi xuống. May mà anh phản ứng nhanh, nhanh chóng bắt lấy cái đĩa, để nó vững vàng rơi xuống bàn. Cảnh tượng này đã thu hút sự chú ý của người đàn ông lớn tuổi nhất ngồi ở vị trí chính trong bàn, ông ta đánh giá Lâm Thanh Diện, trong ánh mắt hiện lên một chút hứng thú. Mà người phụ nữ kia lại không vui, lấm bẩm, nhân viên phục vụ ở đây thật thiếu chuyên nghiệp, bưng đồ ăn cũng không vững xem ra kinh đô cũng chả có gì là tốt đẹp nhân viên phục vụ còn không tốt bằng chỗ chúng ta thật sự xin lỗi hôm nay quán ăn hơi bận đưa đồ ăn lên hơi chậm tôi sẽ thúc giục phòng bếp cố gắng nhanh chóng làm xong mấy món còn lại cho mọi người lâm thanh diện học giọng điệu của trương hạng nói với cô gái kia cô gái kia nhếch miệng nói được rồi được rồi mau đi đi đừng ở đây làm ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện của chúng tôi lâm thanh diện cũng không để tâm quay người đi vào phòng bếp giúp đỡ Trương Hạng. Người đàn ông lớn tuổi ngồi ở ghế chính mỉm cười liếc nhìn những người ở trong bàn, nói: "Nhân viên phục vụ lúc nãy dường như không hề đơn giản, trông dáng vẻ của cậu ta có lẽ cũng là một người học võ, nếu không lúc nãy sẽ không phản ứng kịp, kinh đô này quả nhiên là vùng đất ngọa hồ tàng long." "Đại ca, anh chắc chắn không nhìn nhầm chứ? Cái tên nhân viên phục vụ lúc nãy trông rất bình thường, không có điểm gì đặc biệt." sao anh ta có thể là người học võ được chứ người phụ nữ kia lập tức phản bác đúng vậy chỉ là lúc nãy đại ca nhìn thấy cách anh ta bắt lấy cái đĩa nên mới cảm thấy anh ta là người học võ tình huống như này làm nhân viên phục vụ gặp rất nhiều nên cũng dễ dàng ứng phó theo em có lẽ anh ta đã làm nhân viên phục vụ một thời gian dài loại tình huống này thường xuyên xuất hiện nên mới luyện ra được chứ không phải là vì học vỡ mới có thể bắt được một người đàn ông khác cười nói cô gái lập tức gật đầu nói, nói rất đúng, chỉ là một nhân viên phục vụ bình thường mà thôi, đại ca, có lẽ anh nghĩ nhiều rồi. Người đàn ông được gọi là đại ca kia cũng cười, nói, vậy sao, cũng có thể là ta nghĩ nhiều. Đại ca, chúng ta đừng nói đến cái tên nhân viên phục vụ kia nữa, mau nói cho bọn em biết về cái võ quán vân khê kia đi, lần này chúng ta thật sự phải khiêu chiến với quán chủ của bọn họ sao. Em nghe nói năm đó ngay cả sư phụ cũng không đánh thắng được quán chủ của võ quán Vân Khê, cô gái chuyển chủ đề. Lục ngụy, thực lực của đại ca bây giờ còn mạnh hơn thực lực của sư phụ năm đó. Lúc đó quán chủ của võ quán Vân Khê có thể thăng được sư phụ của chúng ta chẳng qua là dựa vào thủ đoạn để đầu cơ trục lợi mà thôi. Lần này chúng ta đến là để giúp sư phụ báo mối thủ năm đó. Chỉ cần có thể đánh bại võ quán Vân Khê, bát cực nhất mạch của chúng ta có thể nổi danh thiên hạ một lần nữa. Người đàn ông ngồi bên cạnh đại ca khuôn mặt tràn đầy tự tin nói. Không sai, năm đó lúc sư phụ thi đấu cùng với quán chủ của võ quán Vân Khê, thực lực vẫn chưa hoàn thiện, quán chủ của võ quán Vân Khê mới có thể thắng, chẳng qua cũng chỉ dựa vào một chút mánh khóe mà thôi. Hôm nay ta đã lấy được chân truyền của sư phụ, thực lực mạnh hơn rất nhiều quán chủ của võ quán Vân Khê năm đó. Bây giờ sư phụ không thể đi đến Kinh Đô, vậy ta sẽ thay sư phụ, danh chính ngôn thuận đánh bại quán chủ của võ quán Vân Khê, đại ca nghiêm mặt nói. Quán ăn bận rộn đến tận hơn 2 giờ chiều, mới dần dần được nhàn rỗi, Lâm Thanh Diện giúp mọi người thu dọn bàn ăn xong xuôi, Trương Hạng kêu nhà bếp chuẩn bị mấy món ăn, hai người ngồi xuống, vừa uống rượu, vừa nói chuyện. Trương Hạng hỏi Lâm Thanh Diện mấy năm này làm gì, Lâm Thanh Diện cũng không giấu giếm, anh nói mình thích cuộc sống ở một địa phương nhỏ, đi đến Hồng Thành mấy năm, bây giờ trở về là có một số chuyện quan trọng cần phải giải quyết. Sau khi Trương Hạng trưởng thành, đi học đại học, ban đầu muốn tìm một công việc, nhưng Trương Hạng lại không thích, sau khi làm một khoảng thời gian, anh ta xin nghỉ việc quay về tiếp quản quán ăn của gia đình. Bây giờ ba của anh ta không làm được nữa, cả quán ăn này đều dựa vào một mình trương hạng xử lý, bởi vì công việc kinh doanh khá tốt, vì vậy cuộc sống cũng tạm ổn. Nói đến đây, trong mắt trương hạng đột nhiên hiện lên sự bất lực, thở dài. Lâm Thanh Diện thấy anh ta như vậy, cười hỏi quán của cậu làm ăn tốt như vậy, sao còn thở dài? Trương Hạng cười khổ lắc đầu nói, kinh doanh quả thực là rất tốt, chỉ là kiếm được nhiều tiền sẽ có người ngứa mắt, cuộc sống vốn không suôn sẻ như vậy, có những lúc chỉ có thể cố gắng thôi, bỏ đi, cứ nói những cái này làm gì, uống đi uống đi. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm vào Trương Hạc, đoán là anh ta có chuyện gì đó khó nói, hỏi cậu gặp phải phiên phức gì sao. Nói nghe xem nào, mặc dù mấy năm nay tôi vẫn ở Hồng Thành, nhưng vẫn có mấy người bạn ở Kinh Đô, nếu như có thể có lẽ có thể giúp cậu giải quyết. Trương Hạng cười, uống cạn cốc rượu trong tay, nói, không sao, không sao, tôi có thể ứng phó được, cũng không phải là chuyện gì lớn, tốn một chút tiền là có thể giải quyết được. Thấy Trương Hạng nói như vậy, Lâm Thanh Diện cũng không hỏi nữa. Sau ba tuần rượu, lúc hai người sắp ăn xong, Trương Hạng đứng dậy, định đi đến nhà bếp chiên hai món nữa. Đúng lúc này, bên ngoài quán ăn đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, sau đó một đám đàn ông xăm trổ hùng hổ đi vào. Trương Hạng nhìn thấy mấy người này, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, lẩm bẩm nói, sao bọn họ lại đến lúc này. Không phải mấy ngày trước vừa đến lấy tiền sao?" Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn đám người vừa mới đi vào, lại liếc nhìn Trương Hạng, sau khi nhìn thấy vẻ mặt của anh ta, trong lòng cũng đã đoán ra được phiền phức mà Trương Hạng gặp phải có lẽ là do những người gây nên. Trương Hạng liếc nhìn Lâm Thanh Diện, nói: "Lâm Thanh Diện, cậu đi trước đi, chỗ tôi có thể có chút phiền phức nhỏ, đến lúc đó sẽ liên lụy đến cậu, có cơ hội tôi sẽ lại cùng cậu uống rượu." Lâm Thanh Diện cười, nói: "Gặp phải phiền phức lập tức rời đi." như vậy không phải là không xem cậu là bạn bè sao? Trương Hạng thở dài, cũng không nói gì nữa, bây giờ anh ta không có thời gian để khuyên Lâm Thanh Diện mau rời đi. Anh ta đi về phía đám người kia, nở một nụ cười, cúi người nói, anh báo, sao hôm nay các anh lại đến đây, không phải mấy ngày trước tôi mới đưa tiền cho các anh sao? Người đàn ông dẫn đầu mặc một chiếc áo sơ mi hoa, để tóc đuôi sam, khuôn mặt hiện lên sự thông minh, lanh lợi, anh ta nhìn chăm chằm vào Trương Hạng, cong môi nói cuộc sống của mày cũng không tôi nhỉ, lại còn có tâm tư uống rượu cùng người khác. Hôm nay một người bạn cũ đến chơi, chỉ uống một chút, anh báo, các anh muốn ăn cơm sao, nếu như muốn ăn cơm thì mau ngồi xuống, tôi đi dặn nhà bếp làm đồ ăn cho các anh, Trương Hạng không dám tỏ ra bất mãn ở trước mặt anh báo này. Anh báo trực tiếp tìm một cái ghế ngồi xuống nói, hôm nay tôi không đến để ăn cơm, mà đến để thông báo cho mày biết mày mau ký vào thỏa thuận chuyển nhượng quán ăn này, anh Hào nói nếu như mày không ký, hôm nay bọn tao có thể đập nát cái quán này của mày. Và mặt Trương Hạng lập tức thay đổi nói, anh báo, không phải anh nói chỉ cần mỗi tháng chia lợi nhuận cho các anh, các anh sẽ không bắt chúng tôi ký chuyển nhượng quán ăn, quán ăn này là của ba tôi để lại cho tôi. Tôi muốn tiếp tục kinh doanh, anh báo, anh châm trước cho tôi đi mà, thực sự là không được, mỗi tháng chúng tôi chia cho các anh nhiều hơn một chút cũng được. Anh báo lập tức trừng mắt mắng, xì em, đúng là không biết tốt xấu, nói cho mày biết, người muốn cái quán này của mày là Trương Quân Hào tiếng tăm lưỡng lẩy, ngay cả lời của anh Hào mà mày cũng làm trái, có phải mày muốn tao thay anh Hào dạy dỗ mày một trận không? Vẻ mặt của Trương Hạng lập tức tràn đầy sự khó xử, đương nhiên anh ta cũng đã nghe đến uy danh của Trương Quân Hào, nhưng anh ta thật sự không muốn giao cửa hàng mà ba anh ta để lại cho người khác, hơn nữa phí chuyện nhượng anh báo này đưa ra rất thấp. Không có quán ăn, anh ta thật sự không biết mình phải làm gì để sống. Trong lúc Trương Hạng vẫn còn do dự, Lâm Thanh Diện đã đứng lên, đi đến trước mặt anh báo kia, lạnh lùng hỏi các người muốn ép cậu ấy chuyển nhượng cái quán này cho các người đúng không? Audio điện tử võ tấn bền chương 341, gọi Trương Quân Hào đến đây. Anh báo kia ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm vào Lâm Thanh Diện, sau đó mắng chửi, CMN, nói chuyện kiểu gì thế, cái gì mà chúng tôi ép anh ta chuyển nhượng cái quán này, rõ ràng là anh ta tự nguyện nếu như mày không biết nói chuyện, tao cũng không ngại giúp mày chữa lại cái miệng. Lâm Thanh Diện lạnh lùng hừ một tiếng, nói thật nực cười, có thể biến đen thành trắng, dũng khí của chúng mày quả thật không tầm thường. Anh báo thấy Lâm Thanh Diện lại dám nói như vậy, đột nhiên tức giận, măng, CMN, cố tình gây sự đúng không? Không có mấy người dám nói chuyện với tao như vậy, thế nào, mày bị ngứa ra đúng không, muốn tao giúp mày xử lý không? Trương Hạng cũng không ngờ Lâm Thanh Diện lại đối đầu với anh báo, vẻ mặt cũng thay đổi, anh ta lo lắng kéo Lâm Thanh Diện lại, nói: "Lâm Thanh Diện, cậu đừng xen vào chuyện này, anh báo là người của Trương Quân Hào, chúng ta không đấu lại được bọn họ, như này chỉ làm chuyện này trở nên càng tồi tệ hơn thôi." "Người của Trương Quân Hào thì sao, lẽ nào người của anh ta có thể ép người khác chuyển nhượng quán ăn sao?" Lâm Thanh Diện không quan tâm đến danh tiếng của Trương Quân Hào. Ngược lại, nếu như anh báo là người của Trương Quân Hào chuyện này càng dễ giải quyết. Lần trước Lâm Thanh Diện giúp Trương Quân Hào giải quyết một số phiên phức, nếu như anh ta biết Trương Hạng là bạn của Lâm Thanh Diện, sợ là anh ta sẽ phải đích thân đến để xin lỗi. Trương Hạng trợn tròn mắt, anh ta không biết mối quan hệ giữa Lâm Thanh Diện và Trương Quân Hào, nên theo như anh ta thấy, Lâm Thanh Diện nói những lời này trước mặt anh báo, cũng giống như tìm cái chết. Anh báo cũng đứng dậy, tức giận nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện, nói đúng là một tên không sợ chết đã dám nói những lời như vậy về anh hào nói cho mày biết với những loại người như mày anh hào chính là ông trời anh ta chỉ cần dùng ngón tay cũng có thể giết chết mày hôm nay tao phải thay anh hào dạy dỗ mày mày quả thật không biết nặng nhẹ mà anh ta vừa nói xong những anh em ở phía sau anh ta cũng lập tức bước lên một bước ai cũng nóng lòng không thèm đặt lâm thanh diện vào mắt trương hạng thấy vậy vội vàng đứng chắn phía trước lâm thanh diện Khuôn mặt tràn đầy sự hối lỗi nói với anh báo, "Anh báo, anh hãy nguôi giận, người bạn này của tôi tính tình có chút thẳng thắn, vì vậy nói chuyện dễ đắc tội với người khác, anh đừng để trong lòng, tôi thay cậu ấy xin lỗi anh." Nói xong, anh ta quay đầu nhìn Lâm Thanh Diệt, lo lắng nói, "Lâm Thanh Diệt, cậu mau xin lỗi anh báo đi, bọn họ có nhiều người như vậy, chúng ta không chọc vào được đâu, cậu cũng đừng tích cực quá, cùng lắm tôi giao nhà hàng cho anh ta là được rồi, không nhất thiết phải vì chuyện này mà để cậu chịu khổ." Lâm Thanh Diện nhìn Trương Hạng với một cái nhìn rất chắc chắn, nói cậu yên tâm đi, hôm nay có tôi ở đây, bọn họ không thể cướp cái quán này của cậu, cậu cũng không cần phải lo lắng, chỉ dựa vào đám tép diêu này, sao có thể đánh lại được tôi. Anh em, tên tiểu tử này dám nói chúng ta là đám tép diêu, xem cha nó thực sự không biết nó đã động vào ai, đã như vậy, mấy người còn ngây người ra đấy làm gì, để nó nếm thử sự lợi hại của chúng ta, xem xem tên tiểu tử này có thể chống đỡ được năm đấm của đám tép diêu chúng ta không anh báo hét lên những người anh em của anh ta không chút do so dự không nói không rằng lao về phía lâm thanh diện người não cũng muốn lấy lâm thanh diện để luyện quyền trương hạng thấy vậy vô cùng sợ hãi vội vàng muốn kéo lâm thanh diện chạy vào trong lâm thanh diện mau chạy đi bọn họ có rất nhiều người chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ nếu như bị bọn họ bắt được vậy thì hôm nay chúng ta sẽ đi đời, Trương Hạng lo lắng hét lên. Lâm Thanh Diện vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề di chuyển, ngoài ra còn che chắn bảo vệ Trương Hạng ở phía sau mình, nói không cần phải chạy, xem tôi xử lý bọn chúng như thế nào. Nói xong, Lâm Thanh Diện nhanh chóng ra tay với mấy người kia, những người kia trong mắt Lâm Thanh Diện quả thật cũng chỉ là đám tôm tép mà thôi, muốn xử lý bọn họ chúng đối với Lâm Thanh Diện mà nói không tốn một chút sức lực. Trương Hạng nhìn thấy Lâm Thanh Diện không chạy cùng anh ta, ngược lại còn nghênh chiến với những người kia, sắc mặt lập tức thay đổi. Trong lòng anh ta cảm thấy Lâm Thanh Diện thật ngu ngốc, đã đến lúc này rồi mà vẫn còn phô trương thanh thế, cho dù Lâm Thanh Diện là vì anh ta, anh ta vẫn cảm thấy Lâm Thanh Diện có chút ngốc. Nhưng suy nghĩ này xuất hiện trong đầu anh ta chưa được mấy giây, biểu cảm trên mặt anh ta đã từ lo lắng chuyển sang kinh ngạc. Chỉ thấy đi đi lại lại như con thoi trong đám huynh đệ của anh báo nắm đấm của anh giống như những hạt mưa đập vào người những người kia, những người kia trông vô cùng cường tráng thậm chí còn không chống cự lại được một nắm đấm của Lâm Thanh Diệt. Không đến một phút, những tên thuộc hạ của anh báo đã ngã xuống phân nửa, điều này trái ngược hoàn toàn với những gì mà Trương Hạng đã nghĩ. Không chỉ Trương Hạng không ngờ sự việc lại như vậy, ngay cả anh báo cũng không ngờ Lâm Thanh Diện lại lợi hại như vậy, thậm chí một mình anh có thể đối phó được với sự vây đánh của nhiều người như vậy. Về sau, trong lòng anh báo đã có chút sợ hãi, anh ta không có cách nào để đối phó với một người lợi hại như Lâm Thanh Diệt, điều duy nhất có thể làm chính là chạy trốn. Anh ta liếc nhìn đàn em của mình ngày ở xung quanh ngày càng ít, sau đó nuốt nước miếng, quay người chạy ra bên ngoài. Lâm Thanh Diện thấy vậy, lập tức lao lên, túm lấy cổ anh báo, dùng lực quật anh ta ngã xuống đất, một chân dẫm lên ngực anh ta, cúi đầu nhìn chăm chăm vào anh ta. Anh báo đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi, thấy Lâm Thanh Diện trừng trị mình một cách dễ dàng như vậy, trên mặt anh ta cũng lộ ra một nụ cười khổ, thái độ khác một trời một vực với trước kia. Anh, chấm ANS, có chuyện gì thì chúng ta cứ nói chuyện thẳng thắn với nhau, đừng động chân động tay, tôi không cần cái quán ăn này nữa, anh thả tôi ra, tôi đảm bảo sau này sẽ không đến cái quán này để gây phiền phức nữa, anh báo nói. Lâm Thanh Diện nhếch miệng, cái loại hèn nhát như thế này anh gặp nhiều rồi, trên miệng nói sẽ không gây phiền phức nữa, nhưng sau chuyện này chắc chắn sẽ nghĩ cách báo thù, vì vậy để có thể an tâm cả đời, Lâm Thanh Diện nhất định phải giúp Trương Hạng giải quyết tận gốc chuyện này. Bây giờ lập tức gọi điện thoại cho Trương Quân Hào, kêu anh ta qua đây, nếu như anh ta không đến, hôm nay mày đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi cái quán này." Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Anh báo sững sờ, không ngờ Lâm Thanh Diện lại đưa ra một yêu cầu như vậy, anh lại bắt mình gọi Trương Quân Hào đến, người khác đều muốn tránh xa Trương Quân Hào. Lâm Thanh Diện làm như thế này chính là tự mình đâm đầu vào họng súng. Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Anh kêu tôi gọi anh Hào đến đây, anh chắc chứ? Anh báo hỏi. Chắc chắn, mau gọi điện thoại đi, lát nữa tôi còn có chuyện khác, không có thời gian để lãng phí với anh, Lâm Thanh Diện nói. Mặc dù trên mặt anh báo không biểu hiện nhưng trong lòng lại vô cùng sung sướng, thầm nghĩ cái tên Lâm Thanh Diện này đúng là đồ ngốc, còn vội vàng bắt anh ta gọi Trương Quân Hào đến lẽ nào anh không biết sự lợi hại của trương quân hào sao nếu như trương quân hào đến anh ta cũng không còn phải sợ lâm thanh diện nữa đến lúc có nói không chừng còn có thể dạy dỗ lâm thanh diện một trận để xả giận lâm thanh diện nhấc chân ra khỏi người anh báo anh báo vội vàng đứng dậy lấy điện thoại của mình ra gọi điện cho trương quân hào trương hạng lo lắng nhìn lâm thanh diện mặc dù thân thủ của lâm thanh diện khiến trương hạng ngạc nhiên nhưng trương quân hào là một kẻ tàn nhẫn có tiếng ở kinh đô theo như anh ta thấy, cho dù Lâm Thanh Diện có võ, sợ là cũng không thể đánh lại được Trương Quân Hào, bây giờ anh lại bắt anh báo gọi Trương Quân Hào đến đây, thực sự có chút thiếu suy nghĩ. Lâm Thanh Diện, cậu chừng trị bọn họ là được rồi, không nhất thiết phải kêu Trương Quân Hào đến đây, Trương Quân Hào là một người có quyền thế không nhỏ ở kinh đô, đến lúc đó nếu như anh ta đến, chuyện này sợ là sẽ không đơn giản như bây giờ, Trương Hạng lo lắng nói. Cái này cậu không cần lo lắng. Tôi đã dám bắt anh ta gọi Trương Quân Hào đến đây, đương nhiên là tôi có đủ tự tin là có thể đối phó được. Tôi muốn xem xem mấy năm nay rốt cuộc Trương Quân Hào đần độn như thế nào mà có thể để thuộc hạ của mình bắt ép người khác chuyển nhượng lại cửa hàng, anh ta thật sự khiến tôi cảm thấy kinh ngạc, Lâm Thanh Diện nói. Thấy Lâm Thanh Diện nói như vậy, Trương Hạng cũng không nói gì nữa, Lâm Thanh Diện đã tự tin như vậy có lẽ đã có chỗ dựa. Những điều mà anh ta không ngờ đến chính là Lâm Thanh Diện lại lợi hại như vậy hoàn toàn khác với ấn tượng của anh ta về lâm thanh diện khi còn nhỏ mãi đến lúc này anh ta mới phản ứng lại anh ta không hề biết lâm thanh diện rốt cuộc là ai lúc nhỏ chỉ chơi cùng lâm thanh diện nhưng chưa từng hỏi người nhà của lâm thanh diện làm nghe gì xem ra thân phận của lâm thanh diện không đơn giản như anh ta nghĩ lần này gặp được lâm thanh diện quả thực là may mắn của anh ra nhưng không biết lát nữa trương quân hảo đến lâm thanh diện còn có thể giải quyết được không anh báo thầm cười nhạo ở trong lòng anh ta không cảm thấy lâm thanh diện có bản lĩnh đến mức có thể giải quyết được trương quân hào trong ấn tượng của anh báo trong số những người có thể khiến trương quân hào sợ hãi không hề có cái tên lâm thanh diện này tên tiểu tử này quả thật rất giỏi võ nhưng trông rất bình thường không giống với một người có bối cảnh gì đó trong lòng anh báo cảm thấy lâm thanh diện cảm thấy mình có bản lĩnh nên ngay cả trương quân hào cũng dám coi thường hừ cứ đợi đấy lát nữa anh hào dẫn người đến sẽ cho mày biết mặt chỉ dựa vào bản lĩnh của mình là có thể lên trời sao, sự lợi hại của anh Hào, không phải là thứ mà mày có thể tưởng tượng được, lúc trước anh ấy là người của nhà họ Lâm, cho dù bây giờ không còn ở nhà họ Lâm nữa, thì những người năm đó quen biết được ở nhà họ Lâm không phải là thứ người thường có thể tưởng tượng được, mày cứ chờ chết đi. Anh báo lấm bẩm ở trong lòng. Sau khi gọi điện thoại cho Trương Quân Hào, trong lòng anh báo cũng có một sức mạnh không còn sợ Lâm Thanh Diện nữa anh ta nhìn chầm chầm vào Lâm Thanh Diện nói, anh hãy nghe tôi nói một câu, đợi lát nữa anh hào đến, chắc chắc anh sẽ không đối phó được, nếu như bây giờ anh xin lỗi tôi, đến lúc đó ở trước mặt anh hào tôi sẽ giúp anh cầu xin, anh ấy rất thích những người có thể đánh nhau, chỉ cần anh đồng ý làm thuộc hạ của anh ấy, tôi đảm bảo anh sẽ bình an vô sự, hơn nữa còn có thể lên như diều gặp gió. Thế nào? Lâm Thanh Diện liếc nhìn anh ta, sau đó giơ tay lên tát vào mặt anh ta một cái, lạnh lùng nói, ngậm miệng lại, nếu mà còn nói nữa tôi sẽ đánh gãy chân của anh anh báo che mặt mình trong lòng vô cùng tức giận nhưng lại không dám phản bác chỉ có thể nuốt cơn giận vào trong bụng mẹ nó mày cứ đợi đấy cho ông đợi lát nữa anh hào đến tao nhất định sẽ kêu người của anh ấy bắt mày lại đến lúc đó tao sẽ tát thật mạnh vào cái miệng của mày trong lòng anh báo gầm lên nhưng biểu cảm trên khuôn mặt rõ ràng là vô cùng sợ hãi không lâu sau bên ngoài quán ăn chuyên đến tiếng bước chân sau khi anh báo nghe thấy âm thanh lập tức chạy ra bên ngoài sau khi nhìn thấy người ở bên ngoài liên hét lên anh hào cuối cùng anh cũng đến rồi nếu như anh còn không đến cái tên không biết tốt xấu kia sẽ đánh gãy chân của em mất trương Hạng nghe thấy lời nói của anh báo cả người run giấy anh ta liếc nhìn lâm thanh diện hít một hơi thật sâu chỉ mong lần này lâm thanh diện có thể chuyển nguy thành an rất nhanh trương quân hào đã dẫn một đám người đi vào trong quán lạnh lùng nói, đứa nào dám đánh thuộc hạ của tao. Như vậy chính là coi thường trương quân hào tao, không muốn sống nữa sao. mươi 342, cho anh 10 lá gan, anh có dám giết tôi không? Ô, cho anh 10 lá gan, anh có dám giết tôi không? Giọng nói lạnh lùng của Lâm Thanh Diện vang lên, nhiệt độ trong quán ăn dám xuống mấy độ. Trong lòng trương quân hào lột bộp, sau đó vội vàng ngẩng đầu lên nhìn vào trong quán ăn, lúc ánh mắt anh ta chạm phải ánh mắt của Lâm Thanh Diện, cả người anh ta lập tức nổi ra gà. Hóa ra là Lâm Thanh Diện. Trương quân hào hít một hơi thật sâu, hai chân đột nhiên run rẩy. Cậu, cậu chủ, cậu. Trương quân hào mấp máy miệng, ngay cả giọng nói căng thẳng của mình cũng khó để phát ra. Anh báo không chú ý đến phản ứng của Trương quân hào, sau khi anh ta nghe thấy lời nói của Lâm Thanh Diện, đột nhiên cảm thấy Lâm Thanh Diện vô cùng kiêu ngạo, ở trước mặt Trương quân hào còn dám nói những lời như vậy, đúng là không cân mạng mà anh ta bước lên một bước, đưa tay ra chỉ vào mũi Lâm Thanh Diệt, măng, mày thật sự coi trọng bản thân mình như vậy sao? Anh Hào muốn giết chết mày, cần gì đến 10 lá gan, anh Hào đích thân đến đây, mày còn dám giả bộ như vậy, hôm nay mày chết chắc rồi. Vậy sao? Lâm Thanh Diện bật cười, câu nói này để Trương Quân Hào tự mình nói với tôi, tôi muốn xem xem anh ta có dám nói như vậy không. Trương Hạng ở bên cạnh, nghe thấy Lâm Thanh Diện nói như vậy, trong lòng có chút sợ hãi, dù sao với uy danh của Trương Quân Hào ở Kinh Đô, muốn giết một người dễ như trở bàn tay. Nhưng sau khi nhìn thấy phản ứng của Trương Quân Hào, trên mặt Trương Hạng lại hiện lên sự nghi hoặc, Trương Quân Hào tiếng tăm lừng lẫy, tại sao sau khi đi vào khí thể trên người lại trở nên yếu hơn? Hơn nữa anh ta bị hoa mắt sao? Tại sao lại cảm thấy hai chân của Trương Quân Hào đang run rẩy? Mẹ nó, mày thật là, anh báo thấy Lâm Thanh Diện vẫn tỏ ra coi thường Trương Quân Hào, đột nhiên có chút tức giận. Lúc này, Trương Quân Hào mới phản ứng lại, dùng chân đá vào mông của anh báo, khiến anh báo ngã sắp xuống đất, hai cái răng cửa của anh ta đều bị gãy. Trương Hào Quân vội vàng đi về phía Lâm Thanh Diện, cúi người nhận tội nói, cậu, cậu chủ, tôi không ngờ cậu lại ở đây, cái đô không có não này gọi điện cho tôi nói có người gây chuyện với cậu ta, nói là muốn khiêu khích tôi, tôi mới qua đây, nếu như biết người đó là cậu chủ, đánh chết tôi cũng không dám nói những lời như vậy. Cho dù không phải là tôi, người của anh có thể tùy tiện ức hiếp người khác như vậy sao trương quân hào uy phong của anh thật rất tệ mà lâm thanh diện lạnh lùng nói tôi không dám tôi không dám đều là vấn đề của tôi tôi xin lỗi cậu chủ sau này tôi nhất định sẽ thay đổi sẽ để những chuyện như này xảy ra nữa cơ thể trương quân hào run giấy vội vàng cầu xin anh báo và những người khác đều nghĩ là trương quân hào đến thì sẽ có người giúp đỡ bọn họ nhưng bây giờ nhìn thấy thái độ của trương quân hào với lâm thanh diện tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Đặc biệt là anh báo, anh ta che cái miệng đang chảy máu của mình, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện và Trương Quân Hào, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi, lông tơ trên người đều dựng hết lên. Anh, chấm ANS Hào sao lại cung kính với anh ta như vậy? Mình, lần này mình chọc phải nhân vật lớn rồi sao? Toi rồi toi rồi, ngay cả anh Hào cũng phải cúi đầu trước anh ta, vậy không phải mình sẽ gặp xui xẻo lớn sao? Trương Hạng cũng ngạc nhiên nhìn chầm chầm vào Trương Quân Hào, không ngờ Trương Quân Hào lại khách khí với Lâm Thanh Diện như vậy, xem ra Lâm Thanh Diện quả thật không đơn giản như anh ta nghĩ. Đồng thời trong lòng anh ta cũng cảm thấy có chút may mắn, may mà hôm nay Lâm Thanh Diện đến, nếu không dựa vào tình hình của anh ta, chắc chắn sẽ không giữ được quán ăn, nói không chừng còn bị anh báo đánh cho một trận. Nghĩ đến đây, ánh mắt anh ta nhìn Lâm Thanh Diện hiện lên một chút cảm kích. Sau khi Trương Quân Hào xin lỗi Lâm Thanh Diện, Đi đến trước mặt anh Báo, nắm lấy cổ áo anh ta, trực tiếp kéo đến trước mặt Lâm Thanh Diện. Xin lôi cậu chủ. Anh Báo cũng không ngốc, sau khi nghe thấy Trương Quân Hào nói vậy, lập tức quỳ xuống trước mặt Lâm Thanh diệt Xin tha thứ, cậu, cậu chủ, tôi sai rồi, anh đại nhân đại lược, xin hãy tha cho tôi. Trương Hạng ở bên cạnh nhíu chặt mày, Trương Quân Hào lại gọi Lâm Thanh Diện là cậu chủ. Ở Kinh Đô, có thể được Trương Quân Hào gọi như vậy sợ là không được mấy người, cộng thêm Lâm Thanh Diện có họ Lâm trước đây trương quân hào từng ở nhà họ lâm trong đầu trương hạng lập tức nghĩ đến một khả năng anh ta trợn tròn mắt khuôn mặt tràn đầy sự khó tin nhìn lâm thanh diệt lẽ nào người lúc nhỏ cùng mình bưng đồ ăn cho khách là người nhà họ lâm trong lòng trương hạng dâng lên một cảm giác đáng sợ rất lâu cũng không thể bình tĩnh lại được lâm thanh diện liếc nhìn anh báo lạnh lùng hư một tiếng nói anh nghĩ là chỉ cần xin lỗi là chuyện này kết thúc sao trương quân hào tôi cứ nghĩ là anh có thể đi đến ngày hôm nay cũng xem như là biết nhìn xa trông rộng, không ngờ anh lại xúi dục thuộc hạ của mình đi làm những chuyện ép mua ép bán như thế này, anh cảm thấy mình đã có thể xưng vương ở kinh đô rồi sao? Trương Quân Hào nghe thấy Lâm Thanh Diện nói như vậy, đột nhiên sững sờ, có chút nghi hoặc hỏi, cậu chủ, cậu có ý gì? Tôi chưa từng xúi dục thuộc hạ đi làm những chuyện ép mua ép bán. Nói xong, anh ta quay đầu nhìn về phía anh báo, trong ánh mắt hiện lên sự chất vấn nói rõ ràng cho tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sắc mặt của anh báo đã trắng bệch như tờ giấy vẻ mặt hiện lên sự tuyệt vọng trương quân hào thấy anh báo không nói gì trực tiếp đá vào mặt anh ta mang cậu bị câm sao tôi kêu cậu nói cơm mài anh báo không dáng thở ơ nữa vội vàng nói rõ ràng chuyện mình thấy việc kinh doanh quán ăn của trương hạng rất tốt nên muốn mượn danh tiếng của trương quân hào bắt trương hạng chuyển nhượng lại cho anh ta sau khi trương quân hào nghe xong khuôn mặt tràn đầy sự tức giận anh ta đã cảnh cáo thuộc hạ của mình từ lâu yêu cầu bọn họ không được mượn uy danh của anh để đi ra ngoài gây chuyện không ngờ anh báo lại làm trái với ý của anh ta dám mượn danh tiếng của anh ta để ép trương hạng chuyển nhượng lại quán ăn cái này rõ ràng là đang gây phiên phức cho trương quân hào sao không đợi lâm thanh diện lên tiếng trương quân hào đã ra tay với anh báo đấm vào mặt anh báo một phát cmn cậu lại dám mượn danh tiếng của tôi để làm những chuyện như thế này ở bên ngoài, mẹ nó thật sự cho cậu mặt mũi mà, cậu có biết lần này cậu đem lại cho tôi bao nhiêu phiên phức không, hôm nay không đanh cậu, Trương Quân Hào tôi sau này không cần phải đi trên con đường này nữa. Trương Quân Hào không hề lương tay với anh báo, nếu như hôm nay chỉ là anh ta phát hiện ra anh báo làm chuyện như thế này, anh ta tùy tiện trừng phạt anh báo là xong, nhưng hôm nay chuyện này lại bị Lâm Thanh Diện bắt gặp, Trương Quân Hào không thể nhân nhượng với anh báo. Lâm Thanh Diện cũng biết được chuyện này không liên quan đến Trương Quân Hào, là anh báo mượn danh tiếng của Trương Quân Hào để diễu võ dương oai ở bên ngoài, thấy Trương Quân Hào ra tay cũng không ngăn cản. 5 phút sau, anh báo đã bị Trương Quân Hào đánh đến mức gần chết, máu ở trong miệng không ngừng chảy ra, cả khuôn mặt của anh ta đã biến thành một cái đầu heo, không nhận ra được dáng vẻ ban đầu. Cậu chủ, chuyện này này quả thực là trách nhiệm của tôi, là tôi không quản lý tốt mới để thuộc hạ xuất hiện loại người như thế này. Nếu như cậu chủ muốn trách phạt tôi, tôi cũng không có một lời oán giận nào." Trương Quân Hào nói với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện liếc nhìn anh ta, nói, "Được rồi, là anh ta mượn danh tiếng của anh để làm chuyện này, chỉ cần trách phạt một mình anh ta là được rồi, nhưng sau này có dùng người thì cũng mở to mắt ra, không phải người nào cũng có thể bán mạnh cho anh, dùng sai người có thể khiến anh rơi xuống vực chỉ sau một đêm." Trương Quân Hào vội vàng gật đầu, nói, "Xin nghe theo lời dạy của cậu chủ." Cậu chủ Vậy cậu muốn xử lý cậu ta như thế nào?" Trương Quân Hào lại liếc nhìn anh báo, đánh gãy chân sau đó ném ra ngoài, loại người này sẽ chỉ mang lại tai họa cho anh, Lâm Thanh Diện nói. Trương Quân Hào lập tức gật đầu, ra hiệu cho mấy người thuộc hạ của mình, lập tức có hai người đi đến, ném anh báo đang hấp hối ra ngoài, chỉ cần nghĩ qua là có thể biết được anh ta sẽ có kết cục như thế nào. Trương Hạng đứng bên cạnh khuôn mặt tràn đầy sự xúc động, không ngờ Lâm Thanh Diện lại có uy thế lớn như vậy. Chỉ một câu nói có thể quyết định số phận của anh báo, người mà anh ta không thể động vào, lúc nãy ngồi uống rượu với Lâm Thanh Diện anh ta hoàn toàn không cảm nhận được cái khí thế này trên người anh. Lâm Thanh Diện quay đầu lại nhìn Trương Hạng, trên mặt lại khôi phục lại sự lương thiện lúc trước, cười nói, phiên phức đã được giải quyết, sau này cậu không cần phải lo lắng có người đến quấy rối cậu nữa. Vẻ mặt Trương Hạng rất xúc động nhìn Lâm Thanh Diện, nói, Lâm Thanh Diện, hôm nay thật sự cảm ơn cậu, tôi không có gì có thể cho cậu những chỉ cần cậu nói một câu, cậu muốn cái quán ăn này của tôi, tôi cũng sẽ lập tức đưa cho cậu. Không cần, bữa rượu hôm nay đã đủ rồi tôi có thể không cần phải trả tiền chứ, Lâm Thanh Diện cười nói. Trong lòng Trương Hạng vô cùng cảm động, anh ta sao có thể lấy tiền rượu của Lâm Thanh Diện chứ? Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn Trương Hào Quân nói, đây là bạn thừa nhỏ của tôi, sau này cậu ấy gặp rắc rối gì, anh hãy giúp đỡ cậu ấy. Trương Quân Hào vội vàng gật đầu nói, cậu chủ yên tâm, bạn của cậu chính là bạn của tôi tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ anh ấy nói xong trương quân hào lấy điện thoại của mình ra muốn trao đổi phương thức liên lạc với trương hạng trương hạng đã cảm động đến mức không nói nên lời trương quân hào nổi tiếng khắp kinh đô lại muốn xin cách để liên lạc với anh ta hơn nữa còn nói muốn làm bạn với anh ta điều này đối với trương hạng mà nói chắc chắn là một niềm vui bất ngờ nếu như thật sự được làm bạn với trương quân hào sau này Trương Hạng sẽ không cần phải lo lắng đến việc có người gây rắc rối cho mình nữa. Ở Kinh Đô, ngoài những gia tộc lớn không có mấy người dám động vào Trương Quân Hào. Sau khi giải quyết xong chuyện này, Lâm Thanh Diện liếc nhìn thời gian, cảm thấy có lẽ Lý Văn Khê về võ quán Văn Khê, anh tạm biệt hai người Trương Hạng và Trương Quân Hào, vội vàng đi về phía võ quán Văn Khê. Sau khi Lâm Thanh Diện rời đi, Trương Hạng nhìn Trương Quân Hào hỏi một câu mà lúc nãy anh không dám hỏi, anh Hào Lâm Thanh Diện là người của nhà họ Lâm sao? Nghe thấy câu hỏi của Trương Hạng, Trương Quân Hào bật cười nói, anh có thể tự mình phỏng đoán, câu hỏi này tôi không thể trả lời anh, cậu chủ đã không nói cho anh biết, chúng tỏ anh ấy không muốn nói, nếu như tôi nói ra chỉ sợ sẽ bị trừng phạt. Mặc dù Trương Hào Quân chỉ trả lời một cách mơ hồ, nhưng cho dù là một tên ngốc cũng có thể nghe ra ý tứ trong câu nói của anh ta. Trương Hạng hít một hơi thật sâu, làm bạn với Lâm Thanh Diện có lẽ là chuyện lợi hại nhất mà anh ta đã từng làm trong cuộc đời này. Chương 343, sư huynh, hy vọng anh vẫn khỏe võ quán Vân Khê. Lâm Thanh Diện đi thẳng vào trong cổng của võ quán, hai học viên đứng canh cổng nhìn thấy Lâm Thanh Diện lại tới, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, nhưng lần này bọn họ không dám tiến lên thách thức Lâm Thanh Diện, mà thận trọng nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện, một người trong đó lên tiếng, cậu mau đi thông báo với đại sư huynh đi, nói là người sáng nay lại đến người kia gật đầu sau đó vội vàng chạy vào trong võ quán quán chủ của các cậu về chưa lâm thanh diện nhìn chảm chằm vào người ở lại hỏi về về rồi nhưng quán chủ của chúng tôi trở về nhưng không thể để anh để đây kiêu ngạo như vậy được tốt nhất anh nên thành thật với tôi nếu không học viên kia có chút run rẩy nói dân tôi đi gặp quán chủ của các cậu lâm thanh diện ngắt lời anh ta nói tôi đại sư huynh của chúng tôi còn chưa đến anh đợi đại sư huynh của tôi đến rồi nói học viên kia có chút lo lắng nói tôi không nói là tôi đến đây để gặp đại sư huynh của các cậu đợi anh ta làm gì dẫn tôi đi gặp quán chủ của các cậu nếu không tôi có thể để cậu nếm thử năm đấm của tôi lâm thanh diện cười nói trong lòng học viên kia lột đột mấy tiếng lâm thanh diện có thể dễ dàng thoát khỏi tay của đại sư huynh nếu như lâm thanh diện thật sự muốn ra tay với anh ta vậy thì hôm nay chắc chắn anh ta sẽ phải chịu khổ sau khi do dự một lúc học viên kia đột nhiên nhận ra quán chủ còn lợi hại hơn đại sư huynh nếu như dẫn lâm thanh diện đi gặp quán chủ chắc chắn quán chủ sẽ xử lý lâm thanh diện một cách dễ dàng vì vậy anh ta cũng không xoắn suýt nữa nói với lâm thanh diện anh đã đến đây để tìm cái chết vậy thì đi theo tôi đợi gặp được quán chủ của chúng tôi xem anh còn có thể bình tĩnh được như vậy không nói xong học viên kia đi vào bên trong võ quán lâm thanh diện đi theo trong lòng có chút kích động anh và Lý Vân Khê đã mấy năm không gặp, không biết bây giờ Lý Vân Khê như thế nào. Hai người đi vào không được bao lâu, học viên kia đã dẫn Hạ Kính Phong và Khương Tuyên Vũ ra đến cửa. Hạ Kính Phong vô cùng tức giận, lúc trước không giữ được Lâm Thanh Diện, khiến anh ta cảm thấy khá xấu hổ, hơn nữa một tay kia của Lâm Thanh Diện khiến cánh tay của anh ta đau hơn nửa tiếng mới đỡ. Trong lòng anh ta không phục, cảm thấy Lâm Thanh Diện đã dù thủ đoạn, nếu như Quang Minh chính đại giao đấu với nhau, Lâm Thanh Diện chắc chắn không phải là đối thủ của anh ta, vì vậy đang nghĩ đợi Lâm Thanh Diện quay lại anh ta sẽ quang minh chính đại đấu với anh một trận. Nhưng sau khi bọn họ ra đến của, phát hiện ra không có ai, đều cảm thấy có chút kỳ quái. Không phải cậy nói cái tên tiểu tử không biết tốt xấu lại đến sao, tại sao lại không có một ai? Hạ Kính Phong nhìn chăm chằm vào học viên kia hỏi. Học viên kia cũng có chút ngạc nhiên, không biết tại sao Lâm Thanh Diện lại biến mất. Có lẽ anh ta thấy tôi đi vào gọi đại sư huynh, sợ quá nên chạy mất, học viên nói. Trên mặt hạ kính phong lộ ra vẻ đắc ý, cảm thấy học viên này nói rất đúng, nói, xem ra chắc chắn là như vậy. Tên tiểu tử kia biết sáng nay dựa vào may mắn mới thoát khỏi tay của tôi, bây giờ không dám đấu chính diện với tôi, nên đã bỏ chạy. Khương Tuyên Vũ ở bên cạnh khuôn mặt lại tràn đầy nghi ngờ, cảm thấy Lâm Thanh Diện không giống như một người sẽ bỏ chạy. Hừ, cứ tưởng tên tiểu tử kia có bản lĩnh như thế nào, không ngờ cũng chỉ là một con chuột nhát gan mà thôi. Khương sư đệ, để bị một chiếc sáo giống dọa thành thế này, thực sự có chút làm mất mặt người của võ quán vân khê chúng ta. Hạ kính phong quay đầu nhìn Khương Tuyên Vũ ở bên cạnh. Khương Tuyên Vũ đột nhiên có chút buồn bực nói, đại sư huynh, anh nói câu này là không đúng rồi, lâm thanh diện kia chỉ không có ở cửa mà thôi, sao anh biết được anh ta đã bỏ chạy, anh ta đến đây để tìm quán chủ của chúng ta, có lẽ bây giờ đã đi vào trong rồi. Không thể nào, tên tiểu tử kia biết tôi đến, sao có thể dám đi vào trong gặp quán chủ chứ? Hạ Kinh Phong nói một cách chắc chắn như đỉnh đóng cột. Lúc nói câu này, học viên kia yếu ớt nói, có lẽ, bọn họ đã đi vào trong rồi, lúc nãy Từ Nguyên còn đứng ở cửa với tôi, bây giờ cậu ấy cũng không có ở đây, 8-90% là dẫn người kia đi vào rồi. Hạ Kính Phong nghe thấy học viên nói vậy, khuôn mặt đột nhiên tái mét, nếu như thật sự như vậy, rõ ràng đối phương không coi anh ta ra gì. Anh ta nghiến răng nghiền lợi, trong mắt hiện lên sự hung ác, nói chúng ta đi vào trong xem xem, anh ta dám tự tiện xông vào võ quán Vân Khê của chúng ta, tôi nhất định không thể bỏ qua cho anh ta một cách dễ dàng. Sau đó Hà Kính Phong dẫn theo một nhóm người nhanh chóng đi vào bên trong. Học viên kia dẫn Lâm Thanh Diện đến tầng 2 của võ quán, đây là một sân tập võ rộng minh mông, nhưng lúc này lại không có ai. Học viên dẫn Lâm Thanh Diện đến trước cửa một căn phòng trong góc sân tập. "Quán chủ của chúng tôi ở trong đây, anh đợi ở đây, tôi đi gọi ông ấy." Học viên nói. Lâm Thanh Diện gật đầu, đứng ở cửa đợi. Học viên đi vào mới có một lúc, Hạ Kính Phong đã dẫn theo nhóm người Khương Tuyên Vũ đi lên tầng 2, nhìn thấy Lâm Thanh Diện thật sự đã đi vào trong võ quán, trên khuôn mặt Hạ Kính Phong đột nhiên lại hiện lên một chút ngại ngùng, lúc nãy anh ta còn chắc chắn cho là Lâm Thanh Diện bị anh ta dọa sợ mà bỏ chạy không ngờ đối phương còn không đặt anh ta vào mắt. Bọn họ đi đến trước mặt Lâm Thanh Diệt, hai mắt hạ kính phong hung ác nhìn chem chầm vào Lâm Thanh Diệt, nói không phải kêu anh ở cửa đợi tôi sao, ai cho anh đi vào. Lâm Thanh Diệt quay người lại nhìn hạ kính phong, nói tôi không đến tìm anh, tại sao phải đợi anh. Anh, hạ kính phong đột nhiên nổi giận, anh ta làm đại sư huynh trong võ quán Vân Khê Lâu như vậy, trong võ quán có ai mà không cung kính với anh ta chứ, những người ở bên ngoài cũng đôi xử rất khách khí với anh ta lâm thanh diện là người duy nhất hoàn toàn không coi anh ta ra gì vì vậy khiến anh ta vô cùng tức giận anh đừng ở đây mà ngụy biện với tôi võ quán vân khê của tôi là nơi mà loại người như anh nói đến là đến sao đây là anh tự ý xông vào hôm nay tôi phải đại diện cho võ quán vân khê dạy dỗ anh để anh biết được kết cục của việc tự ý đi vào võ quán vân khê của chúng tôi hạ kính phong hét lên với lâm thanh diện anh không phải là đối thủ của tôi Đừng lãng phí thời gian, tôi đến tìm quán chủ của các anh." Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm vào Hạ Kính Phong, rõ ràng không hề coi trọng anh ta. Hạ Kính Phong nghe thấy những lời Lâm Thanh Diện nói, đột nhiên cảm thấy vô cùng sỉ nhục, bây giờ phía sau anh ta có rất nhiều người của võ quán Vân Khê, với tư cách là đại sư huynh của võ quán Vân Khê, đối diện với sự châm biếm của Lâm Thanh Diện, nếu như anh ta không làm cái gì đó để thể hiện, sợ là sau này ở trong võ quán anh ta không còn được tiến nhiệm nữa nói khoác mà không biết ngượng mồm, anh có dám đấu với tôi một trận không? Hạ Kính Phong cao giọng nói. Khuôn mặt Lâm Thanh Diện tràn đầy sự bất lực, anh nói Hạ Kính Phong không phải là đối thủ của anh là thật lòng, anh không muốn tính toán với Hạ Kính Phong, cũng là không muốn anh ta quá mất mặt mà thôi, không ngờ Hạ Kính Phong lại muốn đấu với anh. Lúc này cánh cửa bên kia mở ra, học viên lúc nãy từ bên trong đi ra, nhìn thấy có rất nhiều người vây quanh ở cửa, anh ta hơi sững sờ, vội vàng nói quán chủ đến rồi sau đó, tiếng bước chân vang lên rất rõ, một người đàn ông mặc áo dài của nam, thân hình gầy gò, để dâu, hơn 40 tuổi, trông có chút tiêu tụy từ bên trong đi ra. Người này chính là quán chủ của võ quán Vân Khê, một võ sư nổi tiếng ở Kinh Đô, tên Lý Vân Khê. Hạ Kính Phong nhìn thấy Lý Vân Khê đi ra, trong lòng càng có thêm sức mạnh, vội vàng nói, sư phụ, người này đến võ quán của chúng ta để khiêu khích, đúng lúc người có ở đây, hôm nay còn phải đấu với người này một trận, để anh ta biết được sự lợi hại của võ quán Vân Khê chúng ta. Lý Vân Khê liếc nhìn Lâm Thanh Diện, sau đó lại nhìn Hạ Kính Phong, trên mặt lộ ra một nụ cười, nói con không phải là đối thủ của cậu ấy, sau này đừng nghĩ đến chuyện thi đấu với cậu ấy, nếu không cho dù là sư phụ cũng không cứu được. Lời nói này của ông ta khiến tất cả mọi người đều xôn xao, tất cả mọi người đều không ngờ được, Lý Vân Khê lại nói Hạ Kính Phong không phải là đối thủ của Lâm Thanh Diện. Hạ Kính Phong cũng sừng sốt, không ngờ sư phụ lại đánh giá cao lâm thanh diện như vậy, nhưng người này rõ ràng nhỏ tuổi hơn anh ta, tại sao sư phụ lại nhận định anh ta không phải là đối thủ của lâm thanh diện? Sư phụ, con không phục, vẫn chưa đánh, sao người đã biết được con không phải là đối thủ của anh ta? Hạ Kính Phong nói, Lý Vân khê cao mày, nói chuyện này kết thúc ở đây, nếu như còn nhắc đến sẽ xử lý theo quy tắc. Vẻ mặt của Hạ Kính Phong đột nhiên thay đổi, đây là lần đầu tiên Lý Vân khê nghiêm khắc với anh ta như vậy chỉ có Khương Tuyên Vũ vẫn được xem như là bình tĩnh, Lý Vân Khê từ lâu đã dặn anh ta không được động vào Lâm Thanh Diệt, bây giờ Lâm Thanh Diệt đích thân đến đây, Lý Vân Khê còn nói giúp Lâm Thanh Diệt như vậy, xem ra thân phận của Lâm Thanh Diệt quả thật không đơn giản. Lý Vân Khê không quan tâm đến Khương Tuyên Vũ, mà quay đầu qua nhìn Lâm Thanh Diệt, nở một nụ cười, nói, sư đệ, đã lâu không gặp. Lâm Thanh Diệt cười, đưa tay ra bắt tay với Lý Vân Khê, nói, sư huynh, vẫn khỏe chứ mọi người xung quanh đều vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm hai người hai người bọn họ lại là huynh đệ của nhau điều này hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của bọn họ ai cũng biết lý vân khê là một cao thủ có thực lực vô cùng mạnh nhưng không ai biết ông ta kế thừa ở đâu cũng không ai biết môn phái của lý vân khê rốt cuộc có bao nhiêu đệ tử giống như ông ta thậm chí từ trước đến giờ chưa có ai nghe thấy lý vân khê nhắc đến chuyện mình có sư phụ hay đồng môn hay không đến tận hôm nay bọn họ nhìn thấy hai huynh đệ lý vân khê và lâm thanh diện mới biết được hóa ra lý vân khê còn có một sư đệ ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào người lâm thanh diện vô cùng tò mò đánh giá anh muốn nhìn xem sư đệ này của lý vân khê có gì đặc biệt thực lực của lâm thanh diện sâu không đo được chỉ dựa vào một chút võ thuật mà anh học được từ nhà họ lâm vẫn không đủ để anh có thể bình tĩnh khi đối mặt với bất kỳ đối thủ nào mà bây giờ anh có thực lực mạnh như vậy chính là vì mấy năm trước anh có cơ hội mà cơ hội này chính là bái một vị cao thủ làm sư phụ, chính vị sư phụ này đã giúp thực lực của Lâm Thanh Diện lên đến tận mây xanh, đạt đến mức người bình thường không thể đạt được. Mà Lý Vân Khê là sư huynh của Lâm Thanh Diện, lúc mới nhập môn, Lâm Thanh Diện không phải là đối thủ của Lý Vân Khê, nhưng chỉ một năm sau, Lý Vân Khê càng không phải là đối thủ của Lâm Thanh Diện. Vì vậy, mặc dù Lý Vân Khê là sư huynh của Lâm Thanh Diện, nhưng thực ra ông ta cũng không thể đánh bại được Lâm Thanh Diện đây cũng là lý do tại sao ông ta nhắc nhở Khương Tuyên Vũ dặn anh ta không có chuyện gì thì không được động đến Lâm Thanh Diện. Sự đáng sợ của sư đệ này năm đó ông ta cũng đã từng được chứng kiến, chỉ cần làm không tốt sẽ phải trả bằng mạng người. Ai nhàn rỗi không có chuyện gì làm đi chọc giận anh, đó chính là não bị uống nước. Trước đây Lâm Thanh Diện bị ép phải trốn đến Hồng Thành sống một cuộc sống tạm bỡ, sau khi bái sư có cơ hội quay lại kinh đô để báo thù, nhưng lúc đó anh không biết ý định thực sự của lạc hân. Lúc đó anh vẫn còn một chút tình cảm với Lạc Hân, nên không quay về để báo thù. Nhưng bây giờ không giống trước đây nữa, lần này Lâm Thanh Diện quay về chính là lấy lại tất cả những thứ thuộc về anh, anh tìm Lý Vân Khê, đương nhiên muốn nhờ sức mạnh của võ quán Vân Khê, muốn thuận lợi giành lại nhà họ Lâm, vẫn còn có chút khó khăn. Mà Lâm Thanh Diện rất hiểu tính cách của Lý Vân Khê, chỉ cần anh lên tiếng, chắc chắn Lý Vân Khê sẽ không từ chối, cho dù có từ chối Lâm Thanh Diện cũng có thể dùng năm đấm của mình khiến Lý Vân Khê thay đổi ý định. Năm đó thực lực của Lâm Thanh Diện đột nhiên lớn mạnh vượt bậc, Lý Vân Khê là người luyện tập cùng Lâm Thanh Diện nên cũng chịu không ít khổ cực. Lý Vân Khê liếc nhìn Hạ Kính Phong và những người khác, thầm nghĩ Lâm Thanh Diện vừa đến bọn họ đã gây ấn tượng xấu với Lâm Thanh Diện, ông ta rất hiểu tính tình của sư đệ này, vì vậy phải nghĩ cách để xoa dịu. Ông ta đảo mắt liếc nhìn mọi người, nói các cậu còn ngây người ra đấy làm gì? mau gọi sư thúc đi, chương 344, tìm tới cửa. Sau khi mọi người nghe thấy Lý Vân Khê nói vậy liền sửng sốt. Ở đây có không ít người đều bằng tuổi của Lâm Thanh Diện, thậm chí còn có mấy người lớn hơn Lâm Thanh Diện vài tuổi. Bây giờ Lý Vân Khê bảo bọn họ gọi Lâm Thanh Diện là sư thúc. Trong lòng bọn họ đều cảm thấy có phần không được tự nhiên. Dù sao Lâm Thanh Diện thật sự quá trẻ, nếu anh là một người hơn 30 tuổi, bọn họ sẽ không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng rõ ràng là cùng lứa tuổi với mình lại thành sư thúc của mình điều này làm trong lòng bọn họ vẫn cảm thấy có phân khó tiếp nhận lý vân khê thấy không ai mở miệng thì lập tức nhíu mày lạnh lùng nói sao vậy lời nói của một quán chủ như tôi không có tác dụng phải không một đám người run giấy lập tức mở miệng gọi lâm thanh diện là sư thúc cho dù lý vân khê nhìn qua không thấy nghiêm khắc lắm bình thường vẫn tính là tương đối dễ thân thiết nhưng tất cả mọi người biết nếu ai chọc phải lý vân khê vậy đơn giản chính là chọc phải một kẻ ma quỷ, thực lực của ông thật sự quá mạnh mẽ. Cho nên ở trong võ quán Vân Khê không có ai dám trái lệnh của Lý Vân Khê. Mọi người ở đây đều gọi Lâm Thanh Diện là sư thúc, ngay cả Khương Tuyên Vũ cũng lộ vẻ nhiệt tình lôi kéo làm quen với Lâm Thanh Diện. Bây giờ, sau khi biết thân phận của Lâm Thanh Diện, anh ta còn cảm thấy may mắn vì mình đã sớm quen biết Lâm Thanh Diện từ trước. Duy nhất chỉ có Hạ Kính Phong là lộ vẻ khó chịu, mãi một lúc lâu vẫn không chịu mở miệng. Lý Vân Khê liếc nhìn Hạ Kính Phong, mở miệng nói, Hạ Kính Phong, cậu không nghe được lời tôi nói sao? Hạ Kính Phong bất lực thở dài, quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Diện, sắc mặt gượng gạo gọi Lâm Thanh Diện một tiếng, sư thúc. Vừa rồi cậu ta còn thề phải giao đấu với Lâm Thanh Diện, kết quả giờ còn chưa đánh, Lâm Thanh Diện đã thành sư thúc của cậu ta, có thể tưởng tượng được trong lòng cậu ta cảm thấy uất ức tới mức nào. Không cần khách sáo, Lâm Thanh Diện mỉm cười với Hạ Kính Phong, trong ánh mắt kèm theo chút chiêu tức. Sư phụ, con không phục, con muốn đánh với sư thúc một trận, mong sư phụ chấp nhận, Hạ Kính Phong ôm quyền và mở miệng nói với Lý Vân Khê. Lý Vân Khê liếc nhìn Hạ Kính Phong nói, không phải ta không muốn để cho con đánh với cậu ta, nhưng con thật sự không phải là đối thủ của cậu ta. Con vẫn nên bỏ suy nghĩ này đi, ta làm vậy cũng là muốn tốt cho cậu thôi. Ông nói vậy làm trong lòng Lý Vân Khê càng không phục hơn. Rõ ràng Lâm Thanh Diện này không lớn tuổi hơn cậu ta bao nhiêu, có lợi hại thì có thể lợi hại tới mức nào. Lý Vân Khê nói lời này rõ ràng là coi thường cậu ta. Nhưng Hạ Kính Phong còn chưa kịp thể hiện ra sự bất mãn của mình, một người phụ việc đã chạy tới với vẻ mặt hoảng hốt. "Không xong rồi, phía dưới có mấy kẻ tự xưng là người của Bát Cực nhất mạch tới võ quán của chúng ta gây rối. Có mấy người đã bị chúng đánh bại, quán chủ, ngài nhanh qua xem thử." Người phụ việc kia mở miệng kêu lên. Lý Vân Khê nghe thấy Đồ Đệ nói vậy liền nhíu mày, sau đó bước nhanh về phía tầng dưới. Hạ Kính Phong cũng không để ý tới chuyện khiêu chiến với Lâm Thanh Diện nữa, vội vàng đi xuống cùng Lý Vân Khê. Lâm Thanh Diện đi theo sau, muốn xem thử là ai lại đến võ quán Vân Khê để phá quán. Ở đại sảnh tầng 1 của võ quán, trên mặt đất đã có mấy người phụ việc đang ôm bụng mình lăn lộn, nhìn qua trên gương mặt đầy vẻ đau đớn. Mà đứng trước mặt những người phụ việc đã ngã xuống lại là năm nam một nữ. Lâm Thanh Diện nhìn sáu người kia, trong lòng thoáng sửng sốt. Không ngờ sáu người này lại là sáu người ăn cơm trong nhà hàng của Trương Hạng trưa nay. Lúc này, người đại ca đi đầu kia lộ vẻ khinh thường nhìn về phía đám người Lý Vân Khê đang đi về phía bọn họ. Bởi vì tương đối nhiều người, Lâm Thanh Diện lại đi theo phía sau đám người Lý Vân Khê nên sáu người kia không chú ý tới Lâm Thanh Diện. Vốn tưởng trong võ quán Vân Khê có cao thủ nhiều như mây, hôm nay đến gặp một lần, xem ra đều là tin đồn nhảm mà thôi. Thực lực của đám người các người ở đây đều quá yếu, thậm chí không có nổi một người nào có thể đỡ được một quyền của tôi. Phó quán vân khê của các người không xứng với danh tiếng như vậy, đại ca Ngô Trấn Cương mở miệng nói. Hừ, phó quán vân khê chỉ có cái danh hão thôi, bát cực nhất mạch chúng tôi còn mạnh hơn bọn họ mấy cấp. Mấy người vừa ngã xuống này thật sự kém hơn chúng tôi quá nhiều, lục ngụy ngô mộng tuyết cũng kêu lên phụ họa. Lý Vân Khê có phần bất đắc dĩ nhìn mấy người này, mở miệng nói các vị, các vị nói xong chưa? Ngô mộng tuyết đầy vẻ đắc ý nhìn Lý Vân Khê nói, ông chính là Lý Vân Khê kia sao? Thế nào, có phải bị thực lực của chúng tôi làm cho chấn động không? Thật không biết năm đó người như ông làm sao đánh bại được sư phụ của chúng tôi, nhưng chắc chắn không thoát được việc ngâm dở thủ đoạn. Bằng không lấy trình độ này của các người căn bản không thể là đối thủ của sư phụ chúng tôi được. À! Mấy người mà các người vừa đánh ngã là người phụ việc được võ quán mà chúng tôi mới thuê trước đây thôi. Lý Vân Khê mở miệng. Mấy người ngô mộng tuyết nhất thời sửng sốt. Sau đó, ngô mộng tuyết mới nói lời vừa rồi lại lộ ra chút khó xử, gương mặt cũng chợt đỏ bừng. Ngô Trấn Cương cũng có chút xấu hổ. Hôm nay mấy người tới đây phá quán, vốn muốn một lần ra oai phủ đầu người võ quán Vân Khê trước, lấy thế xét đánh không kịp che tay đánh ngã mấy người bên bọn họ, nhất định sẽ giảm khí thế của bọn họ xuống mấy người vừa đến đây thì gặp phải một nhóm người phụ việc mới được thuê vào mấy hôm trước. Những người phụ việc này đều cảm thấy mình được tiến vào võ quán Vân Khê là một chuyện đáng kiêu ngạo, trong lòng cũng đang đắc ý, đột nhiên gặp người tới phá quán thì dĩ nhiên là căng lên với bọn họ rồi. Sáu người ngô Trấn cương thấy những người này lớn lối như thế, còn tưởng bọn họ là cao thủ võ quán Vân Khê nên ra tay dạy dỗ bọn họ. Anh ta cũng không ngờ những người này lại dễ bị đánh ngã như vậy, cho nên trong lòng mới cảm thấy Võ Quán Vân Khê chỉ có danh háo. Người phụ việc thì thế nào, mấy người phụ việc đã kiêu căng thành như vậy, đủ thấy được Võ Quán Vân Khê các người cũng chẳng tốt lắm. Lý Vân Khê, hôm nay chúng tôi tới đây báo thù cho sư phụ. Năm đó ông dựa vào thủ đoạn mới thẳng được sư phụ của chúng tôi, có thắng chẳng anh hùng gì. Bây giờ sư phụ của chúng tôi không có cách nào đến kinh đô này, vậy sẽ do tôi thay mặt ông ấy đưa ra lời khiêu chiến với ông để kết thúc mối nhục năm đó. Ngô Trấn Cương vội vàng chuyển đề tài. Lý Vân Khê liếc nhìn mấy người này, ông tất nhiên biết sư phụ của mấy người này là ai. Trước đây ông cũng chỉ đánh một trận với một cao thủ của bát cực nhất mạch. Thật xin lỗi, nếu đây là chuyện giữa sư phụ cậu và tôi, vậy hãy để cho ông ta tự tới tìm tôi, các cậu vẫn nên trở về đi, tôi sẽ không ra tay, bằng không chuyển đi, sẽ có người nói tôi bắt nạt người khác. Lý Vân Khê dứt khoát từ chối Ngô Trấn Cương ngô mộng tuyết thấy lý vân khê từ chối thì lập tức kêu lên tôi thấy ông chẳng qua không dám đấu với đại ca của chúng tôi thôi thực lực của đại ca chúng tôi không đơn giản như ông nghĩ đâu anh ấy muốn thẳng ông thì thừa sức không ngờ lý vân khê tiếng tăm lừng lẫy tự nhiên lại hèn nhát như vậy ông còn nói ông không phải chỉ là danh hão à mấy người còn lại đều kêu lên âm diễu cợt lý vân khê là kẻ hèn nhát lý vân khê có phần bất đắc dĩ lắc đầu ông thật sự không muốn giao đấu với mấy người này Mặc dù ông biết không thể coi thường được Bát Cực Nhất Mạch, nhưng sư phụ của mấy người này chỉ là một nhân vật nhỏ của Bát Cực Nhất Mạch, năm đó có thể nói là Lý Vân Khê đã thẳng sư phụ của bọn họ đặc biệt dễ dàng. Bây giờ đã qua nhiều năm như vậy, thực lực của Lý Vân Khê đã sớm không thể so sánh. Mấy năm trôi qua, lấy tiềm lực của sư phụ bọn họ trước đây thì chắc hẳn cũng không có tiến bộ quá lớn, tất nhiên có thể dễ dàng đoán được trình độ của đồ đệ mà ông ta dạy dỗ ra thế nào còn không đáng để Lý Vân Khê phải tự hạ thấp thân phận giao đấu với những người này. Lúc này ông quay đầu liếc nhìn Lâm Thanh Diện, trong lòng nghĩ Lâm Thanh Diện còn nhỏ tuổi, đám người ngô chấn cương chắc hẳn sẽ cho rằng Lâm Thanh Diện cũng là đệ tử của ông. Nếu ông bảo Lâm Thanh Diện ra tay, chỉ vài ba cái là giải quyết được những người này, vậy về sau những người này chắc chắn không dám tới gây rồi nữa. Dù sao đệ tử đã lợi hại như vậy, sư phụ hẳn càng lợi hại hơn. Trước đây Lý Vân Khê luôn bị Lâm Thanh Diện chiếm lợi, bây giờ cuối cùng cũng có một cơ hội để chiếm lợi của anh nên tất nhiên không thể bỏ qua. Cho nên ông Liên nói với mấy người ngô chấn cương, nếu các người thay sư phụ của các người tới báo thù, các người cũng xem là tiểu bối, tôi ra tay với các người có phần không công bằng lắm, đúng lúc trong thế hệ trẻ tuổi bên tôi cũng có một người đặc biệt xuất sắc, tôi lại bảo cậu ta đánh với các người một trận, nếu các người có thể thăng cậu ta lại suy nghĩ tới chuyện đánh với tôi cũng không muộn. Ông nói xong liền quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Diệt, nháy mắt ra hiệu với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện thấy ánh mắt của ông liền biết ông có ý gì. Nhưng Lâm Thanh Diện còn chưa động đậy, Hạ Kính Phong đã đứng ra, khom lưng nói với Lý Vân Khê, nếu sư phụ để con ra tay, vậy con lại cung kính không bằng tuân lệnh. Anh ta nói xong còn liếc nhìn Lâm Thanh Diện, trong ánh mắt mang theo sự khinh thường, nghĩ mình sẽ dựa vào chuyện đánh bại mấy người của bát cực nhất mạch để làm cho Lâm Thanh Diện hiểu rõ thực lực của mình còn mạnh hơn Lâm Thanh Diện. Lý Vân Khê không nói rõ người thế hệ trẻ tuổi này là ai, Hạ Kính Phong tự nhiên cho rằng Lý Vân Khê nói mình. Ngô Trấn Cương liếc nhìn Hạ Kính Phong, nghĩ thầm nếu Lý Vân Khê dã nói vậy, anh ta cứ lấy đệ tử của Lý Vân Khê ra làm nóng người trước. Nếu ngay cả đệ tử của Lý Vân Khê còn đánh không thắng, vậy quả thật cũng không cần nói gì tới chuyện khiêu chiến Lý Vân Khê nữa. Được, vậy tôi tạm thời lấy đệ tử này của ông ra luyện tay một chút, đợi lát nữa, nếu cậu ta bị tôi đánh cho không dậy nổi, Ông cũng đừng đau lòng đấy, Ngô Trấn Cương mở miệng. Chỉ sợ đến lúc đó người không dậy nổi chính là anh. Khí thế của Hạ Kính Phong không hề thua yếu. Hai người đều tiến tới mấy bước, chuẩn bị sẵn sàng giao đấu. Lý Vân Khê hơi lúng túng, ông không ngờ Hạ Kính Phong sẽ chủ động đứng ra, lúc này gọi Hạ Kính Phong về cũng không thích hợp lắm, nên dứt khoát để cho Hạ Kính Phong đánh với Ngô Trấn Cương này một trận, xem thực lực của Ngô Trấn Cương này rốt cuộc thế nào đã. Lâm Thanh Diện mỉm cười đi giới bên cạnh Lý Vân Khê, mở miệng nơi, vừa rồi ông nhìn tôi làm gì. Thật ra tôi muốn cậu ra, dùng vài ba chiêu giải quyết bọn họ như vậy về sau bọn họ cũng sẽ chặt đứt ý định tới tìm tôi báo thù. Ai biết Hạ Kính Phong tự ý quyết định đứng ra trước chứ, Lý Vân Khê mở miệng. Lâm Thanh Diện liếc nhìn hai người Ngô Trấn Cương và Hạ Kính Phong, mở miệng nới, chờ lát nữa, có thể còn có cơ hội đấy, khả năng đổ đệ này của ông Tháng không quá lớn đâu. Lý Vân Khê sửng sốt mở miệng hỏi, sao cậu biết? Đồ đệ này của rồi có thư chất không tệ, Ngô Trấn Cương này cũng chỉ lớn hơn cậu ta mấy tuổi, hắn vẫn phải có khả năng thắng chứ. Có thì có, chỉ là rất nhỏ thôi, Lâm Thanh Diện mở miệng. Lý Vân Khê liếc nhìn Hạ Kính Phong, ông không nghĩ ngờ lời Lâm Thanh Diện nói. Thực lực của Lâm Thanh Diện còn cao hơn ông, có thể thông qua một vài chi tiết lại đoán được một người mạnh hay yếu. Nếu Lâm Thanh Diện nói vậy, hắn không phải là nói đùa. Lúc này Ngô Mộng Tuyết đứng đối diện đã chú ý tới Lâm Thanh Diện. Cô ta liếc nhìn Lâm Thanh Diện, sau đó nói thầm, đây không phải là nhân viên phục vụ trong nhà hàng kia sao? Không ngờ quán chủ của võ quán Vân khê qua lại gần gũi với một nhân viên phục vụ như vậy, xem ra đúng là đánh giá cao ông ta rồi. Hôm nay, đại ca chắc chắn sẽ thắng. Chương 345, 6 người các anh cùng lên đi sau khi hai người Hạ Kính Phong và Ngô Trấn Cương chuẩn bị xong lại ra tay dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người. Hạ Kính Phong làm đại đệ tử của Lý Vân Khê, thực lực tất nhiên phải có. Chẳng qua từ trước đến nay bát cực quyền nổi tiếng là có sức lực mạnh mẽ, trong đó có không ít sát chiêu, là thuật giết người chân chính, cho nên Ngô Trấn Cương cũng không kém gì Hạ Kính Phong. Hơn nữa Ngô Trấn Cương lớn hơn Hạ Kính Phong mấy tuổi, kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú hơn rất nhiều nếu Hạ Kính Phong bảng tuổi với Ngô Trấn Cương, muốn thăng Ngô Trấn Cương thì có thể nói là rất dễ dàng, nhưng bây giờ vẫn có hơi tốn sức. Sau khi hai người giao đấu hơn 10 chiêu, Hạ Kính Phong đã cảm giác được áp lực không nhỏ. Cậu ta vốn cho rằng người này dù nhìn qua lớn tuổi hơn cậu ta, nhưng dựa vào bản lĩnh của mình và những chiêu thức mà Lý Vân khê dạy cho cậu ta, muốn thắng chắc cũng không khó. Nhưng bây giờ cậu ta mới ý thức được mình suy nghĩ có phần quá ngây thơ rồi. Lý Vân Khê nhìn hai người giao đấu, trong lòng cũng hơi xúc động. Cho dù bây giờ ông biết Hạ Kính Phong có 80, 90% sẽ thua Ngô Trấn Cương, nhưng trong lòng ông vẫn còn có chút tò mò, Lâm Thanh Diện rốt cuộc làm sao biết Hạ Kính Phong không thăng được khi mà hai người còn chưa ra tay. Ông quay đầu liếc nhìn Lâm Thanh Diện bên cạnh mình, luôn cảm giác người bên cạnh mình khiến người ta không thể nhìn thấu được. Sau gần 10 phút, Hạ Kính Phong cuối cùng không thể đỡ được một quyền của Ngô Trấn Cương, ngã xuống đất. Cậu ta liếc nhìn Ngô Trấn Cương với vẻ mặt khó coi, biết mình đã không có cơ hội thắng nữa. Cho dù bây giờ cậu ta đứng lên, vẫn sẽ bị Ngô Trấn Cương đánh ngã. Cảm ơn, trên gương mặt Ngô Chấn Cương đầy đắc ý liếc nhìn Hạ Kính Phong, mở miệng nói một câu. Mấy người ngô mộng tuyết lập tức hoan hô, cảm thấy Ngô Trấn Cương có thể đánh bại đồ đệ của Lý Vân Khê thì chắc chắn có thể đánh bại Lý Vân Khê. Hạ Kính Phong từ dưới đất đứng lên, hơi chán nản đi tới trước mặt Lý Vân Khê, mở miệng nói, sư phụ, con đã khiến sư phụ phải mất mặt rồi. Lý Vân khê thờ ơ lắc đầu, nói con nhỏ hơn cậu ta mấy tuổi, kinh nghiệm chiến đấu cũng kém hơn rất nhiều, thua cậu ta là chuyện bình thường, đây cũng xem như là một lần rèn luyện cho con. Hy vọng cậu có thể từ lần so tài này mà suy nghĩ cho kỹ, lần sau lại đối mặt với cậu ta, sẽ không có kết cục như vậy nữa. Lúc này Hạ Kính Phong gật đầu, nói, vâng, sư phụ. Ngô Trấn Cương ngẩng đầu nhìn về phía bên Lý Vân Khê, lớn tiếng nói, tôi đã đánh bại đồ đệ của ông, người tiếp theo chính là ông. Bây giờ ông không còn lý do để từ chối tôi nữa chứ. Lý Vân Khê mỉm cười, nói thật sự ngại quá, người tôi vừa nói không phải là đồ đệ của tôi. Cậu ta có thể hiếu nhầm ý của tôi, nên mới đi tới đánh với cậu một trận thôi. Ngô Trấn Cương lập tức trợn mắt, nói, Lý Vân Khê, ông rốt cuộc có ý gì? Ông muốn chơi chúng tôi sao? vừa rồi thật sự là hiểu nhầm thôi để tôi giới thiệu với mọi người một chút người này chính là sư đệ của tôi ban đầu tôi định để cho cậu ta đánh với cậu không ngờ lại để đồ đệ của tôi tranh tới trước nếu các người cảm thấy tôi đang đùa giỡn với các cậu không bằng các cậu đánh với sư đệ của tôi một trận nếu cậu ta thua tôi sẽ trực tiếp đến nhà xin lỗi sư phụ của các người tôi cũng không cần các người ra tay đánh với tôi nữa thế nào lý vân khê giơ tay chỉ sang lâm thanh diện bên cạnh mấy người ngô trấn cương và ngô mộng tuyết đều quay đầu nhìn về phía lâm thanh diện và sửng sốt đám người ngô trấn cương kinh ngạc vì nhân viên phục vụ trong nhà hàng lúc ấy không ngờ lại ở đây ngô mộng tuyết lại sửng sốt vì lý vân khê tự nhiên nói lâm thanh diện là sư đệ của ông đây không phải là nhân viên phục vụ ở trong nhà hàng kia lúc ấy sao tôi không nghe nhầm lời lý vân khê nói chứ không ngờ ông ta nói đại ca đánh thắng người nhân viên phục vụ này thì ông ta lại đến nhà xin lỗi sư phụ của chúng ta à người nhân viên này thế mà lại là sư đệ của Lý Vân Khê. Buôn cười, sẽ không phải là Lý Vân Khê sợ khi thấy được thực lực của đại ca chúng ta, cho nên không muốn đánh, tùy tiện tìm lý do để cho bản thân có bậc thang bước xuống chứ. Mấy người đều bắt đầu bàn luận, lời Lý Vân Khê nói thật sự khiến cho bọn họ cảm thấy có phần không thể tin nổi. Ngô Mộng Tuyết liếc nhìn Lâm Thanh Diện và mở miệng nói, ông đang nói đùa với chúng tôi sao? Chúng tôi từng gặp người này ở trong nhà hàng rồi anh ta chỉ là một nhân viên phục vụ mà thôi. Nếu ông thật sự muốn xin lỗi sư phụ của chúng tôi thì đi qua luôn là được, không cần thiết phải tìm cho mình một bậc thang xuống như vậy, cũng đâu phải đại ca chúng tôi không đánh nổi ông. Sau khi người bên phía Võ Quán Vân Khê nghe được Ngô Mộng Tuyết nói vậy, trên mặt đều lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ bọn họ tự nhiên nói Lâm Thanh Diện là nhân viên phục vụ trong nhà hàng. Lý Vân Khê cũng thấy kỳ lạ, quay đầu liếc nhìn Lâm Thanh Diện với ánh mắt dò hỏi. Lâm Thanh Diện mỉm cười, giải thích chuyện mình tới nhà hàng tìm người bạn cũng nhờ giúp đỡ. Sau khi Lý Vân Khê nghe xong liền thấy buôn cười, thảo nào đám người ngô chấn cương lại nói thế, hóa ra là có chuyện như vậy. Tôi không phải đang tìm bậc thang cho mình xuống, nếu các người coi cậu ta thành một nhân viên phục vụ thì có thể nói là sai hoàn toàn, tôi vẫn giữ lại lời nói vừa rồi. Chỉ cần các người có thể đánh bại cậu ấy, tôi sẽ đi thẳng đến nhà xin lỗi, Lý Vân Khê mở miệng nói. Mấy người Ngô Chấn Cương trao đổi với nhau qua ánh mắt, ai nấy đều cảm thấy đây là một chuyện thẳng chắc. Người kia chỉ là một nhân viên phục vụ mà thôi, cho dù thật sự có bản lĩnh thì chắc hẳn cũng không lợi hại hơn Hạ Kính Phong được. Ngô Chấn Cương nhất định sẽ thắng anh dễ dàng. Hơn nữa Lý Vân Khê ở trước mặt nhiều người như vậy nói chỉ cần có thể thắng Lâm Thanh Diệt, Lý Vân Khê sẽ đi xin lỗi sư phụ của bọn họ. Đến lúc đó, chuyện này nhất định gây chấn động cả giới võ thuật. Khi đó sư phụ của bọn họ có thể nổi tiếng, danh tiếng của mấy người bọn họ chắc chắn cũng sẽ theo đó mà tăng cao. Đã có cơ hội tốt như vậy, tất nhiên phải nhanh chóng nắm bắt. Được, vậy tôi đồng ý với ông, đánh với thằng nhóc này một trận. Tất cả mọi người ở đây đều là nhân chứng. Đến lúc đó các người đừng có mà phủ nhận đấy. Ngô Trấn Cương mở miệng kêu. Lý Vân khê mỉm cười liếc nhìn Lâm Thanh Diện, ra hiệu cho Lâm Thanh Diện đi tới. Lâm Thanh Diện bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ mình tìm đến lý vân khê cũng có chuyện cần nhờ ông nếu đã vậy thì giúp ông chuyện này đi anh bước về phía trước và đứng ở trước mặt ngô trấn cương trên gương mặt đầy vẻ thản nhiên ngô mộng tuyết nhìn lâm thanh diện bật cười một tiếng nói bây giờ anh có thể trực tiếp chịu thua lúc ấy chúng tôi đều nhìn thấy anh là nhân viên phục vụ trong nhà hàng chắc chắn anh bị lý vân khê ép phải đứng ra chỉ cần anh chủ động chịu thua đại ca chúng tôi sẽ không làm khó anh mấy người còn lại đều giếu cợt lâm thanh diện theo bọn họ thấy, Lâm Thanh Diện căn bản không có bất kỳ khả năng nào có thể so sánh được với Ngô Trấn Cương. Bên phía võ quán Vân Khê cũng lộ vẻ tò mò nhìn Lâm Thanh Diện. Cho dù Lý Vân Khê nói Lâm Thanh Diện là sư đệ của ông, nhưng ngoại trừ Khương Tuyên Vũ, trong mọi người không có ai từng thấy Lâm Thanh Diện ra tay, cho nên cũng không biết Lâm Thanh Diện thật sự có thực lực hay chỉ là động tác võ thuật đẹp mắt. Bọn họ muốn thông qua Ngô Trấn Cương để biết về trình độ của Lâm Thanh Diện trên mặt Hạ Kính Phong lại đầy tức giận. Cậu ta không ngờ lúc ấy Lý Vân Khê nói người tương đối xuất sắc trong thế hệ trẻ tuổi không phải là cậu ta, mà cậu ta lại chủ động đi lên, điều này làm cho cậu ta cảm thấy xấu hổ. Mà bây giờ Lý Vân Khê tự nhiên lại đặt tất cả hy vọng ở trên người Lâm Thanh Diện, ông có thể nói với đám người ngô chấn cương là Lâm Thanh Diện thua, ông sẽ đi xin lỗi, rõ ràng là ông cảm thấy Lâm Thanh Diện chắc chắn sẽ không thua. Điều này làm cho trong lòng Hạ Kính Phong cảm giác rất tệ cậu ta không cho rằng thực lực của Lâm Thanh Diện sẽ cao hơn cậu ta. Lâm Thanh Diện có thể trở thành sư đệ của Lý Vân Khê lại không thể đại biểu cho điều gì. Trong đám sư huynh đệ đồng môn bọn họ lắm lúc thực lực chênh lệch rất nhiều, cũng không phải bái cùng một sư phụ thì thực lực sẽ mạnh mẽ. Hư, lại xem thực lực của cậu rốt cuộc có thể tới mức nào, không ngờ sư phụ lại có lòng tin vào cậu lớn như vậy. Nếu đến lúc đó bị thua, cho dù sư phụ ngăn cản, tôi cũng nhất định phải giáo huấn cậu một trận hạ kính phong thầm nghiến răng nghiến lợi nói ngô trấn cương liếc nhìn lâm thanh diện mở miệng nói thân thể cậu kém tôi hai cấp tôi cảm giác mình đánh xuống một quyền thì cậu sẽ ngã xuống cậu xác định không chủ động chịu thua sao lâm thanh diện mỉm cười nói với ngô trấn cương điều này chẳng qua chỉ là ảo giác của anh mà thôi ngô trấn cương lập tức cười lạnh cảm thấy lâm thanh diện đang khoác lác ngô mộng tuyết càng xem thường hơn Bình thường cô ta ghét nhất chính là loại người giống như Lâm Thanh Diện rõ ràng không có bản lĩnh gì, còn cố ra vẻ ta đây. Vừa rồi cậu đánh với Hạ Kính Phong một trận, chắc hẳn cũng tốn rất nhiều sức lực đi. Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi một câu. Sao vậy, chẳng lẽ vì tôi đánh một hồi thì cậu không có cách nào phát huy ra tất cả thực lực sao? Tôi nói cho cậu biết, cho dù sức lực của tôi không tính là ở trạng thái tốt nhất vẫn thừa sức thu thập cậu. Ngô Trấn Cương đầy vẻ tự tin nói tôi không phải có ý này lâm thanh diện mở miệng trên người đột nhiên phát ra một khí thế không thể địch nổi ánh mắt nhìn về phía ngô trấn cương cũng trở nên sắc bén tôi chỉ sợ anh cảm thấy mình chịu thiệt đến lúc đó thua không nhận cho nên sáu người các anh cùng lên đi lời này của lâm thanh diện làm tất cả mọi người có mặt ở đó ổ lên không ai ngờ được lâm thanh diện lại tự nhiên yêu cầu cả sáu người bọn họ cùng lên cho dù thực lực của năm người còn lại không lợi hại như ngô trấn cương nhưng cộng lại vẫn là một lực lượng tương đối mạnh. Một mình Lâm Thanh Diện đấu với sáu người này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Khi Hạ Kính Phong nghe Lâm Thanh Diện nói lời này, phản ứng đầu tiên chính là nói với Lý Vân Khê, sư phụ, con cảm giác cậu ta đang cố ý muốn thua đấy. Một mình cậu ta làm sao có thể đánh thắng được sáu người. Con thấy cậu ta muốn làm cho sư phụ mất mặt thôi. Lý Vân Khê liếc nhìn Hạ Kính Phong, mở miệng nói cậu ta có thực lực này, Hạ Kính Phong cắn răng, thật sự không nghĩ ra tại sao Lý Vân Khê phải tin tưởng Lâm Thanh Diện như thế. Ngô Mộng Tuyết đảo trong mắt, mở miệng nói, đây chính là do anh nói đấy, anh cũng đừng có hối hận nhé. Tất nhiên là không rồi, Lâm Thanh Diện mở miệng. Ngô Trấn Cương quay đầu liếc nhìn Ngô Mộng Tuyết, mở miệng nói, lục nguội, chẳng lẽ em thật sự muốn sáu người chúng ta cùng đánh một mình cậu ta sao? Chính anh ta đề xuất ra, sao chúng ta không nhận lời chứ? Chỉ cần chúng ta thắng, Lý Vân Khê sẽ xin lỗi sư phụ chúng ta, điều này có nghĩa là võ quán Vân Khê bị chúng ta dẫm xuống dưới chân đấy. Làm gì mà không nắm lấy cơ hội như vậy chứ? Ngô mộng viết mở miệng. Mấy người còn lại cũng thấy có lý, khẽ gật đầu theo. Ngô Trấn Cương thấy mấy người đều gật đầu, cũng đồng ý nói các người tạm thời đi theo phía sau anh, chỉ một mình anh đã đủ để giải quyết thằng nhóc này rồi. Đến lúc đó cũng tránh cho các người lãng phí sức lực. Ngô Trấn Cương nói xong lại lao về phía bên Lâm Thanh Diện. Mãi người Ngô Mộng Tuyết đuổi theo sát phía sau, cho dù không cần bọn họ ra tay nhưng bọn họ cũng phải xông lên, đề phòng xuất hiện biến cố gì khác. Thằng nhóc, chịu chết đi, Ngô Trấn Cương nhìn Lâm Thanh Diện cười khinh miệt và đánh tới một quyên. Hạ Kính Phong nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Thanh Diện, lẩm bẩm nói, tên đáng chết này, danh tiếng võ quán vân khê của tôi, sắp bị hủy ở. Cậu ta còn chưa nói hết lời thì vẻ mặt lại thoáng dừng lại, thay vào đó là vẻ cứng nhắc. Cơ thể Ngô Chấn Cương bay ra ngoài giống như một cánh điều bị đứt dây, không thể khống chế được lại chẳng có sức lực. Một quyền, chỉ một quyền, tất cả mọi người thấy Lâm Thanh Diện chỉ dùng một quyền lại đánh Ngô Chấn Cương bay ra ngoài. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 346, đệ tuyệt đối đừng suy nghĩ không thông. 5 người đi theo sau ngô chấn cương nhìn thấy ngô chấn cương bay lộn ngược đến, lập tức đều ngây ngốc, bọn họ thậm chí còn chưa kịp phản ứng đi đỡ lấy ngô chấn cương, thì nhìn thấy ngô chấn cương nặng nê ngã xuống đất. Điều, điều này sao có thể, đại ca vậy mà một quyền bị đánh bay, ngô mộng tuyết ngây ngốc nhìn ngô chấn cương ngã trên đất, trên mặt mang theo một sự bàng hoàng. Mặt mày mấy người bọn họ cũng không dám tin, ở trong mắt bọn họ đại ca có thực lực mạnh như vậy thế mà ở trên tay Lâm Thanh Diện kiên trì được một chiêu. Lâm Thanh Diện này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hà Thông và Lâm Thanh Diện so sánh, thật sự không phải một tâm thứ. Hạ Kính Phong sắc mặt cũng cứng nhắc nhìn một màn trên sân, sự không phục trong lòng trước đó, kiêu ngạo, oán hận, toàn bộ đều bị sụp đổ vào lúc này. Anh ta không thích Lâm Thanh Diện đều là vì nghĩ thực lực của Lâm Thanh Diện không bằng anh ta, anh ta cảm thấy Lâm Thanh Diện chẳng qua chỉ là cùng độ tuổi với anh ta, lại là sư đệ của Lý Vân Khê Chắc chắn cũng không lợi hại lắm đâu Cho nên anh ta mới sẽ muốn đánh một trận với Lâm Thanh Diện Chứng minh thực lực của mình Lâm Huyền Đồ Rốt cuộc câu này cũng ông có ý gì Vu Tắc Thành tức giận chất vấn Bàn tay siết chặt đến nổi lên gân xanh Lời nói của Lâm Huyền Đồ thật sự quá vinh váo kiêu ngạo Thái độ như vậy rõ ràng là xem bọn họ như mấy con kiến Điều này khiến trong lòng mấy người Vu Tắc Thành rất tức giận Lâm Huyền Đồ Bây giờ là xã hội pháp chế, ông đừng có động một tí là muốn giết người. Ông cho rằng mình là ông trời, có thể muốn làm gì thì làm sao?" Ninh Khuyết lạnh lùng hỏi. Ha ha, Lâm Huyền Đồ cười lạnh, tỏ vẻ không hề để tâm. "Ông nói không sai, tôi chính là ông trời của các người đấy, kẻ yếu như các người chỉ có thể cúi đầu trước kẻ mạnh thôi." Lâm Huyền Đồ lạnh nhạt nói. "Các người phải hiểu rõ thân phận của mình, đám các người chỉ là tay sai của Lâm ẩn thôi." còn lâm ẩn cũng chỉ là con cháu lưu lạc bên ngoài của nhà họ lâm bản thân lâm ẩn cũng phải nghe theo lệnh của tôi lâm huyền đồ kiêu ngạo nói nghe thấy lời nói ngông cuồng của lâm huyền đồ mấy người ninh khuyết đưa mắt nhìn nhau vẻ mặt ai cũng hơi phức tạp lâm huyền đồ đến quá nhanh bọn họ vẫn chưa bàn xong cách đối phó chuyện quá gấp gáp còn nguy hiểm như thế chỉ có thể quyết định theo tình hình thôi nếu muốn trở mặt cũng chỉ có thể đợi diệp hắc và hoàng thanh sam ra tay ngăn cản rồi rút lui Lâm Huyền Đồ, ông có kiêu căng quá rồi không? Thật sự cho rằng không ai ngăn ông lại được sao?" Hoàng Thanh Sam nặng nề nói. Lâm Huyền Đồ nhìn thoáng qua Hoàng Thanh Sam, cười đáp, "Hoàng Thanh Sam, ông chỉ là bại tướng dưới tay tôi mà thôi. Ông là nhân vật từng đứng trong bảng địa, có lẽ trong lòng phải hiểu rõ nhà họ Lâm ở Lang Gia là gì chứ. Đừng nói là ông bây giờ như chó nhà có ta ngày ngày hoảng sợ, trốn ở thủ đô mặc người ta sai khiến. Cho dù lúc ông mạnh nhất, có mấy chục đệ tử, có thế lực" tôi cũng không để vào mắt. Ông có gì đấu với tôi, hay cho rằng dựa vào Lâm ẩn là có thể chống lại tôi. Lâm Huyền đồ cười châm chọc lại Hoàng Thanh Sam. Ông ta đã điều tra rõ ràng bối cảnh lai lịch của mấy người dưới trướng Lâm ẩn từ lâu rồi. Hoàng Thanh Sam. Mấy năm trước cũng coi như nhân vật nổi tiếng trên bảng địa, xếp hạng ở giữa. Phó quán thiên cương của Hoàng Thanh Sam lúc trước cũng có chút danh tiếng trong giới lánh đời, có không ít đệ tử bên ngoài, cũng xem như là thế lực số một nhưng chỉ là mối bỏ biển với nhà họ Lâm lớn mạnh mà thôi. Càng khỏi nói tới Hoàng Thanh Sam bây giờ đã không có thế lực từ lâu, trở thành tay chân số một của Lâm ẩn, Lâm huyền đồ càng không coi ra gì. Ngoài Hoàng Thanh Sam, Ninh Khuyết, Phu tắc thành dưới chướng Lâm ẩn, Lâm huyền đồ cũng rõ như lòng bàn tay. Người bình thường mà thôi, không đáng nhắc tới. Còn Long Dương kia, môn chủ của phân đà Dương môn ở Cảng Thành, cao thủ trên bảng nhân. Ngoài Diệp Hắc có thực lực không tệ, bối cảnh thần bí ra. Những người khác, Lâm Huyền Đồ hoàn toàn không xem trọng. "Cậu Diệp, ý của cậu thế nào?" Hoàng Thanh Sam nặng nề nói, cũng không có hành động gì vì sự khiêu khích của Lâm Huyền Đồ, mà quay sang hỏi ý Diệp Hắc. Diệp Hắc im lặng không nói gì, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lâm Huyền Đồ, không hề thả lỏng một chút nào. Bắt đầu từ lúc Lâm Huyền Đồ bước vào, Diệp Hắc đã nhìn chằm chằm từng hành động của ông ta, giống như một con chim ưng vận sức chờ hành động, có thể bộc phát bất cứ lúc nào. "Ha, thú vị đấy." lâm huyền đồ cũng nhận ra sự cảnh giác của diệp hắc lại như hoàn toàn không nhìn thấy sự căm thù của mọi người hờ hững nói các người cứ yên tâm không cần căng thẳng vậy đâu tôi nói cho các người thời hạn một ngày thì nhất định sẽ cho các người đêm nay tôi sẽ không ra tay các người vẫn an toàn nhưng nếu đến ngày mai vẫn không giao thành thiên long thì tôi nhất định sẽ khiến các người chết chắc nói xong lâm huyền đồ tươi cười nhìn thoáng qua bọn họ lâm huyền đồ ông không thấy mình quá ngang ngược rồi sao nếu ông nói xếp lâm cũng là người của nhà họ lâm vậy sao ông không bàn bạc với xếp lâm lợi dụng lúc xếp lâm không ở đây mà cướp đi cơ nghiệp của ngài ấy còn không biết xấu hổ nói mình là bề trên của xếp lâm ninh khuyết nặng nề nói hơn nữa dù ông muốn giành lấy thành thiên long cũng phải ngồi xuống bàn bạc đàng hoàng với chúng tôi mới đúng ông muốn một mình độc chiếm thành thiên long ông cũng phải hỏi xem các thế lực giàu có đầu tư cổ phận ở thủ đô có đồng ý không nữa việc này không cần các người phải quan tâm lâm huyền đồ quyết đoán nói với ninh khuyết ninh khuyết tôi biết lâm ẩn giao tất cả quyền quyết định của thành thiên long cho ông ông chỉ cần chuyển hợp đồng khế ước kinh doanh quan trọng của tập đoàn cho tôi những thế lực không nghe lời kia đương nhiên tôi sẽ đi dẹp yên ninh khuyết im lặng một lát rồi nói không có cơ hội thương lượng sao chuyện quan trọng như vậy đáng lẽ nên nghiêm túc đàm phán mới đúng muốn đàm phán với tôi các người chỉ là một đám kiến có thể đạp chết bất cứ lúc nào thôi còn trông chờ mình có quyền lên tiếng đến mức nào. Lâm huyền đồ hơi mất kiên nhẫn nói, đừng có không biết điều, ngoài giao thành thiên long ra, các người còn sự lựa chọn nào khác sao. Đối mặt với lời chất vấn hùng hổ của Lâm huyền đồ, trên trán mấy người đang ngồi đều đổ đầy mồ hôi. Trên người Lâm huyền đồ lộ ra hơi thở cực kỳ nguy hiểm, loại khí thế này đem lại cảm giác có thể ra tay giết chết những người đang ngồi ở đây bất cứ lúc nào. Loại áp lực vô hình này gần như chèn ép đến người ta không thở nổi có nghĩa là không thể bàn thêm nữa diệp hắc đột nhiên lạnh lùng nói đánh vỡ bầu không khí áp lực này ha lâm huyền đồ cười lạnh một tiếng nhìn sang diệp hắc trong mắt lóe lên sát khí Vèo, đúng vào lúc này diệp hắc và hoàng thanh sam gần như ra tay cùng một lúc hai người cực kỳ ăn ý xông lên hai người diệp hắc tấn công về phía lâm huyền đồ như một trận gió giật sấm rền hành động không hề báo trước này khiến mấy người ninh khuyết cũng không kịp phản ứng nhưng ngoài dự đoán của mọi người là Lâm Huyền Đồ ra tay còn kịp lúc và sắc bén hơn cả Diệp Hắc. Bắt đầu từ khoảnh khắc Diệp Hắc di chuyển, Lâm Huyền Đồ cũng đã ra chiêu, đứng dậy giơ hai tay ra, một trái một phải đấu với thế tấn công của hai người Diệp Hắc. Một âm thanh trầm đục vang lên, không khí trong phòng họp chấn động, âm thanh như sấm rền vang lên. Ba người đứng so trưởng với nhau, Diệp Hắc và Hoàng Thanh Sam cứng đờ tại chỗ, trên trán hai người thấm ướt mồ hôi, tựa như đang chịu đựng áp lực rất lớn vậy còn lâm huyền đồ thì lại cười lạnh thoải mái tự nhiên chống lại bàn tay của hai người ba người đang so nội công với nhau trong lòng bàn tay của lâm huyền đồ như có một ma lực kỳ diệu hút lấy diệp hắc và hoàng thanh sam khiến gân cốt hai người phát ra tiếng vang răng rắc vẻ mặt hơi đau đớn lý vân khê có chút thất vọng lắc đầu anh ta vốn còn tưởng lâm thanh diện biết tung tích của sư phụ không ngờ cũng như vậy ngay cả đồ đệ mà sự phụ thích nhất cũng không biết tung tích của người vậy bọn họ muốn tìm sư phụ thân long thấy đầu không thấy đuôi L bằng này, thật sự khó càng thêm khó. Đừng nói chuyện về sư phụ nữa, thực lực của sư phụ mạnh mẽ, hơn nữa năm châu bốn biển đều có bạn bè, cuộc sống mà sư phụ trải qua bây giờ, chắc chắn tiêu diêu tự tại hơn chúng ta, lâu nay đệ đến ngoài tìm huynh giúp đỡ, thật ra còn có một chuyện khác muốn hỏi huynh, Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Ồ, chuyện gì? Lý Vân Khê mặt mày lộ ra biểu cảm tò mò. Sư huynh biết quan lĩnh ở đâu không? Lâm Thanh Diện mở miệng. Khi anh ở Hồng Thành, kêu Trần Tài anh điều tra chuyện về Quan Lĩnh rất lâu, nhưng mãi không có kết quả, điều này khiến anh cảm thấy cái gọi là Quan Lĩnh này rất thần bí. Lý Vân Khê cũng coi như là một người hiểu biết rộng, không chừng anh ta sẽ biết một số chuyện về Quan Lĩnh. Lý Vân Khê sau khi nghe thấy câu hỏi này của Lâm Thanh Diện, sắc mặt lập tức thay đổi, kinh ngạc nói: "Đệ sao lại biết Quan Lĩnh?" Lâm Thanh Diện: "Đệ không phải muốn đến chỗ đó chứ?" để tuyệt đối đừng nghĩ không thông, loại địa phương đó, căn bản không phải nơi con người có thể đi vào. chương 347, tin tức của quan lĩnh. Lâm Thanh Diện nhìn thấy Lý Vân Khê đột nhiên trở nên kích động như vậy, cũng xứng người, chẳng qua trong lòng xuất hiện sự vui mừng. Nếu Lý Vân Khê có phản ứng như vậy, điều đó chứng tỏ anh ta biết sự tồn tại của quan lĩnh, anh trước đó đã hỏi rất nhiều người. Những người đó căn bản ngay cả cái tên quan lĩnh này cũng chưa từng nghe nói đến, chứ đừng nói biết quan lĩnh ở đâu. Lâm Thanh Diện thậm chí có khi cho rằng quan lĩnh chính là Lâm Trung Thiên tự biên ra để lừa Lâm Thanh Diện, thật ra Lâm Trung Thiên đã chết rồi, đế lại bức thư đó, cũng chẳng qua là vì khiến Lâm Thanh Diện có một tia hy vọng mà thôi. Cho nên thời gian dài không thể điều tra tin tức của quan lĩnh, trong lòng Lâm Thanh Diện có chút sốt ruột. Bây giờ cuối cùng gặp được một người biết đến sự tồn tại của quan lĩnh, trong lòng Lâm Thanh Diện tự nhiên vô cùng kích động. Sư Huynh, nói như vậy suy Huynh biết quan lĩnh. Huynh mau nói cho đệ biết Quan Lĩnh là nơi nào." Lâm Thanh Diện kích động nói. Lý Vân Khê nhìn Lâm Thanh Diện giống như nhìn quái vật, mở miệng nói, "Đệ trước tiên nói cho ta biết đệ từ đâu biết được địa phương Quan Lĩnh này, hơn nữa đệ tại sao muốn đến đó?" Cả nước người biết địa phương Quan Lĩnh này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, bình thường có liên quan đến địa phương này, cuối cùng đều không có kết cục tốt, đệ tại sao muốn đến đó?" Lâm Thanh Diện do dự một lát, anh biết chuyện của Quan Lĩnh Tự nhiên là bởi vì Lâm Trung Thiên, nhưng tất cả mọi người đều biết, Lâm Trung Thiên đã chết rồi, rất rõ ràng, trước khi Lâm Trung Thiên ra đi, không có nói với bất kỳ ai ông ta đã đi đâu, mà mặc kệ mọi người nghĩ ông ta đã chết thì đã nói rõ, ông ta không muốn người khác biết tung tích của ông ta. Trước mắt chuyện của Lâm Trung Thiên cũng chỉ có một mình Lâm Thanh Diện biết, chuyện này có thể nói là liên quan đến bí mật của Lâm Trung Thiên, dù là Lý Vân Khê, Lâm Thanh Diện cảm thấy bây giờ cũng không thể nói sự thật ra. Chuyện này tương đối quan trọng, trước mắt đệ không thể nói cho bất cứ ai, hy vọng sư huynh lượng thứ, có điều huynh yên tâm, đệ không phải người nông nổi, đệ cũng chỉ là muốn biết một số tin tức về quan lĩnh, nếu như sư huynh biết, xin hãy nói cho đệ, Lâm Thanh Diện mở miệng. Lý Vân khê thở dài, anh ta hiểu rõ tính cách của Lâm Thanh Diện, biết Lâm Thanh Diện một khi đã muốn biết chuyện gì đó, không tra rõ ngọn ngành, sẽ không dừng lại, mặc dù anh ta biết những người có liên quan đến quan lĩnh đều không có kết cục tốt nhưng lâm thanh diện bây giờ hỏi anh ta không thể cái gì cũng không nói ta cũng chỉ nghe nói một số tin tức liên quan đến quan lĩnh mà thôi đối với quan lĩnh là nơi như thế nào cũng không có khái niệm rõ ràng ta chỉ biết nói đó là địa phương chỉ có thể vào không thể ra có người nói quan lĩnh là nơi vui chơi thuộc về những kẻ có tiền của những tài đoàn tài chính hành đầu trên thế giờ cùng nhau xây dựng trên một dãy núi nào đó nơi đó không có sự trói buộc của pháp luật những kẻ của tiền đó ở trong quan lĩnh có thể thỏa mãn dục vọng của mình bọn họ từ trong xã hội hiện đại chọn một lượng lớn người đi vào phục vụ cho bọn họ. Cả đời chỉ có thể ở trong đó, cho nên bọn họ cho rằng quan lĩnh chính là cả thế giới. Nhưng kẻ giàu có đó vì có thể hưởng thụ những thú vui đó, cho nên đã nghĩ ra vô số hoạt động khiến người ta rét lạnh, đem một số người làm nô lệ, xúc sinh, bắt bọn họ biểu hiện cho mình, tiến hành một số hoạt động tàn nhãn, để khiến đám nhà giàu đó vui vẻ. Từ lâu có một số thành phần sắp chết không có nơi để đi, thì sẽ chọn vào quan lính, chỉ có điều bọn họ vào đến quan lính, không thể hưởng thủ đãi ngộ của những người giàu kia, bọn họ đi vào cũng chỉ làm nô lệ mà thôi. Hơn nữa nghe nói điều kiện tiến vào quan lính còn rất cao, những kẻ sắp chết đó theo ta biết, thực lực của ai cũng trên ta, hoặc có thân phận địa vị của khiến người ta ngưỡng vọng, những người đó trước đây ở trong xã hội đều là tồn tại có thể hô mưa gọi gió, tiến vào trong quan lính, lại chỉ có có thể làm nô lệ. Ta còn nghe nói, một số nhân vật đầu não của những tập đoàn tài chính trên thế giới, điều kiện đạt tới một mức độ thì có tư cách tiến vào quan lĩnh, người của tầng lớp đó vào quan lĩnh, hoàn toàn là đi hưởng thụ. Trong quan lĩnh, những người có tiền đó thích nhất xem chính là cảnh tàn sát giữa những cao thủ với nhau, bọn họ sẽ thiết lập cho những cao thủ này độ khó các khác, để bọn họ ở dưới loại hoàn cảnh này tiến hành chém giết. Những người đó vì hiệu quả tiết mục trong quan lĩnh, đã từng bắt cóc một số những cao thủ trong xã hội vào đó chiến đấu, những cao thủ vô duyên vô cớ biến mất đó Không có ai từ trong đó đi ra được Những tin tức ta biết về quan lĩnh Cũng chỉ có từng này Đối với những người giàu có đó Quan lĩnh chính là thiên đường của bọn họ Nơi đó không có sự trói buộc của pháp luật Những người muốn giám sát quan lĩnh Căn bản không biết quan lĩnh ở đâu Tuy nhiên đối với những người bị ép vào quan lĩnh Hoặc nói là bị đưa vào làm người phục vụ Cho đám nhà giàu đó Quan lĩnh chính là địa ngục trần gian Chính bởi vì không có sự trói buộc của pháp luật những kẻ giàu có đó chính là thượng đế, bọn họ có thể tùy ý quyết định sống chết của bất kỳ ai. Trong xã hội có số một cao thủ, minh tinh, thiên tài có địa vị rất cao trong xã hội, ở trong mắt bọn họ chẳng qua chỉ là đồ chơi mà thôi. Người giàu mà ta nói không phải là gia tộc cũng coi có tiền như nhà họ Lâm, nhưng đầu não của tập đoàn tài chính hàng đầu đó, thực lực kinh tế của ai cũng có thể làm rúng động kinh tế toàn cầu. Nhà họ Lâm ở trong mắt bọn họ, sợ rằng cũng chỉ là một con kiến mà thôi, nếu không để cũng sẽ không đến tìm ta hỏi chuyện về quan lĩnh cho nên đệ phải hiểu nơi đó là một nơi bí mật nếu không phải nhân vật đầu não của các tập đoàn tài chính hàng đầu tiến vào trong quan lĩnh đơn tuần chính là tìm chết đây chính là nguyên nhân ta nói những người liên quan đến quan lĩnh cuối cùng đều không có kết cục tốt đẹp dù sao nơi đó đều do đám nhà giàu đó quản trừ bọn họ ra bất cứ ai có liên quan đến quan lĩnh chỉ đều là vật săn trong quan lĩnh mà thôi lâm thanh diện sau khi nghe những lời lý vân khê nói lập tức nhíu mày anh không ngờ quan lĩnh vậy mà là địa phương như thế theo lý vân khê nói nhà họ lâm không đủ tư cách biết chuyện về quan lĩnh trừ phi đại nhân vật trong quan lĩnh nhìn chúng người của nhà họ lâm muốn để bọn họ vào làm nô lệ hoặc tiến hành biểu diễn gì đó mới liên hệ với nhà họ lâm vậy lâm trung thiên tại sao lại chủ động lựa chọn tiến vào quan lĩnh hoặc nói lâm trung thiên cũng không phải chủ động đi vào mà vừa hay bị người trong quan lĩnh chọn chúng rồi, cuối cùng bị bắt vào trong, cho nên mới vô duyên vô cớ mất tích. Nếu như thật sự là như thế, tình cảnh của Lâm Trung Thiên ở trong quan lĩnh thật sự rất nguy hiểm, hiện nay đã trôi qua nhiều năm như vậy, ông ta sống hay chết cũng không biết, hơn nữa theo Lý Vân Khê nói, Lâm Trung Thiên rất có khả năng đã chết rồi. Nghĩ đến đây, trái tim của Lâm Thanh Diện thất lại, có điều anh rất nhanh hít sâu một hơi, mặc kệ Lâm Trung Thiên sống hay chết, anh sẽ không từ bỏ bất cứ hy vọng nào, muốn xác định Lâm Trung Thiên chết hay chưa, ít nhất phải đợi sau khi Lâm Thanh Diện vào quan lĩnh mới có thể kết luận được. Xem ra con người sau khi đến một độ cao nào đó, thì sẽ sinh ra những khác biệt với những người bình thường chúng ta, vậy những người của tập đoàn tài chính hàng đầu đó vậy mà lại đi tìm một ngọn núi xây dựng ra một lạc viên như thế, cũng đủ rãnh rỗi, Lâm Thanh Diện mở miệng. Có tin đồn quan lĩnh là nơi những kẻ giàu có đó hợp sức xây dựng, cũng có người nói ông chủ đứng sau Quan Lĩnh, ông chủ này đã sáng tạo ra địa phương như Quan Lĩnh, sau đó thu tiền của những tập đoàn tài chính hàng đầu, cung cấp dịch vụ vui chơi cho bọn họ, Quan Lĩnh là nơi kinh doanh của hắn, nếu như thật sự là như vậy, tiền mà ông chủ đẳng sau kiếm được, chỉ sợ đã vượt qua những tập đoàn tài chính đó, hơn nữa phương diện khác cũng không thể địch lại, Lý Vân Khê nói tiếp. Lâm Thanh Diện hít sâu một hơi, những tập đoàn tài chính này đối với anh mà nói quá xa lạ, anh muốn tìm kiếm Quan Lĩnh cũng chỉ là vì tìm kiếm tung tích của ba, làm rõ nguyên nhân ba năm đó vào quan lĩnh. Nếu như không có những chuyện này, anh nguyện ý ở lại Hồng Thành, cùng hứa bích hoài sống một cuộc sống bình thường. Mặc kệ quan lĩnh này có ông chủ phía sau hay không, trước mắt xem ra, Lâm Thanh Diện phải đi đến quan lĩnh một phen. Ngoại trừ bị người của quan lĩnh nhìn chúng, để nếu như muốn vào quan lĩnh, nên dùng cách gì? Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. Sắc mặt của Lý Vân Khê phức tạp nhìn Lâm Thanh Diện, mở miệng nói ta không biết, đệ đừng hỏi ta. Lâm Thanh Diện cười, mở miệng nói, sư huynh, huynh không cần lừa đệ, lúc đó huynh nói có mấy người mất mạng không thể trở về, cũng sẽ chọn bước vào quan lĩnh, cho nên muốn vào quan lung, chắc không phải chỉ có một cách bị người của quan lĩnh dẫn vào, cho dù huynh không nói cho đệ, đệ cũng sẽ đi tìm người khác để hỏi. Lý Vân Khê còn muốn khuyên Lâm Thanh Diện thêm vài câu, nhưng lời đến cửa miệng lại bị anh ta nuốt trở lại, trong lòng anh ta biết rất rõ, một khi Lâm Thanh Diện đã quyết định làm chuyện gì, cho dù có dùng 100 con trâu cũng không thể kéo anh về. Anh ta lại tiếp tục khuyên Lâm Thanh Diện, cũng chi phí nước bọt mà thôi, cho nên cuối cùng tất cả lời nói đều biết thành một tiếng thở dài. Thực sự hết cách với đệ, tất cả những ai biết quan lính đều đang cẩn thận đề phòng để không bị bọn họ tìm đến cửa, để ngược lại thì hay rồi, vậy mà muốn đích thân đua lên cửa, để có biết một khi thực sự bước vào nơi đó, muốn ra ngoài khó như lên trời, Lý Vân khê mở miệng ngoặc kép. Huynh cũng biết, ta là đồ đệ mà sư phụ thích nhất, điều sư phụ thích, chắc là đệ phúc lớn mạng lớn, cho nên cho dù trong quan lĩnh này có nguy hiểm, lấy sự may mắn của đệ, chắc chắn cũng sẽ không có chuyện gì, Lâm Thanh Diện mở miệng. Lý Vân khê lườm Lâm Thanh Diện, mặc dù biết Lâm Thanh Diện đang nói đùa, nhưng Lâm Thanh Diện thực sự là một người sáng tạo lý tích, Lâm Thanh Diện làm rất được nhiều chuyện anh ta không thể làm được, nếu như anh thực sự muốn đến quan lĩnh, cũng chưa chắc không thể được, sư huynh, thật sự không thể nói cho đệ sao. Lâm Thanh Diện trêu chọc nhìn Lý Vân Khê. Lý Vân Khê nhìn anh một lúc lâu, mở miệng nói ta thật sự không biết nên làm sao mới có thể vào trong quan lĩnh. Những chuyện liên quan đến quan lĩnh này, ta cũng chỉ là nghe từ người khác mà thôi. Có điều, ta ngược lại biết một người, hắn có lẽ không biết làm sao vào được quan lĩnh, nhưng có thể biết quan lĩnh ở đâu. Ồ, ai? Một người bởi vì vợ bị bắt vào trong quan lĩnh mà tinh thân thất thường, Lý Vân Khê nhàn nhạt mở miệng, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. chương 348, khách sạn Khải Hoàn. Nghe được những gì Lý Vân Khê nói, Lâm Thanh Diện xứng người mất một lúc mới mở miệng hỏi, không phải huynh nói là trước giờ quan lĩnh đều rất thần bí à, cho dù vợ của người kia bị bắt thì anh ta cũng không thể biết được quan lĩnh đang ở đâu cơ mà. Thực sự là như vậy, quan lĩnh sẽ không để cho người khác biết bọn họ ở đâu, hơn nữa đa số mọi người cũng hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của quan lĩnh. Huynh nói với đệ, người này cũng chỉ là bởi vì cơ duyên xảo hợp mới biết được vợ của anh ta bị người của quan lĩnh bắt lại, trước đó anh ta vẫn cho rằng vợ của mình bị tai nạn xe cộ chết rồi đấy thôi. Về phân anh ta làm thế nào để biết quan lĩnh ở đâu thì cái này Huynh cũng không được biết rồi, Huynh chỉ được nghe anh ta nói một số chuyện về quan lĩnh nên căn cứ vào đó để đoán rằng có lẽ anh ta biết quan lĩnh đang ở đâu mà thôi. Rốt cuộc anh ta có biết thật hay không thì Huynh cũng không dám cam đoan, bởi vì chuyện vợ bị bắt mà thần kinh của anh ta đã hơi không bình thường, ở trong mắt người bình thường người kia không thể nghi ngờ chính là bệnh nhân tâm thần cho nên lời anh ta nói là thật hay là giả vẫn còn phải xác minh lại. Để cũng đừng bởi vì lời nói của huynh ngày hôm nay mà là tin chắc quan lĩnh chính là như vậy. Lúc Lý Vân Khê nói chuyện trên mặt cũng lộ ra một tia bất đắc dĩ, rất hiển nhiên, cho dù là ông ta thì cũng cảm thấy khá áp lực với những chủ đề liên quan đến quan lĩnh. Bây giờ người kia đang ở đâu? Mặc kệ Lý Vân Khê nói có biết người này hay không thì tóm lại đó cũng được xem như một manh mối, đương nhiên Lâm Thanh Diện phải đi điều tra một chút. Nếu như mấy năm nay anh ta không chuyển đi chỗ khác thì có lẽ vẫn còn ở Tô Thành, Huynh có thể nói cho đệ biết địa chỉ của anh ta nhưng đệ muốn hỏi được vị trí của quan lĩnh từ trong miệng anh ta cũng không dễ dàng như vậy đâu, bởi vì chuyện của vợ anh ta nên tính tình của người kia thay đổi rất lớn, so với người bình thường có thể nói là rất khó hòa hợp, Lý Vân Khê mở miệng. Chuyện này không cần sư huynh quan tâm, huynh chỉ cần nói cho đệ biết địa chỉ của người kia là được, còn những chuyện còn lại tự đệ sẽ nghĩ cách." Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Lý Vân Khê có chút bất đắc dĩ nhìn Lâm Thanh Diện một chút, sau đó ông ta lấy ra một tờ giấy viết ra địa chỉ của người mà ông ta nói lên, đưa cho Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm vào tờ giấy kia, sau đó nhận lại quần áo của mình, anh cảm kích nhìn Lý Vân Khê, nói, "Lần này đệ nợ sư huynh một nhân tình." sau này sư huynh có gì cần giúp đỡ thì nhất định tôi sẽ giúp đỡ hết mình cũng không phải chỉ có lần này phải là hai lần rồi mới đúng huynh giúp đệ lấy lại nhà họ lâm chẳng lẽ đệ không biết ơn huynh sao lý vân khê mở miệng lâm thanh diện không nhịn được cười lên không ngờ người sư huynh này của anh lại so đo như thế nhưng lý vân khê như vậy cũng khiến cho lâm thanh diện bình tĩnh lại mặc dù lấy được một chút manh mối về quan lĩnh để anh có thể thấy được một chút hy vọng về việc tìm kiếm được ba mình nhưng có lẽ bây giờ vẫn chưa phải là lúc để anh có thể vui mừng được. Trước mắt việc khẩn cấp nhất phải làm đó chính là lấy lại nhà họ Lâm, chỉ khi làm xong chuyện này thì anh mới có cơ hội đi tìm được quan lĩnh nếu không nhà họ Lâm còn ở trong tay lạc tâm một ngày thì Lâm Thanh Diện cũng một ngày không thể an tâm. Đệ định lúc nào sẽ tới nhà họ Lâm? Lý Vân Khê hỏi ngày mai lâm thanh diện nói chờ lát nữa để còn phải đi tìm một người khác tới trợ giúp ngày mai đệ sẽ thông báo tin tức cho huynh đến lúc đó chỉ cần huynh ra mặt là được lý vân khê khẽ gật đầu không nói thêm gì nữa hai người lại hàn huyện thêm một lát nữa lúc sắp đến trạng vạng tối lâm thanh diện mới từ trong võ quán vân khê đi ra người trợ giúp mà anh nói tới đương nhiên chính là thương hội thiên nguyên Thực lực của thương hội Thiên Nguyên ở kinh đô cũng không hề kém nhà họ Lâm chút nào, nhất là sức ảnh hưởng trên lĩnh vực thương mại, nếu như thương hội Thiên Nguyên đánh đổi tất cả để đấu với nhà họ Lâm thì cho dù nhà họ Lâm có danh chấn toàn bộ kinh đô này cũng sẽ đứng trước khốn cảnh phải giật gấu vá vai. Nếu có thương hội Thiên Nguyên trợ giúp thì chuyện Lâm Thanh Diện lấy lại nhà họ Lâm quả thực là hổ mọc thêm cánh. Chỉ có một điều khiến anh hơi mâu thuẫn chính là anh không muốn tới thương hội thiên nguyên tìm Trung Thiên Nguyên bởi vì đi tới đó cũng có nghĩa là anh sẽ phải gặp Trung Linh Nhi, đó cũng là một cục diện khiến Lâm Thanh Diện khá đau đầu. Cho nên sau khi đi ra khỏi võ quán Vân Khê, Lâm Thanh Diện liên lấy điện thoại di động ra gọi cho Trung Thiên Nguyên, muốn gọi ông ta ra ngoài bàn bạc chuyện này. Hội trưởng Trung, bây giờ ông có thời gian không? Tôi đã đến Kinh Đô và muốn thảo luận với ông một số vấn đề, Lâm Thanh Diện nói. Giọng điệu của Trung Thiên Nguyên ở đầu bên kia vô cùng nhiệt tình, nói cậu đến Kinh Đô rồi à, bây giờ cậu đang ở đâu để tôi cho người tới đón cậu đến chỗ tôi rồi nói chuyện. Khu khu, tôi thấy chúng ta vẫn nên gặp nhau ở ngoài thì tốt hơn, tôi sợ, Lâm Thanh Diện nhẹ nhàng ho hai tiếng. Anh còn chưa kịp nói xong thì đầu bên kia điện thoại đã truyền đến giọng nói hưng phấn của Trung Linh Nhi, ba, có phải Lâm Thanh Diện gọi điện thoại tới cho ba không, bây giờ anh ấy đang ở đâu? Ba đưa điện thoại cho con, con muốn nói chuyện với anh ấy mặt lâm thanh diện lập tức đen lại dù thế nào anh cũng không ngờ được trung thiên nguyên lại đang nghe điện thoại ở bên cạnh trung linh nhi linh nhi đừng nghịch nữa lâm thanh diện tìm ba để bàn chuyện công việc giọng nói bất đắc dĩ của trung thiên nguyên vang lên lâm thanh diện nếu không thì như vậy đi cậu cứ tới khách sạn khải hoàn đợi tôi một lát chúng ta tới đó bàn chuyện đi cái gì mà đi bảo anh ấy đến nhà mình đi lần này con nhất định sẽ không để cho anh ấy chạy mất đâu, Trung Linh Nhi hét lên. Lâm Thanh Diện vội vàng nói, vậy tới khách sạn Khải Hoàn đi, tôi cũng đang ở gần đó, tôi tới đó chờ ông trước, tốt nhất là ông tới một mình đây nhé. Nói xong, anh nhanh chóng cúp điện thoại. Bây giờ anh đang ở cách khách sạn Khải Hoàn cũng không xa lắm, chỉ khoảng 5 cây số mà thôi. Đã rất lâu rồi Lâm Thanh Diện không đi dạo trên đường phố của Kinh Đô, lúc này đã đến trạng vạng tối nên có rất nhiều đèn phía trước cửa hàng đã được bật sáng lên, sự phôn hoa náo nhiệt thuộc về kinh đô cũng bắt đầu rõ ràng hơn. Vì muốn cảm nhận một chút sự phồn hoa quen thuộc của ngày xưa mà Lâm Thanh Diện không hề đón xe, anh lấy một chiếc xe đạp công cộng ở ven đường định vừa ngắm nhìn phong cảnh vừa đi tới khách sạn Khải Hoàn. Qua mấy năm, Lâm Thanh Diện cũng nảy sinh chút cảm tình với xe đạp công cộng, trước kia anh không có cơ hội cưới xe đạp nên lúc này anh mới cảm thấy nó rất đơn giản nhưng lại vô cùng thuận tiện còn không cần lo lắng tắc đường nữa. Khoảng cách 5 cây số chỉ cần đạp xe hơn 20 phút là đến, Lâm Thanh Diện vừa đạp xe vừa nhìn ngắm hai bên đường phố đã có rất nhiều sự thay đổi, trong lòng cũng cảm thấy hơi xúc động. Một lát sau, Lâm Thanh Diện đã đạp xe tới trước cửa khách sạn Khải Hoàn. Khách sạn Khải Hoàn là một trong những khách sạn nổi tiếng ở Kinh Đô, trang hoàng xa hoa, trời vừa tối toàn bộ khách sạn đã lộ ra vẻ vàng son lộng lẫy, mặt trước của khách sạn cũng rất sạch sẽ, lâm thanh diện định đỗ xe đạp công cộng ở ven đường anh vừa khóa xe lại thì hai nhân viên tiếp tân đứng gác ở trước cửa khách sạn khải hoàn đã hướng về phía lâm thanh diện quát lên không được đỗ xe đạp công cộng ở đó mau mang đi chỗ khác đi đừng làm ảnh hưởng tới bộ mặt của khách sạn chúng tôi anh bị mù à khách sạn chúng tôi không có chỗ đỗ xe đạp công cộng đâu thứ đầu hạ đẳng như vậy sao có thể dừng lại ở chỗ này của chúng tôi chứ mau mang đi chỗ khác đi lâm thanh diện quay đầu lại nhìn hai người kia một chút mở miệng nói, ừm, nhưng tôi đã chót khóa mất rồi. Ai bảo anh khóa, mau mang đi đi, dù sao cũng không được đỗ lại ở chỗ này của chúng tôi. Không phải chỗ này có vẽ vạch khu vực đỗ xe đạp à, vì sao lại không cho đỗ? Lâm Thanh Diện hỏi ngược lại một câu. Hai người tiếp tân kia thấy Lâm Thanh Diện còn hỏi lại thì lập tức không kiên nhẫn còn đi về phía Lâm Thanh Diện bên này. Vẽ khu vực đỗ xe đạp thì sao chứ, anh không thấy xung quanh chỗ này không có cái xe đạp nào đỗ lại à? anh không cảm thấy thứ rác rưởi như xe đạp công cộng đỗ ở trước khách sạn của chúng tôi làm ảnh hưởng tới bộ mặt của khách sạn chúng tôi hả? À? Một nhân viên tiếp tân nhìn Lâm Thanh Diện giống như nhìn người thiểu năng vậy. Anh mau đem cái thứ rác rưởi này đi chỗ khác đi, người tới chỗ chúng tôi ăn cơm đều nhân vật lớn có mặt mũi. Nếu như cái xe đạp này của anh làm ảnh hưởng tới tâm tình của những người khách kia thì người xui xẻo là chúng tôi đấy, một người khác thúc giục nói. Lúc đầu Lâm Thanh Diện cũng định lý luận với bọn họ tới cùng một phen nhưng sau đó nghĩ lại thì đây nhất định cũng là do cấp trên của bọn họ chỉ đạo như vậy. Bọn họ cũng chỉ làm việc theo yêu cầu nên anh không nói gì mà chỉ trực tiếp dắt xe đạp đi tới đỗ khác để. Hai người tiếp tân kia thấy Lâm Thanh Diện đã đem xe đạp đi lúc này mới khách sáo hơn một chút, quay người trở lại cửa khách sạn. Nghèo hèn thiếu hiểu biết, chút chuyện này mà cũng không hiểu được khó trách cả đời chỉ có thế đi xe đạp công cộng, sau khi trở về chỗ, một nhân viên tiếp tân trong đó chế diễu một câu người kia cũng gật đầu đồng ý nói chắc là lần đầu đến kinh đô cũng không biết là tới từ vùng quê nào nhìn quần áo anh ta mặc trên người còn không tốt bằng quần áo lao động của chúng ta thật sự là đáng thương sau khi lâm thanh diện đem xe đạp cất ở một chỗ khác lại quay trở về đứng ở cửa khách sạn khải hoàn chờ trung thiên nguyên tới Hai người tiếp tân kia lại nhìn thấy Lâm Thanh Diện chạy tới đứng ở trước cửa khách sạn cũng không biết anh định làm cái gì nhưng cũng không hề phản ứng lại anh, hai người cho rằng anh chưa từng thấy qua khách sạn nào xa hoa như khách sạn Khải Hoàn cho nên muốn ở đây ngắm nhìn thêm một lúc. Nhưng 5 phút sau, Lâm Thanh Diện vẫn còn đứng ở đó không chịu đi, hai người tiếp tân kia cũng cảm thấy hơi khó chịu. Giống như việc một chiếc xe đạp công cộng đô ở đó sẽ làm ảnh hưởng tới việc buôn bán của bọn họ thì một người nhà quê nghèo hèn đứng ở đó cũng sẽ ảnh hưởng tới việc làm ăn ở đây như vậy. Hai người lại đi tới chỗ Lâm Thanh Diện một lần nữa, một người trong đó mở miệng nói, anh đứng ở đây mãi như vậy làm gì thế, anh đứng đây lâu như vậy không phải có ý đồ gì với khách sạn của chúng tôi đấy chứ? Lâm Thanh Diện nhìn hai người bọn họ cười cười, mở miệng nói, tôi đứng đây chờ người thôi một lát nữa bạn của tôi tới bọn tôi sẽ cùng nhau đi vào trong sau. Đi vào trong, làm gì, anh còn muốn đi vào bên trong khách sạn của chúng tôi à? Người tiếp tân kia mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện mở miệng nói, sao vậy, có vấn đề gì à? Một người tiếp tân khác lập tức cười ha ha lên, nói anh thật đúng là biết nói đùa, anh có biết người đến khách sạn của chúng tôi đều có thể nói là nhân vật lớn trong túi có tiền tỷ, anh cảm thấy anh là ai mà lại có bạn bè có thể dẫn anh đi vào chỗ này được cơ chứ chờ bạn của tôi tới các anh sẽ biết lâm thanh diện nói hai người tiếp tân cùng cười nhạo một tiếng hiển nhiên là không tin tưởng lâm thanh diện vậy anh cứ tiếp tục đợi ở đây đi để xem tối hôm nay rốt cuộc anh có thể đi vào trong được không dù sao người mất mặt cũng không phải chúng ta một nhân viên tiếp tân nói hai người lại lần nữa trở về sau đó đều cười lạnh nhìn chằm chằm vào lâm thanh diện ở bên này không lâu sau, một người đàn ông khoảng 25-26 tuổi mặc âu phục, đầu tóc tinh xảo đi tới trước cửa khách sạn Khải Hoàn. Người thanh niên kia nhìn thấy Lâm Thanh Diện đứng ở trước cửa ra vào liên đi tới trước mặt hai người tiếp tân kia, mở miệng hỏi người kia có chuyện gì vậy, đứng ở đó làm gì thế? Hai người tiếp tân nhìn thấy người thanh niên kia, sắc mặt đều thay đổi. Người vừa tới chính là con trai của ông chủ khách sạn Khải Hoàn, tên là Ngụy Vân Hiên, người này cũng được xem như một phú nhị đại khá nổi tiếng ở kinh đô này. Vừa rồi Ngụy Vân Hiên nhận được điện thoại của ba anh ta gọi tới nói là lát nữa hội trưởng của Thương hội Thiên Nguyên sẽ tới đây ăn cơm. Ngụy Vân Hiên đã sớm có ý với Trung Linh Nhi và cũng đã theo đuổi Trung Linh Nhi rất lâu cho nên khi nghe được Trung Thiên Nguyên muốn tới ăn cơm nên đương nhiên muốn tự mình tới tiếp đón một chút. Nếu như Trung Linh Nhi cũng đi theo tới đây thì tốt rồi, anh ta cũng có thể thể hiện một chút, ai cũng biết Thương hội Thiên Nguyên có địa vị như thế nào, nếu như bọn họ cua được Trung Linh Nhi tới tay thì nói không chừng thương hội thiên nguyên cũng sẽ biến thành của anh ta nên đương nhiên anh ta rất vui lòng bỏ công bỏ sức lên trên người Trung Linh Nhi rồi. chương 349, anh ấy là người đàn ông của tôi. Cậu chủ, người kia nói là chờ lát nữa sẽ có bạn tới dẫn anh ta cũng nhau đi vào khách sạn của chúng ta cho nên vẫn luôn đứng ở đó, một nhân viên tiếp tân vội vàng giải thích với ngụy Vân Hiên. ngụy Vân Hiên nhíu mày, nói đến khách sạn chúng ta ăn cơm đều sẽ phải hẹn trước cho dù đi cùng một nhóm bạn tới thì ít nhất cũng sẽ để bạn mình gọi cho khách sạn trước. Lần đầu tiên tôi thấy có người đứng chờ ở cửa như vậy đấy hơn nữa nhìn dáng vẻ của anh ta cũng không rõ như mấy kiểu người có thể đi vào khách sạn của chúng ta, có phải anh ta tới quấy rối hay không, sao hai người không đuổi anh ta đi. Cậu chủ, lúc nãy chúng tôi có tới hỏi anh ta rồi nhưng người kia cứng rắn nói mình đang đợi bạn tới, bảo đi cũng không đi, chúng tôi cũng rất bất đắc dĩ, hai người tiếp tân nhanh chóng rũ sạch trách nhiệm của mình. Ngụy Vân Hiên hừ lạnh một tiếng sau đó nhấc chân đi về phía Lâm Thanh Diện. Hai người tiếp tân đều cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ nếu Ngụy Vân Hiên muốn xử lý cái tên nhà quê nghèo hèn kia thì chắc chắn là tên đó gặp xui xẻo rồi. Ngụy Vân Hiên đi đến trước mặt Lâm Thanh Diện, trong lòng anh ta đang nghĩ nếu hôm nay Trung Thiên Nguyên tới dùng cơm mà lại nhìn thấy một tên nhà quê nghèo hèn đứng ở cửa khách sạn của bọn họ, chẳng may ảnh hưởng đến tâm tình của Trung Thiên Nguyên vậy thì đối với khách sạn khải hoàn của bọn họ mà nói chính là một tốn thất rất lớn. Mặc dù khách sạn Khải Hoàn là một trong những khách sạn nổi tiếng nhất ở Kinh Đô, tài lực hùng hậu, nhưng so với Thương hội Thiên Nguyên thì cũng chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi. Cho nên bất cứ chuyện gì có liên quan đến Thương hội Thiên Nguyên Ngụy Vân Hiên đều sẽ cố gắng làm một cách hoàn hảo nhất, giống như bây giờ một người đàn ông bình thường hay một người đàn ông nhà quê nghèo hèn đứng ở trước cửa khách sạn thì Ngụy Vân Hiên cũng không cho phép chuyện đó xảy ra. Rất xin lỗi, nơi này là địa phận của khách sạn Khải Hoàn chúng tôi nếu anh muốn đứng thì xin mời đi chỗ khác mà đứng, lát nữa chúng tôi sẽ tiếp đón một vị khách quan trọng, nếu anh đứng ở chỗ này rất có thể sẽ làm ảnh hưởng đến tâm tình của ông ta, Ngụy Vân Hiền không chút khách sao đi lên định đuổi Lâm Thanh Diện đi. Lâm Thanh Diện quay đầu lại nhìn Ngụy Vân Hiên một chút, mở miệng nói, chỗ này chính là chỗ công cộng sao lại biến thành địa phận của khách sạn các người rồi. Thấy Lâm Thanh Diện phản bác lại, trong lòng Ngụy Vân Hiên lập tức cảm thấy khó chịu, Lạnh lùng nói, cửa khách sạn chúng tôi hướng về phía này nên chỗ này chính là của khách sạn chúng tôi rồi. Lời đầu tiên tôi xin được giới thiệu một chút, tôi là con trai của ông chủ khách sạn Khải Hoàn. Mặc dù ở kinh đô này Ngụy Vân Hiên tôi không phải là thiếu gia giàu có nhất nhưng cũng không phải là người mà mấy tên nhà quê nghèo hèn như anh có thể tùy tiện trêu chọc vào được. Tính tình của tôi cũng không quá tốt đâu nên tôi khuyên anh tốt nhất là mau mau cút đi. Nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo. Ngụy Vân Hiên cảm thấy chỉ cần anh ta nói ra thân phận của mình thì chắc chắn Lâm Thanh Diện sẽ sợ vì dù sao ở kinh đô anh ta cũng vẫn có một chút tiếng tăm. Nhưng mà anh ta lại không ngờ rằng Lâm Thanh Diện chỉ nhìn anh ta cười cười rồi mở miệng nói, "Xin lỗi, tôi đang ở đây đợi bạn, anh không có quyền đuổi tôi đi." Ngụy Vân Hiên lập tức nổi giận, nghiến răng nghiến lợi nói, "Cho anh mặt mũi mà anh lại không cần đúng không?" Lâm Thanh Diện không hề đáp lại anh ta mà quay đầu nhìn về phía ven đường ngụy vân hiên siết chặt nắm đấm lại hận không thể đánh cho lâm thanh diện một quyền ngay lập tức ngay lúc này một chiếc xe hammer phiên bản dài vừa dừng lại ở cách hai người không xa sau khi ngụy vân hiên nhìn thấy chiếc xe này trong lòng đánh thoát một cái đương nhiên ngụy vân hiên nhận ra chiếc xe kia chính là của trung thiên nguyên anh ta không ngờ trung thiên nguyên lại đến đây nhanh như vậy anh ta không còn tâm tư tiếp tục đôi co với lâm thanh diện nữa mà chỉ trừng mắt với lâm thanh diện một cái sau đó mang một câu cút nhanh lên Vị khách quan trọng đó của tôi tới rồi, nếu như bị anh làm phiên thì tôi tuyệt sẽ không tha cho anh đâu. Nói xong, anh ta liên vội vàng đi về phía chiếc xe Hummer kia. Sau khi xe dừng lại, Trung Thiên Nguyên từ trên xe bước xuống, Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn sang phía phía bên kia, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười đùa giỡn. Một giây sau, Trung Linh Nhi từ trên xe bước xuống, cả người Lâm Thanh Diện lập tức cứng đờ vừa rồi anh còn đang định đi qua đó nhưng sau khi nhìn thấy Trung Linh Nhi thì anh lại lập tức do so dự. Quả nhiên là cô nhóc kia vẫn đi theo tới đây, thật sự khiến cho người ta phải nhức đầu mà. Nhưng dù thế nào thì cũng đã tới rồi, Lâm Thanh Diện cũng không thể coi như không nhìn thấy Trung Thiên Nguyên được nên anh chỉ có thể kiên trì đi về phía bên đó. Ngụy Vân Hiên nhìn hai người Trung Thiên Nguyên và Trung Linh Nhi lộ ra một nụ cười nịnh nọt, mở miệng nói, bác Trung, Linh Nhi, hai người tới rồi, cháu nghe ba cháu nói hôm nay hai người sẽ đến đây ăn cơm nên đi ra đây đón hai người, cháu đã chuẩn bị phòng riêng tốt nhất cho hai người rồi, mau vào đi thôi. Trung Thiên Nguyên chỉ nhẹ gật đầu với Ngụy Vân Hiên còn Trung Linh Nhi thì lại không hề đáp lại Ngụy Vân Hiên, cô ta không hề có chút hứng thú nào với Ngụy Vân Hiên này thậm chí còn bởi vì Ngụy Vân Hiên theo đuổi mình mà cảm thấy anh ta có chút đáng ghét. Bây giờ trong đầu cô ta chỉ có một mình Lâm Thanh Diện nên sao có thể sinh ra hứng thú với Ngụy Vân Hiên được. Nguy Vân Hiền cũng biết rõ tính tình của Trung Linh Nhi, anh ta biết trước giờ Trung Linh Nhi là một cô chủ kiêu căng tự mãn, cho dù Trung Linh Nhi không đáp lại anh ta thì anh ta cũng cảm thấy không sao vì đối với ai Trung Linh Nhi cũng đều có thái độ này. Anh ta quay người dẫn Trung Thiên Nguyên và Trung Linh Nhi đi vào khách sạn nhưng lúc này lại nhìn thấy Lâm Thanh Diện đi tới, khuôn mặt anh ta lập tức trầm xuống. Anh ta đi nhanh lên phía trước, trầm giọng nói với Lâm Thanh Diện, không phải tôi đã bảo anh biển đi rồi à, anh tới đây làm cái gì vậy? tôi tới tìm bạn tôi, có vấn đề gì không? Lâm Thanh Diện mở miệng cười. Bạn của anh cái gì chứ? Đừng giả vờ nữa, vị này chính là hội trưởng của Thương hội Thiên Nguyên. Sao ông ta có thể làm bạn với một người nhà quê nghèo hèn như anh được chứ? Tôi thấy có mà anh đến đây để ăn vả thì có, anh mau cút ngay đi cho tôi nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Ngụy Vân Hiên lạnh lùng nói. Lúc này Trung Thiên Nguyên và Trung Linh Nhi mới chú ý tới Lâm Thanh Diệt, Trung Linh Nhi lập tức chạy thẳng tới chỗ Lâm Thanh Diệt, tràn đầy ấm ức nói lâm thanh diện anh là tên khốn kiếp lần trước thế mà anh lại dám để ba tôi tới đón tôi về chẳng lẽ anh đã quên ước định của hai chúng ta rồi hả à? đời này tôi là người của anh anh không thể bỏ mặc tôi như vậy được nói xong trung linh nhi trực tiếp bắt lấy cánh tay lâm thanh diện làm núng với anh lâm thanh diện lập tức mặt đen lại anh không hề nhớ mình có bất kỳ ước định gì với trung linh nhi hết ngụy vân hiên đứng ở một bên lập tức trợn tròn mắt đây là lần đầu tiên anh ta thấy Trung Linh Nhi nhiệt tình đối với một người như vậy, tuy rằng mặt mũi Trung Linh Nhi tràn đầy ấm ức nhưng đây là vẻ mặt mà chỉ biểu hiện ra đối với bạn trai mình mà thôi. Ngụy Vân Hiên là một trong những người theo đuổi Trung Linh Nhi, bây giờ anh ta lại nhìn thấy Trung Linh Nhi thân mật với Lâm Thanh Diện như thế trong lòng đương nhiên là vô cùng ghen tuông. Hơn nữa anh ta nghĩ mãi cũng không hiểu là tại sao Trung Linh Nhi lại sinh ra hứng thú với một tên nhà quê nghèo hèn như vậy. Linh Nhi, em có phải em nhận lâm người rồi hay không, người này chỉ là một tên nhà quê nghèo hèn mà thôi, có phải những lời này là em định nói với tôi đúng không? Ngụy Vân Hiên có chút tự luyến hỏi Trung Linh Nhi một câu. Trung Linh Nhi nghe thấy Ngụy Vân Hiên nói như vậy lập tức chừng mắt liếc anh ta một cái, lạnh lùng nói anh nói ai là nhà quê nghèo hèn đấy. Lập tức xin lỗi anh ấy cho tôi, anh ấy là người đàn ông của tôi, anh có tư cách gì mà nói anh ấy như vậy? Mặt mũi Ngụy Vân Hiên tràn đầy xấu hổ, không ngờ Trung Linh Nhi lại vì một tên nhà quê nghèo hèn mà nói anh ta như vậy. Linh Nhi, em nhìn cho rõ đi, người này thật sự không có gì đặc biệt cả, anh ta. Ngụy Vân Hiên cho rằng Trung Linh Nhi ngây thơ nên đã bị Lâm Thanh Diện lừa gạt. Lúc này Trung Thiên Nguyên cũng đi tới, sắc mặt âm châm nhìn chầm chầm vào Ngụy Vân Hiên, lạnh lùng nói, vị này là bạn của tôi, hôm nay tôi đến đây chính là để ăn cơm với cậu ta, cậu nói như vậy hơi không ổn đấy. Ngụy Vân Hiên sao có thể ngờ rằng Trung Thiên Nguyên lại đứng ra nói thay cho Lâm Thanh Diệt, hai con mắt lập tức trợn tròn xoe, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin được hơn nữa anh ta còn bắt được suy nghĩ trong mắt Trung Thiên Nguyên, dường như Trung Thiên Nguyên vô cùng coi trọng Lâm Thanh Diệt. Người có thể khiến cho Trung Thiên Nguyên coi trọng thì chắc chắn không phải là người bình thường, kể cả là ba của Ngụy Vân Hiên thì cũng không có cách nào khiến cho Trung Thiên Nguyên coi trọng như vậy được, Trung Thiên Nguyên cũng chỉ nể mặt vì ba anh ta thường xuyên mời ăn cơm tặng lễ nên hơi có chút cảm tình mà thôi bác, bác trai, cháu không có ý này, Ngụy Vân Hiên lập tức sợ hãi, hơi thấp thỏm nhìn Trung Thiên Nguyên. Vậy thì xin lỗi nhanh lên, anh lại dám nói người đàn ông của Trung Linh Nhi tôi như vậy coi chừng tôi bảo ba tôi dạy dỗ lại anh đấy. Trung Linh Nhi tràn đầy tức giận chừng mắt với Ngụy Vân Hiên, dáng vẻ giống như một đứa trẻ giữ gìn vật quý của mình vậy. Lâm Thanh Diện rất bất đắc dĩ, anh không biết từ lúc nào mình đã trở thành người đàn ông của Trung Linh Nhi rồi, Xem ra Trung Linh Nhi này cũng không có cách nào đi vòng qua rồi. Mặc dù trong lòng Ngụy Vân Hiên không phục nhưng người ta có Trung Thiên Nguyên làm chỗ dựa nên anh ta nào dám có một tơ một hào sơ suất nào, anh ta chỉ có thể khom người một cái với Lâm Thanh Diện rồi nói: "Thật sự rất xin lỗi anh, đây đều là sai sót của hai nhân viên tiếp tân ở cửa, hai người bọn họ nói với tôi là anh tới quấy rối cho nên tôi mới có thái độ như vậy với anh, hy vọng là anh có thể bỏ qua cho tôi, lát nữa tôi sẽ đi dạy dỗ lại hai người bọn họ." lâm thanh diện nhếch miệng nghĩ thầm người này đẩy trách nhiệm cũng nhanh đấy mà anh cũng lười so đo với ngụy vân hiên nên quay đầu nói với trung thiên nguyên chúng ta đi vào đi hôm nay tôi có chuyện quan trọng muốn thương lượng trung thiên nguyên gật đầu sau đó cùng với lâm thanh diện đi vào bên trong trung linh nhi thì đang nắm lấy tay lâm thanh diện không thả lâm thanh diện cũng hết cách nên chỉ có thế mặc cho cô ta nắm lấy như thế thật ra sau khi trải qua chuyện lần trước lâm thanh diện đã coi trung linh nhi như em gái của mình anh biết Trung Linh Nhi vẫn còn nhỏ tuổi cho nên mới sinh ra ý nghĩ này với mình, chờ cô ta lớn lên thêm một chút nữa thì sẽ có một quan niệm yêu đương chính xác hơn. Lúc này Trung Linh Nhi nói như vậy anh cũng chỉ coi như Trung Linh Nhi giống như một người em gái đang nói đùa mình mà thôi. Nguy Vân Hiên đi theo phía sau thấy Trung Linh Nhi ôm lấy cánh tay Lâm Thanh Diện như vậy trong lòng ghen ghét một trận. Từ trước tới giờ anh ta chưa từng gặp Lâm Thanh Diện nên cứ nghĩ mãi mà không rõ tại sao Trung Linh Nhi lại thân mật với người này như thế. Đơn giản giống như là muốn gả cho anh ta vậy. Anh ta là một người theo đuổi Trung Linh Nhi, nhìn thấy Trung Linh Nhi như vậy liền cảm thấy giống như là con mồi của mình bị Lâm Thanh Diện đoạt mất vậy. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì anh ta cảm thấy Lâm Thanh Diện không hề có bối cảnh gì, nếu như bây giờ anh ta biết Lâm Thanh Diện là người của nhà họ Lâm thì sẽ không có suy nghĩ này. Mấy người đi đến cửa khách sạn, hai nhân viên tiếp tân kia nhìn thấy Lâm Thanh Diện đi cùng với Trung Thiên Nguyên và Trung Linh Nhi. Ngụy Vân Hiên thì lại đi theo phía sau, trên mặt đều tràn đầy chấn kinh. Trong lòng Ngụy Vân Hiên đang tức giận, anh ta đi nhanh đến trước mặt hai người kia trực tiếp cho hai người một người một cái tát. Hai người các anh đúng là không có mắt, vị này là bạn của bác Trung vậy mà hai người lại dám nói anh ta chỉ là một tên nhà quê nghèo hèn, thật sự là đáng đánh, mau xin lỗi người ta cho tôi. Ngụy Vân Hiên quát lên. Hai nhân viên tiếp tân kia cũng bị dọa cho run lên, vội vàng cúi người xin lỗi Lâm Thanh Diệt thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lâm Thanh Diện phất tay, nói, không sao, sau này chú ý hơn là được. Sau đó anh Liên đi cùng với Trung Thiên Nguyên và Trung Linh Nhi đi vào trong bỏ lại Ngụy Vân Hiên đứng tại chỗ nghiến răng nghiến lợi đánh tiếp cho hai nhân viên tiếp tân kia thêm mấy cái tát. năm 350, phải đến nhà tôi ngủ. Căn phòng tốt nhất trong khách sạn Khải Hoàn. Lâm Thanh Diện và Trung Thiên Nguyên, Trung Linh Nhi đều ngồi phía trước bàn, trên bàn đã bày rất nhiều món ăn tinh xảo, nhưng đồ ăn này đều là do Ngụy Vân Hiên cho đầu bếp chuyên nghiệp làm mặc dù trong lòng anh ta đang rất khó chịu với Lâm Thanh Diện nhưng ngại mặt mũi Trung Thiên Nguyên anh ta nhất định phải chiêu đãi ba người với tiêu chuẩn cao nhất những món ăn này đều được nấu bởi đầu bếp hàng đầu thế giới mà chúng tôi mời về gần đây hương vị khá ngon mau nếm thử đi sau khi Ngụy Vân Hiên sắp xếp tốt phòng bếp liên đi vào phòng khách cũng không khách khí lúc này liên muốn ngồi xuống bàn Trung Linh Nhi nhìn thấy Ngụy Vân Hiên muốn ngồi xuống lập tức chừng mắt liếc anh ta một cái, nói, ai bảo anh ngồi, là Lâm Thanh Diện đến tìm ba tôi nói chuyện, anh ngồi xuống đây làm gì, anh thật sự không khách khí chút nào, không biết xấu hối. Ngụy Vân Hiên vẫn chưa ngồi xuống ghế, sau khi nghe thấy Trung Linh Nhi nói, thân thể lập tức cứng đờ, lúc đầu anh ta cho rằng Lâm Thanh Diện và hai cha con Trung Thiên Nguyên đến để dùng bữa, nếu Lâm Thanh Diện đã là hạng người vô danh mà có thể ngồi chung một bàn với Trung Thiên Nguyên, vậy anh ta ngồi vào chỗ này hẳn cũng không thành vấn đề. Hơn nữa cho dù bọn họ cần nói chuyện, Trung Thiên Nguyên cũng sẽ cho anh ta một chút thể diện, ít nhất cũng để anh ta ở đây ăn gì đó, sau đó mời anh ta ra ngoài. Nhưng bây giờ Trung Linh Nhi không hề cho anh ta chút thể diện nào, trực tiếp đâm thủng anh ta, điều này khiến cho anh ta rất xấu hổ, khuôn mặt giống như ăn phải phân. Thật, thật ngại quá, nếu mấy người có chuyện cần nói, vậy tôi sẽ không ở đây làm phiên nữa, mọi người cứ ăn thoải mái, cần gì thì cứ gọi cho tôi, tôi đi ra ngoài trước. Ngụy Vân Hiên nhanh chóng nói một câu, sau đó vội vàng đi ra khỏi phòng. Đi ra khỏi phòng, Ngụy Vân Hiên mới thở dài một hơi, vừa rồi xấu hổ khiến cả khuôn mặt anh ta kìm nén đến mức đỏ bừng, trong khoảng thời gian ngắn không thể hạ xuống. Anh ta siết chặt nắm đấm của mình, trong mắt lộ ra một vòng hung tàn, rõ ràng anh ta đã đem tất cả nguyên nhân khiến hôm nay mình mất mặt như vậy đều đẩy lên người Lâm Thanh Diệt, nếu không phải do Lâm Thanh Diệt, sao anh ta có thể mất mặt thế này? Hơn nữa Trung Linh Nhi lại còn thân thiết với Lâm Thanh Diện như vậy, còn nói Lâm Thanh Diện là người đàn ông của cô ta, điều này rõ ràng đã khiến Ngụy Vân Hiên đem Lâm Thanh Diện trở thành tình địch lớn nhất của mình. Không được, phải đi điều tra xem tên này rốt cuộc có lai lịch thế nào mới được, nếu có chút bối cảnh thì thôi, nếu như không có bối cảnh gì, ông đây tuyệt đối không tha cho hẳn ta. Hừ lạnh một tiếng, Ngụy Vân Hiên liền đi về phía cửa bên kia. Phòng ở trong, Ngụy Vân Hiên kia thật sự đáng ghét lại còn muốn ở đây nghe chúng ta nói chuyện hơn nữa anh ta còn dám coi thường lâm thanh diện có cơ hội nhất định phải thu thập anh ta sau khi trung linh nhi nhìn ngụy vân hiên đi ra ngoài tức giận nói lâm thanh diện cười nhìn trung linh nhi một cái nghĩ thâm cô nhóc này thật sự không biết giấu suy nghĩ của mình trong đầu nghĩ điều gì thì nói cái đó cũng coi như một cô gái tính tình thật thà trung linh nhi trông thấy lâm thanh diện nhìn mình cười trên mặt lập tức lộ ra vẻ nửa tức giận nửa ấm ức mặt mũi đầy vẻ khó chịu, anh còn cười tôi, chuyện lần trước tôi vẫn còn chưa tính sổ với anh đâu, tại sao anh lại để ba tôi đưa tôi về kinh đô, có phải anh không muốn tôi nữa, anh cho rằng như vậy là có thể thoát khỏi tôi sao? Lâm Thanh Diện đau cả đầu, bất đắc dĩ nói, Linh Nhi, thật ra tôi vẫn luôn coi cô là em gái của tôi, tôi là một người đã kết hôn, sau này cô cũng đừng có suy nghĩ với tôi nữa, bây giờ cô còn nhỏ, chờ sau này cô sẽ hiểu rõ suy nghĩ bây giờ của cô là quá ngây thơi hư thế nào chẳng lẽ anh cho rằng tuổi của tôi quá nhỏ so với anh nên sự hiểu biết của tôi cũng ít đi sao nói cho anh biết tôi cũng là người đã trưởng thành rồi sự hiểu biết của tôi không ít hơn so với mấy người đừng có dùng mấy lời nói tôi còn nhỏ để qua loa với tôi trung linh nhi tức giận bất bình nói được rồi linh nhi đừng làm rộn lâm thanh diện tìm ba để nói chuyện chính sự nếu con vẫn ở đây làm phiền ba sẽ gọi điện thoại cho người đến đón con về trung thiên nguyên nói lúc này trung linh nhi mới im lặng nhưng có thể nhận thấy cô ta hoàn toàn không cảm thấy mình đang náo loạn cô ta chỉ là đang tranh thủ cho hạnh phúc của mình mà thôi trung thiên nguyên nhìn về phía lâm thanh diện hỏi lần này cậu đến tìm tôi có phải vì chuyện của nhà họ lâm không lâm thanh diện nhẹ gật đầu nói khoảng thời gian trước lạc hân đến hồng thành bà ta chết ở trên tay triệu xuân diệu vậy nên tôi đã quyết định đoạt lại nhà họ lâm tôi muốn có thể nhận được sự giúp đỡ của hội trưởng nếu ngày mai ông có thể ra mặt tin chắc nhà họ lâm bên kia sẽ dễ dàng giao quyền kiểm soát ra trung thiên nguyên lập tức thay đổi sắc mặt không ngờ lạc hân đã chết hơn nữa còn chết trong tay triệu xuân diệu trong lúc này mọi chuyện xảy ra khiến cho trung thiên nguyên cảm thấy tò mò không biết có thể đem chuyện đã xảy ra ở hồng thành kể lại một lượt không lạc hân lại chết ở trong tay triệu xuân diệu thật sự có chút khiến cho người ta không thể tin nổi trung thiên nguyên nói lâm thanh diện cũng không giấu giếm đem chuyện đã xảy ra ở Hồng Thành nói lại một lượt với Trung Thiên Nguyên, giọng điệu tương đối yên tĩnh. Sau khi Trung Thiên Nguyên nghe được thật ra là Lâm Thanh Diện buộc Triệu Xuân Diệu giết chết Lạc Hân, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, Triệu Xuân Diệu sẽ ra thay bóp chết mẹ của mình thật sự khiến cho người ta kinh hoàng, nhưng việc phía sau càng khiến cho Trung Thiên Nguyên kinh hãi trong lòng. Lâm Thanh Diện thậm chí để cho Lạc Hân và Triệu Xuân Diệu đứng trước sự lựa chọn như vậy, càng đáng sợ hơn là khi Lâm Thanh Diện nói ra những lời này, Giọng điệu vô cùng bình thường và qua loa, thật sự giống như đây chính là kết thúc mà bọn họ nên có. Đầu óc của người này tuyệt đối người bình thường không thể so sánh được, nhưng anh ta đã trải qua chuyện này, có một người mẹ tâm ngoan thủ lạt như vậy, ép buộc Triệu Xuân Diệu giết Lạc Hân, cũng là chuyện hợp tình hợp lý, Trung Thiên Nguyên lẩm bẩm trong lòng. Cậu muốn đoạt lại nhà họ Lâm, chắc không phải vì một chuyện đơn giản như vậy, ngoại trừ đến tìm tôi, có lẽ cũng đã tìm những người khác giúp đỡ đúng không? Trung Thiên Nguyên hỏi Võ quán vân khê, lâm thanh diện không do dự, nói thẳng. Trung thiên nguyên lần nữa hít sâu một hơi, không ngờ lâm thanh diện thậm chí có thể tìm võ quán vân khê đến giúp. Võ quán vân khê kinh khủng thế nào ông ta biết rất rõ. Hơn nữa nhiều năm như vậy võ quán vân khê chưa từng tham dự vào việc đấu tranh giữa các thế lực ở kinh đô. Bây giờ lại muốn giúp lâm thanh diện đoạt lại nhà họ lâm, đủ để thấy lâm thanh diện rốt cuộc có năng lực lớn đến mức nào. Mà sở dĩ lâm thanh diện đem chuyện này nói cho Trung thiên nguyên. Một là vì chuyện này không thể giấu giếm, một vấn đề khác là vì muốn cho Trung Thiên Nguyên nhận ra được, mình không hề đơn giản như ông ta nghĩ. Lâm Thanh Diện nói cho Trung Thiên Nguyên rằng Lạc Hân đã chết, điều này có nghĩa rằng hiện tại nhà họ Lâm đang ở trong trạng thái như rắn mất đầu, thương hội Thiên Nguyên là một thương hội lớn mạnh như vậy, không phải không biết giá trị của nhà họ Lâm. Lúc này Trung Thiên Nguyên hoàn toàn có thể mạo hiểm, dựa vào lực lượng của thương hội để chiếm đoạt nhà họ Lâm sự mê hoặc này đối với Trung Thiên Nguyên mà nói là không hề nhỏ, cho dù ông ta có mối quan hệ tốt với Lâm Thanh Diệt, nhưng lợi ích của nhà họ Lâm hoàn toàn đáng giá để ông ta đi mạo hiểm như vậy. Nhưng hiện tại Lâm Thanh Diệt bê võ quán vân khê ra, Trung Thiên Nguyên cũng không thể không cân nhắc xem rốt cuộc mình có chắc chắn đối phó được với Lâm Thanh Diệt hay không. Đã nhiều năm rồi võ quán vân khê không tham gia vào việc đấu tranh giữa các thể lực, vậy mà giờ lại có người khiến cho bọn họ ra mặt, không biết có thể tập hợp được lực lượng lớn đến mức nào, nếu như lúc này Trung Thiên Nguyên lựa chọn đoạt lấy sản nghiệp nhà họ Lâm, chắc chắn sẽ bị Lâm Thanh Diện trả thù, chỉ một cái võ quán Vân Khê cũng đủ để khiến ông ta đau đầu. Trung Thiên Nguyên cũng hiểu rõ ý của Lâm Thanh Diện, so với việc đi mạo hiểm, chỉ bằng ông ta giúp Lâm Thanh Diện một tay, như vậy cho dù Lâm Thanh Diện đoạt lại nhà họ Lâm, Lâm Thanh Diện nể tình chuyện này, chắc chắn sẽ cho thương hội Thiên Nguyên nhận được một chút chỗ tốt. Cậu định lúc nào ra tay? đến lúc đó thương hội thiên nguyên của tôi nhất định hết sức giúp đỡ trung thiên nguyên trịnh trọng nói có câu nói này của hội trưởng là đủ rồi lâm thanh diện nở nụ cười lạc hân và triệu xuân diệu đã mất tích nhiều ngày như vậy phía bên nhà họ lâm cũng đã nhận ra được điều bất thường rất có thể bọn họ đã biết lạc hân gãy trong tay tôi vậy nên việc này không thể chậm trễ tôi định ngày mai sẽ ra tay ngày mai có phải có chút vội vàng rồi không trung thiên nguyên cau mày nói sẽ không thật ra tôi để hội trưởng ra mặt cũng chỉ là để uy hiếp một chút những người có ý kiến với tôi ở nhà họ lâm mà thôi bây giờ lệnh bài gia chủ và mạch máu kinh tế của nhà họ lâm tất cả đều đang nằm trên tay tôi nhà họ lâm cũng giống như đã là của tôi tôi đến nhà họ lâm cũng chỉ để thông báo với bọn họ chuyện này mà thôi bọn họ nếu biết điều hắn là phải hiểu nên lựa chọn thế nào lâm thanh diện nói trung thiên nguyên nhẹ gật đâu nói nếu đã như vậy tất cả nghe theo cậu vậy làm phiền hội trưởng Lâm Thanh Diện nâng lý rượu kính Trung Thiên Nguyên một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch. Trung Thiên Nguyên cũng cầm ly rượu uống vào, hướng Lâm Thanh Diện nở nụ cười. Ba, ba không thể cứ đồng ý với anh ta như vậy. Ngay lúc này, Trung Linh Nhi đột nhiên mở miệng. Trung Thiên Nguyên quay đầu nhìn Trung Linh Nhi một cái, hỏi tại sao? Sao ba có thể dễ dàng đồng ý với anh ta như vậy? Anh ta nhất định phải đồng ý với chúng ta một điều kiện, ba mới có thể đồng ý với anh ta, Trung Linh Nhi nói. Trung Thiên Nguyên lập tức sinh ra một tia nghi hoặc, ông ta cứ cho là mình đồng ý với Lâm Thanh Diện như vậy là đã bỏ sót điều gì, liền vội vàng hỏi Trung Linh Nhi, điều kiện gì. Lâm Thanh Diện cũng có chút tò mò nhìn Trung Linh Nhi, không biết cô ta đột nhiên lại muốn ra điều kiện. Đương nhiên là cưới con, nếu anh ta không cưới con, ba không thể giúp anh ta. Trung Linh Nhi trịnh trọng nói. Trung Thiên Nguyên và Lâm Thanh Diện đều sướng sờ, cả hai đều ngẫu nhiên cùng bật cười, không ngờ điều kiện của trung linh nhi muốn nói lại là cái này ba ba cười cái gì con nói không đúng sao đây chính là cơ hội tốt nhất để con gả cho anh ta anh ta nhất định phải cưới con mới được nếu không đến khi ba giúp anh ta anh ta sẽ chạy mất trung linh nhi vô cùng bất mãn nhìn trung thiên nguyên trung thiên nguyên bất đắc dĩ thở dài nói nếu như bây giờ cậu ta chưa kết hôn nói không chừng ba sẽ thật sự nghe theo con nhưng bây giờ cậu ta đã kết hôn rồi ba không thể ép buộc người ta ly hôn để tái giá với con. Trung Linh Nhi vô cùng sốt ruột, giống như Lâm Thanh Diện không cưới cô ta, hôm nay cô ta sẽ không thể sống nổi nữa. Khủ khủ, cái đó, nếu mọi chuyện thương lượng xong, vậy tôi đi tìm chỗ để ngủ qua đêm trước đã, ngày mai tôi sẽ liên hệ lại với ông. Lâm Thanh Diện hướng Trung Thiên Nguyên nói. Cậu không có chỗ ngủ thì đến nhà tôi đi, nhà tôi còn rất nhiều phòng, Trung Thiên Nguyên nói. Lâm Thanh Diện vội vàng lắc đầu, nếu thật sự đến nhà ông ta, có lẽ Trung Linh Nhi sẽ điên mất. Trung Linh Nhi thấy Lâm Thanh Diện lắc đầu, trực tiếp bắt được cánh tay của anh, không được, hôm nay anh phải đến nhà tôi ngủ, tôi không yêu cầu anh cưới tôi, nhưng anh muốn ba tôi giúp anh, vậy hôm nay anh phải nhất định đến nhà tôi, nếu không ngày mai chắc chắn tôi sẽ không để ba tôi ra ngoài. Lâm Thanh Diện bất lực nhìn vị đại tiền thư này, anh biết nếu hôm nay không đồng ý với cô ta, ngày mai chắc chắn cô ra sẽ quấy rối, trong lòng thầm nghĩ đến nhà của Trung Thiên Nguyên ngủ một tối cũng không có gì, chỉ cần có thể để vị đại tiểu thư này yên tĩnh là được rồi. Vậy nên anh liền nói, vậy được rồi, tôi sẽ không đi tìm chỗ khác nghĩ ngoi, đến nhà cô làm phiền một đêm vậy. Trung Thiên Nguyên cũng nở nụ cười, không ngờ Lâm Thanh Diện lại bị Trung Linh Nhi gây khó dễ lợi hại như thế, nếu như Lâm Thanh Diện vẫn chưa kết hôn, nói không chừng Lâm Thanh Diện thật sự trốn không thoát khỏi năm ngón tay của Trung Linh Nhi. Hai người cũng không có chú ý, sau khi Trung Linh Nhi nghe thấy Lâm Thanh Diện đồng ý, trong mắt lập tức lóe lên sự giảo hoạt. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 350